Chương 77, từ lúc Hoa Công Công tới xin một ít dưa muối, Ngư Thị Hào phóng cho hắn cả một tô bự, gần đây cũng không có tới thẩm trạch lần nào nữa. Hai ngày này Chu Lê luôn cảm thấy ngực sưng to, có đôi khi cương cứng như đá. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình bị bệnh lạ. Trong lúc vô tình nói với Ngư Thị, Ngư Thị mới cười nói cho nàng biết. Đây không phải bệnh lạ gì, chỉ là vú căng sữa quá gây ra mà thôi. Nếu thật sự cảm thấy không thoải mái, nặng ra một ít đổ đi thì được rồi một ngày này ngủ trưa dậy cương cứng đến nỗi dưới nách cũng có chút đau nên nhờ thẩm việc đi lấy một cái chén sứ tới mở y phục nặng ra một chút mới dễ chịu nước sữa trắng đục nhộn nhạo trong chén sứ trắng trong không khí lưu chuyển hương sữa nhàn nhạt thẩm việc bưng chén lắc đầu tiểu tranh và tiểu đào thật không biết cố gắng hai đứa đều bú không hết nhìn nè nhiều như vậy đổ thật lãng phí chu lê vừa thắt đai lưng bên hông vừa nói nương nói chờ bọn chúng lớn một chút ăn uống cũng nhiều hơn thì tốt hơn thôi Thẩm Việt bưng chén quơ quơ Sữa nhẹ nhàng chuyển động quanh thành chén Vì sao tiểu hài tử thích ăn cái này ta Chẳng lẽ là ngọt Chu Lê thắt sông đai lưng Ngước mắt nhìn về phía hắn Cười nói nếu không chàng nếm thử đi Nàng chắc hắn không dám nếm Người đã lớn như vậy Chẳng lẽ không biết xấu hổ ăn sữa của hài tử Ai ngờ thẩm Việt nghe vậy nhíu mày Phu nhân nói cũng đúng À dọa cho Chu Lê hoảng sợ Chàng đừng đã không kịp ngăn cản Thẩm Việt đưa chén đến bên môi mùi sữa tới gần hơi thở càng thêm nồng nặc chu lê vốn cho rằng hắn muốn uống một ngụm lớn trong lòng còn đang cảm thấy thẹn thùng đang nghĩ ngợi liền thấy hắn thả chén xuống dưới sau đó đổ một giọt ra lòng bàn tay đưa đến miệng nhẹ nhàng liếm chu lê hiếu kỳ nói thế nào có mùi vị gì ngọt không thẩm việc nhấp nhấp dư vị nơi đầu lưỡi một phen mới nói ưng ừ. không phải rất ngọt chỉ có một chút vị rất nhạt hơi giống mùi đậu phộng mài thành tương rồi bỏ thêm một muỗng đường, đậu phộng, thẩm việc buồn cười nhìn về phía nàng, tò mò như vậy, không bằng tự nàng nếm thử xem, nói xong, cầm chén đưa đến trước mặt nàng. Chu Lê liên tục xua tay, không được không được, ta không thử, thẩm việc tắm tắt hai tiếng, của mình mà còn ghét bỏ nga, Chu Lê không nhìn hắn, cầm lấy quyển thoại bản trên gối mở ra đọc, ta không có da mặt dày như chàng, miệng đang cắn tới chữ dày, chợt thấy cảm xúc ôn nhuận rơi xuống trên má. Nàng vội vàng bụng mặt ngẩng đầu, dỗi hờn nói, Chàng. chàng. lưu manh, thẩm việt đã bưng chén, cười vang đi ra ngoài cửa phòng. Chu Lê nhìn bóng dáng hắn nhỏ giọng mắng một trận mới từ bỏ, tiếp tục đọc thoại bản. Trong sân ngoài cửa, hai nhà hoàng chăm sóc hoa cỏ nghe tiếng cười sang sảng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy thẩm đại nhân của bọn họ khi vén mạnh đi ra còn tươi cười đầy mặt, chờ sau khi tấm mạnh kia rơi xuống ở sau lưng hắn, khóe miệng cũng rơi xuống theo, lại khôi phục bộ dáng thường ngày ở trước mặt bọn họ chờ thẩm việc ra khỏi sân hai nha hoàng bắt đầu nhỏ giọng nói thầm đại nhân biến đổi sắc mặt thật là nhanh đúng vậy ngày thường đối với chúng ta tuy rằng ôn hòa nhưng vẫn ngầm lộ ra vẻ uy nghiêm có khi nào thấy hắn cười như vậy có lẽ đại nhân chỉ đối với phu nhân như vậy thôi nên thấy hai ta ở chỗ này đương nhiên phải thu liễm một ít chu lê ở cửa xong mùa thu cũng trở nên càng rõ rệt hơn chờ sau một tháng khi nàng bước ra cửa phòng ngoài ý muốn phát hiện trong sân đã có rất nhiều lá cây bắt đầu úa vàng thẩm việc lại lần nữa mời vương đại phu ở hạnh lâm y quán đến tái khám cho chu lê xem thân thể nàng khôi phục như thế nào rồi vương đại phu đóng cửa phòng kiểm tra một phen rồi mới gọi thẩm việc tiến vào dặn dò thân thể phu nhân khôi phục cũng không tệ không bị dính bệnh hậu sản nào miệng vết thương cũng gần như lành rồi hiện giờ đã ở cử đủ tháng về sau cứ thường xuyên đưa nàng đi ra ngoài hít thở không khí phơi nắng cho bay đi ẩm thấp động lại một tháng qua, thẩm việc đều ghi nhớ. Vương Đại Phu thu dọn hầm thuốc, nói tiếp, mấy cái chuyện phòng the, làm nam tử cần phải nhẹ nhàng một chút, phải tránh lâu ngày không đụng chạm bây giờ lại thành mảnh hổ vô mồi. Phụ nhân sinh hại tử xong, bộ xương không giống như trước nữa, chịu không được lăn lộn. Vương Đại Phu làm nghề y nhiều năm, thấy nhiều sóng to gió lớn, nói tới những việc này, mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, ngữ khí ngược lại cứ nhàn nhạt bình bình nhưng còn thẩm việt và chu lê sau khi liếc nhìn nhau chu lê xoay người đi cố tình sửa sang lại xiêm y mà thẩm việt cũng không được tự nhiên ho khan một tiếng thấy vương đại phu cổng hầm thuốc lên liền nói đưa đại phu ra cửa chờ đưa đại phu xong thẩm việt lại đi vòng trở về thấy chu lê còn ngồi ở mép giường chôn đầu nắm làng váy tóc mai rơi xuống trải rác bay bay trước gò má nàng một tháng không ra cửa làn da nàng còn trắng hơn lúc trước vài phần ánh mặt trời ngoại cửa sổ chiếu vào có vẻ càng thêm mềm mại nhu hòa, tự hồ còn chưa phát hiện hắn đã trở về, Thẩm Việc bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng, lập tức chậm bước chân lại, rón ra rón rén tới gần, đợi khi đi đến bên người nàng, bỗng nhiên cùng ngón tay lại búng lên đầu nàng một cái. Chu lê ăn đau, kêu ai nha một tiếng, duỗi tay che trán, ngước mắt trừng hắn, chàng làm gì vậy chứ? Thẩm Việc ngồi vào bên cạnh nàng, không làm gì, chỉ muốn sờ nàng một chút, chàng sờ là sờ như thế này ấy hả? ta cũng phải sờ chàng, nói xong, lập tức muốn búng trán Thẩm Việt, Thẩm Việt sao có thể để nàng thực hiện được, né sang một bên tránh đi. Hai người xoay nháo đến một chỗ, đồng thời cùng ngã vào bên trong giường, trong lúc nhất thời tiếng cười đùa trong phòng không ngừng. Một lát sau, Thẩm Việt xoay người không kịp chu Lê theo đuổi không bỏ, chủ động đầu hàng, cầu phu nhân tha mạng, tạ ơn phu nhân không giết, chu Lê ấn ở trên người hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn giơ tay qua đỉnh đầu không hề phản kháng, cười nói: vậy chàng để ta búng một chút thẩm việt nhắm chặt hai mắt làm ra bộ dạng thấy chết không sờn đến đây đi chu lê thấy thực hiện được lập tức chuẩn bị búng tay làm bộ sắp búng xuống trán hắn một cái tay nhắc mạnh lên lại không vội rơi xuống nàng bắt đầu thưởng thức mỹ nhân từ trước nàng đã âm thầm phát hiện thẩm việt là nhi lan đẹp nhất thẩm gia thôn trải qua mấy năm tiếp xúc vẫn cảm thấy hắn đẹp như cũ nhìn mày kiếm hàng mi dài sống mũi cao thẳng còn có bờ môi nhìn quá mềm mại giống cái bánh đậu thủy tinh. Vì thế, nàng đột nhiên cúi người, ăn một miếng bánh mềm kia, thẩm việc đợi hồi lâu, cũng chưa chờ được cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, không những không có cảm giác đau đớn, ngược lại còn bị mổ một ngụm. Chợt mở mắt ra, lúc này chu Lê đang cười cười, mà khi thẩm việc dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng chầm chầm, nàng thấy được sóng gió như mạch nước ngầm trong mắt hắn, lập tức lúng túng, lập tức muốn dời qua một bên, không đè hắn nữa. Nào biết, vừa định cử động, eo đột nhiên truyền đến cảm xúc gông cùng xiềng xích nạn rốt cuộc không thể động đậy chu lê vội nói chàng búng ta một cái đổi lại một cái hôn môi chàng không lỗ mau thả ta ra thẩm việt không những không bỏ tay đặt trên eo nạn ngược lại còn mạnh hơn vài phần chu lê đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất an cảm thấy tự mình dâng tới miệng thẩm việt lại nghĩ đến lời vương đại phu mới vừa nói ý của lời nói kia tuy là căn dặn bọn họ cẩn thận nhưng ngụ ý chính là đã có thể a à nha bụng ta đau nói xong liền tính dậy dù ngồi dậy thẩm việt vẫn không thả đôi mắt ẩn chứa năng lượng sắp sửa nổ tung ngay khi chu lê cũng cho rằng trốn không thoát thẩm việt lại đột nhiên thả nàng chu lê được tự do lập tức ngoan ngoãn lăn đến bên kia trước khi xương cốt nàng chưa khỏe hẳn đừng lại chọc ta thẩm việt đá chân một cái ngồi thẳng người dậy đứng ở mép giường liếc nhìn nàng sống nằm trong mắt hắn đã biến mất bên môi treo lên nụ cười lười nhác ta không phải chính nhân quân tử gì đâu dứt lời tạm dừng một chút duỗi tay sửa sang lại vạt áo nói bổ sung nàng biết mà chu lê bị hắn nhìn đến gương mặt nóng lên nghiêng người dúi đầu vào gối rầu rĩ nói ai chọc chàng là là chính chàng cầm thú nghe chu lê nói hắn là cầm thú cũng không giận ngược lại tươi cười xoay người khoanh tay cất bước đi ra ngoài phòng chu lê đợi trong chốc lát cho đến lúc nghe được tiếng đóng cửa mới ngẩng đầu lên ngô đi rồi sao may mắn đi rồi. Nàng bò dậy, đôi tay che lại gương mặt, quá nóng. Nàng thấy rất kỳ lạ, hai người bọn họ ngay cả hài tử cũng có rồi, sao tình huống ngày hôm nay nàng còn đỏ mặt. Nàng lấy bàn tay làm cây quạt tạo gió, tính có thể làm mặt hạ nhiệt. Trong lúc đó nàng vẫn suy nghĩ về vấn đề này, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đã có đáp án. Tuy rằng bọn họ đã có hài tử, nhưng nhìn chung mà nói, lúc ấy bọn họ chỉ có một lần cùng nhau có lẽ thân thể còn chưa đủ quen thuộc đối phương. Sau hôm nay ngày nghỉ của thẩm việc đã hết, sáng sớm ngày hôm sau hắn phải đi phục chức. Trong khoảng thời gian hắn không làm việc, trong nhà môn động lại hơi nhiều sự vụ, chờ khi hắn xử lý xong hạ chức về nhà, trời đã tối đen. Chu Lê ở cử một tháng, bị ngư thị nghiêm khắc buộc phải dựa theo tập tục xưa, bởi vậy thật sự chưa tắm rửa gội đầu một tháng. Đêm này, nàng liền gọi người mang nước ấm tới, ngồi vào thùng tắm sau bình phong phòng chính lúc trước nàng tắm rửa chưa bao giờ đổ nước thơm vào trong nước, lúc này đây nàng cố ý bỏ tới 10 giọt vào trong, kỳ thật chỉ cần bỏ một hai giọt áp mùi nước là đủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả người mình thối hoắc, vì vậy cho nhiều hơn mấy lần, hương hoa hồng hòa vào nước ấm, toàn bộ phòng đều tràn ngập mùi hoa, giống như tiết trời vào hè, đứng ở một khe núi hoa hồng, mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi là biển hoa hồng. Chu Lê cởi áo ngoài bằng lụa trên người, lại trở tay ra sau lưng, tháo yếm ngực đỏ tươi theo hoa tùy ý vắt trên bình phong đôi chân nhỏ dài trơn bóng rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn chậm rãi nâng lên đi vào trong nước ấm hơi nóng mịt mù đặt đầu gối lên cạnh thau tắm sau đó ung dung nhắm mắt nàng nghĩ ngày đầu thẩm việc phục chức hơn nữa là phải bận đến khuya hai đứa nhỏ vừa mới bú xong một chút này tạm thời sẽ không cần nàng cho bú nữa cho nên nàng cũng không nóng vội tắm rửa quyết định ở trong nước ngâm mình một chút rốt cuộc một tháng không tắm rửa cả người đều không dễ chịu Tối nay nhất định phải tắm cho đã mới bằng lòng từ bỏ Thẩm việc sau khi trở về Đi thẳng tới phòng chính Đi đến trong viện Thấy ánh đèn chiếu lên miếng lụa trắng dán vách sông cửa sổ Liền hứng thú bừng bừng đẩy cửa đi vào Vừa vào bên trong Hương hoa hồng nồng đậm, đậm lập tức ập vào trước mặt Thẩm việc thầm nghĩ kỳ quái Vừa đi vào trong vừa đánh giá Phòng trong trống rỗng Không nhìn thấy Chu Lê Ánh mắt không tự giác nhìn về chỗ nguồn sáng Nguồn sáng kia ở sau bình phong chiếu rọi lên bức vẽ uyên ương nghịch nước sinh động như thật xiêm y bằng lụa mỏng được vắt trên bình phong cùng với một cái yếm ngực hồng phấn chọc người xa xa nhìn lại dường như cũng có thể ngửi thấy mùi sữa trên đó trong mơ hồ giữa hình ảnh uyên ương nghịch nước còn có một bóng dáng đang chuyển động khi thì cánh tay nhỏ dài lả lướt khi thì đôi chân thước tha thon dài còn có đường công duyên dáng của gốc nghiêng mặt thẩm việc chợt thấy máu cả người đều tụ vào một chỗ đồng tử co rút chân dài bước qua đi đến sau bình phong Chu Lê đang tắm rửa thoải mái, thường thường dùng khăn ướt lau mình, bỗng nhiên, một bàn tay ấn lên bờ vai ướt át bóng loáng của Chu Lê. Nàng bị dọa nhảy dựng, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy là thẩm việc, mới yên tâm, chàng đã trở lại. Đi đường cũng không có tiếng động, linh hồn nhỏ bé của ta thiếu chút nữa bị chàng dọa rớt mất luôn rồi đấy, thẩm việc nói, phu nhân tắm rửa hả, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Nhưng cũng nhắc nhở nàng, nàng còn đang nằm mình trong nước nha chu lê bắt đầu đuổi người chàng mau đi ra đi ta còn chưa tắm xong đâu thẩm việc bị hấp hơi nước có chút hoảng hốt nơi này có thứ giữ lấy hắn sao hắn có thể đi ra ngoài phu nhân hơn tháng không tắm gội nói vậy trên người có rất nhiều ghét bẩn rồi không bằng vi phu trà lưng cho nàng nói xong cũng không chờ chu lê trả lời lập tức cầm lấy dây mướt trên thành thau tắm đặt lên vai chu lê xoa xoa giúp nàng chu lê vốn muốn cự tuyệt nhưng thẩm việc mới xoa như vậy một chút, nàng lại đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, vì thế cuối người bò trên thành thau tắm, lộ ra hết mảnh lưng phía sau cho thẩm việc. Thẩm việc sợ làm đau chu lê, động tác kiềm chế thật sự mềm nhẹ, dây mướp hương cọ sát từng chút từng chút trên tấm lưng ướt át trơn bóng của nàng. Thẩm việc lại sợ nàng lạnh, xoa một chút sẽ mút nước trưới lên lưng nàng, sau đó tiếp tục xoa, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Ngọn đèn dầu bên cạnh tỏa ra sắc vàng ấm áp, khiến cho hơi nước trong thau tắm cũng ấm áp theo. Trong ấn tượng của Chu Lê, đây là lần đầu tiên có người xoa lưng cho nàng. Từ khi nàng biết chuyện mình không phải nữ nhi ruột của Chu gia, phụ mẫu Chu gia tuy rằng đối xử với nàng không tồi, nhưng nàng tự biết ăn nhờ ở đậu, cho nên bắt đầu làm việc nhà từ rất sớm, giặt xiêm y nấu cơm, quét tước làm ruộng, không gì không làm, càng đừng nói loại chuyện hầu hạ tắm rửa này. Việc Lan, ở trong nhà người khác, hơn nữa đều là nữ nhân kỳ cọ cho nam nhân, hầu hạ nam nhân tắm gội vì sao chàng lại nguyện ý chà lưng cho ta vậy thẩm việc lại múc nước xối lên lưng nàng cùng với tiếng nước thẩm việc cười nói này có là gì chỉ là kỳ cọ tắm rửa mà thôi hơn nữa nàng và mấy nữ nhân đó không giống nhau chu lê không giống chỗ nào thẩm việc bọn họ gả cho người khác còn nàng gả cho ta phu quân các người không giống nhau chu lê ngẩn ra một chút ngay sau đó nghiêng đầu nhìn hắn những mày đẹp nói nói như vậy có thể gả cho chàng, là ta có phúc khí, thẩm việc đắc ý nói, đó là tất nhiên, Chu Lê nhìn bộ dáng tự tin mù quáng kia của hắn, tức khắc nổi lên tâm tư muốn đùa bỡn, thừa dịp hắn không để ý, hất một ngụm nước lên mặt thẩm việc, thẩm việc bị hất nước đầy mặt, vạt áo cũng ướt, mím môi, rất là bất đắc dĩ, Chu Lê cười rộ lên, thanh âm thanh thúy sang sản, sao trước kia ta không phát hiện ra, nàng lại nghịch ngợm như vậy, thẩm việc duỗi tay chạm chạm mũi nàng. Chu Lê, ta cũng không phát hiện thì ra chàng tự luyến như vậy, thẩm việc nâng cánh tay nàng lên chà lau giúp nàng, vậy xem ra chúng ta đều còn chưa hiểu biết sâu đối phương, ngày sau cần tìm hiểu nhiều hơn. Nói, đột nhiên ngừng động tác tay, tiến đến bên tai nàng, chờ sau khi nàng dưỡng khỏe lại, đoạn đầu hắn nói vẫn là câu bình thường, tới câu cuối cùng lại đột nhiên thay đổi, cũng không biết có phải ngâm nước lâu quá rồi không, trên mặt chu lê hiện lên một mảnh đỏ ửng, thẹn thùng trong hơi nước giống như một đóa sen mới nở môi thẩm việc di chuyển từ sau tai nạn, đi ngang qua cổ, đi vào phía sau lưng, cánh môi hắn nóng bỏng như lửa, nhèn nhóm xúc cảm nóng rực trên lưng chu lê. Ta, ta tắm còn chưa xong đâu, chàng, chàng không được làm bậy, chu lê run giọng nói. Thẩm việc nghe vậy mới buông nàng ra nàng, đổ nước vào nơi hắn vừa hôn xuống, nàng yên tâm, ta chỉ muốn hôn nàng một chút thôi, sau đó hắn cũng không làm động tác gì khác, chỉ một lòng giúp nàng kỳ cọ, lúc này chu lê mới yên tâm nhưng trong lòng lại ngầm có một chút mất mát chờ tắm rửa xong chu lê bảo thẩm việc đi ra ngoài nàng lau khô mặt xiêm y rồi sẽ ra ngay ai ngờ thẩm việc lại nói có cái gọi là tiễn phật tiễn tới tây thiên tối nay không bằng để vi phu hầu hạ phu nhân thật tốt đi nàng bước ra ta lau giúp nàng vừa nói xong đã đi lấy cái khăn treo trên giá chu lê ngồi ở trong nước nhìn hắn không có động đậy thẩm việc đi trở về lên a à, làm sao vậy thẹn thùng hả chu lê tránh tầm mắt hắn gục đầu xuống rầu rĩ nói ai ai thẹn thùng thẩm việc cười nhạt toàn thân nàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy đứng lên đi nói vậy ngược lại cũng đúng chu lê căng da đầu đứng lên mang theo một trận tiếng nước chảy dưới ánh đèn ngàn vạn bọt nước phản chiếu ánh sáng từ trên da chảy xuống ánh mắt thẩm việc chăm chú vội vàng dùng khăn bao lấy toàn thân nàng đi ta bế nàng lên giường khi nói chuyện đã khiêng người lên vai chu lê mặc kệ hắn bế nàng vòng qua bình phong đi đến giường bên kia hắn đặt người xuống giường trước lại đi lấy đèn lò lại đây tiếp theo lau khô cho chu lê lại mặc trung y cho nàng tóc nàng vẫn ướt hắn lại đi lấy một cái khăn khác xoa bóp tóc cho nàng nữ tử mới tắm gội xong khuôn mặt trơn bóng trắng nõn cánh môi kiều diễm ướt át thẩm việc nuốt nuốt nước miếng giọng nói khàn khàn nàng quay lại đi đưa lưng về phía ta ta mới lau tóc phía sau cho nàng được chu lê không nghi ngờ hắn làm theo tóc cần lâu thật lâu mới có thể vừa khô chu lê nhàm chán nên tùy ý tiền đề tài nói việc lan việc thường ngày của chàng cần làm là gì thẩm việc rất ít chia sẻ với người nhà việc mình làm ở phủ nha hôm nay chu lê hỏi hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ nói phê duyệt công văn thẩm tra vụ án có đôi khi cần ra ngoài thì sát dân tình các huyện các thôn ngày mùa xuân thì sát việc đồng án ngày mùa hè thì sát đường sông ngày mùa thu cần nhìn xem bá tánh thu hoạch như thế nào vào đông cần kiểm tra xem có nơi nào gặp phải thiên tai không chu lê nghe xong gật gật đầu vậy chàng cũng có không ít việc mà đều là việc liên quan đến bá tánh việc lan lúc nào chàng cũng cần phải nhớ rõ chàng vốn cũng là người nhà quê không nên giống lời kịch hay hát cái gì tam nhâm thanh tri phủ thập vạn tuyết hoa ngân a à. thẩm việc cười nhận được phu nhân dạy bảo Vì phu nhớ kỹ phu nhân thật đúng là hiền huệ nhìn xem ta cưới được bảo vật gì đây chu lê lại không đáp lời hắn hưởng thụ lực đạo hắn lau tóc tóc đen kéo kéo da đầu hơi căng nàng nghĩ hắn mới là bảo vật của nàng mấy ngày kế tiếp thẩm việc đều bận đến khuya mới trở về có lẽ lần trước thật sự còn tồn động quá nhiều chuyện cứ như thế qua hết nửa tháng thẩm việc rốt cuộc không còn việc vội đến hoàng hôn là có thể về nhà khi trở về đồ ăn vừa mới mang lên bàn hắn đi đến trước bàn nhìn một vòng thức ăn trên bàn bụng nhất thời không biết cố gắng kêu lên hai tiếng đây đều là phu nhân làm chu lê đang ở một bên chia đũa đúng vậy gần đây chàng luôn đi sớm về trễ có phải đã lâu chưa được ăn cơm ta nấu không thẩm việc không có trả lời nàng hai mắt yên lặng nhìn thức ăn trên bàn cầm lấy đôi đũa trong tầm tay kẹp một cái bánh nhân thịt lên ăn chàng ăn từ từ chu lê thấy bộ dáng hắn ăn ngấu nghiến khuyên nhủ ừm vẫn là phu nhân làm cái gì ăn cũng ngon khi nói chuyện một cái bánh bột ngô đã ăn xong hắn lại đi gấp khối thịt kho ăn vào trong miệng dư vị vô cùng ngon vẫn là hương vị ban đầu có thể tưởng tượng hắn đã hơn một năm không được ăn ngư thì thấy bộ dạng tham ăn không có tiền đồ của nhi tử cười lắc đầu chu lê phát giác từ sau khi thành thân nàng giống như quen biết thẩm việc một lần nữa lúc trước nàng cũng không biết thẩm việc tham ăn như vậy đầu bếp nha môn chẳng lẽ nấu ăn không hợp khẩu vị của thẩm đại nhân chúng ta chu lê vui đùa nói thẩm việc lắc đầu còn kém phu nhân rất xa chỉ nói tới mì sợi sáng nay thôi rõ ràng bỏ nhiều gia vị như vậy nhưng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú chu lê kinh ngạc nói mọi người sáng sớm đều ăn mì sợi ta còn tưởng rằng chàng đường đường là một tri phủ sẽ có một bếp riêng nấu ăn cho chàng chứ lúc mới nhậm chức đúng là có nói sẽ nấu cơm riêng cho ta nhưng mà nhìn các đại nhân khác cùng các sai dịch đều ăn cơm ở nhà ăn chỉ có mình ta đặc thù thực sự không tốt nên ta bỏ chế độ này dùng cơm cùng bọn hắn luôn, vậy các ngươi ăn cái gì?" Chu Lê tùy ý hỏi. "Thẩm Việc, sáng sớm đều là bánh bao cùng cháo, có đôi khi là mì sợi, cơm trưa đều là ba món ăn một món canh. Tóm lại đều không ngon bằng phu nhân nấu, nhìn ta có phải gần đây gầy hơn rồi hay không?" Chu Lê đánh giá trên dưới hắn một phen, không phải nói chứ, hình như là gầy hơn một chút. Ngày hôm sau Thẩm Việc nghỉ tắm gội ở nhà, Chu Lê rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ ngày hôm qua thẩm việc than khổ nói hắn gần đây gầy hơn rồi, nên đến nhà bếp trong phủ. Đi vào trong nhà bếp, nhìn quanh một vòng, thấy trên thớt để một khối thịt bò to mới mua, trong đầu nàng chợt lóe, trong lòng tức khắc có chủ ý, cắt thịt bò, nắm hương thành sợi, lại chuẩn bị vỏ quế, hồi hương cùng tất cả nguyên liệu, lại rang đậu phộng trên chảo nóng, chờ vỏ ngoài đậu phộng chuyển vàng, vớt lên, bỏ vỏ, nghiền thành mảnh vụn, xong công tác chuẩn bị, chu lê bỏ dầu hạt cải vào nồi dầu nóng cho các gia vị đã chuẩn bị sẵn vào trước, chờ dậy mùi, vớt gia vị ra, lại cho sợi nấm hương vào, xào sợi nấm hương đến ngã vàng lại vớt ra, rồi thả sợi thịt bò vào dầu, xào đến khi đổi màu, vớt ra, dầu còn lại trong nổi, để vào tương hột, ớt khô, dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy. Chờ sau khi dầu trong nồi từ từ biến thành màu ớt hồng tươi sáng, lại bỏ sợi thịt bò và sợi nấm hương đã xào trước đó vào, chu lê vừa dùng muỗng quấy, vừa thưởng thức dầu đang sôi sùng sục trong nồi. Mọi người làm việc ở nhà bếp, bởi vì Chu Lê không cần bọn họ hỗ trợ, nên mỗi người đều đang bận rộn việc của mình, bổ củi thì bổ củi, quét rác thì quét rác. Ai ngờ, bên chỗ Chu Lê thật sự quá thơm, bọn họ buông việc trong tay, không hẹn mà nháo nhào cùng nhau nhích lại gần. Có một bà tử hỏi, "Phu nhân, người đang nấu gì vậy?" "Thơm quá," nói, tiếng nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng. Chu Lê nói, "Thịt bò xào nấm hương a." À. Bà tử, "Tay nghề phu nhân thật tốt quá." lần trước vương đầu bếp cũng có làm thịt bò xạo nấm hương nhưng không được hương vị này chu lê nhìn một vòng chung quanh trong mắt một đám người đều sắp nhảy vào trong nồi chu lê cười nói chờ lát nữa làm xong mọi người cùng nhau nếm thử xem mọi người tự nhiên vui sướng không thôi nấu sau một lúc chu lê vớt một chút thịt bò lên nhìn nhìn cảm thấy đã ổn lại bỏ vào một ít hạt mè hạt mè trộn lẫn vào dầu nóng mùi hương lập tức tỏa ra bốn phía ít lâu sau chu lê cầm đến một chậu gốm lớn như chậu rửa mặt tới vớt thịt bò xào nấm hương đã nấu xong vào mọi người nhìn thịt bò đỏ rực cả một chậu lớn nước miếng đều sắp chảy ra chu lê đi cầm đến một cái đĩa nhỏ múc ra cho bọn họ một đĩa nhỏ mới vừa nấu xong còn rất nóng nhưng hương vị này thật sự mê người mọi người đều sốt ruột muốn ăn lập tức không ngừng thổi mới vừa hơi hơi nguội một chút lập tức đưa vào trong miệng thịt bò xào nấm hương đưa vào miệng trước cắn được một miếng thịt mềm mại đủ vị mười phần sau đó là mấy miếng vụn đậu phộng rồi nắm hương mềm mại mùi thơm ngào ngạt còn có hạt mè thơm phức hết thảy đều quy về một vị cây nồng sản khoái quả thực là mỹ vị mọi người sôi nổi tán thưởng tay nghề này của phu nhân nếu đi mở tiệm ăn bảo đảm buôn bán đắt như tôm tươi chu lê nghe vậy cười cười nào có khoa trương như vậy thật đó ta trước nay chưa từng ăn qua món thịt bò xào nấm hương ngon như vậy một bà tử nói Chu Lê cũng múc một ít lên nếm thử, hương vị đích xác không tệ, nhưng mà nàng không dám ăn nhiều, hiện tại nàng đang cho hài tử bú sữa, nếu ăn quá cay, sợ hài tử sẽ nóng trong người. Chờ thịt bò nguội bớt, nàng lại gọi người lấy ra năm cái bình sứ nhỏ, bỏ thịt vào, sau đó dùng khay bưng trở lại chính phòng. Giờ phút này Thẩm Việt đang ở trong phòng đọc sách, Chu Lê vừa đến, liền cuốn theo mùi hương bay vào hơi thở hắn, thơm quá a, à, phu nhân đây là cái gì? Chu Lê đặt khay lên bàn, cầm lấy một bình sứ, mở ra, chàng nếm thử hương vị này như thế nào, thẩm việc dùng muỗng nhỏ múc một chút nếm thử, đôi mắt lập tức liền sáng ngời, ừm, ăn ngon, ăn ngon thì tốt rồi, mấy cái này, đều là cho chàng, khi chàng đến nha môn mang một bình theo, kẹp bánh bao, hoặc là ăn với mì, hoặc ăn cùng cơm, đều có thể, thẩm việc nhìn thịt bò nấu nắm hương tràn đầy năm bình, lại nhìn về phía chu lê, trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp. Kéo chu lê tới ngồi vào trên đùi, phu nhân thật tốt, nói xong, mắt thấy sắp hôn xuống, bỗng nhiên, một hộ vệ ở ngoài cửa bẩm báo, đại nhân, có người đến bái phỏng đại nhân, thẩm việc không hôn được kiều thê, hậm hực, chu lê vội vàng đứng dậy từ trên đùi hắn, chàng mau đi đi, thẩm việc sửa sửa sim y, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh trạng thái, đi tới cửa, nhận bái thiếp trong tay thị vệ, nhìn qua một lượt, âm thầm nhíu mày, chu lê đi qua, thấy thần sắc hắn rất là ngưng trọng, theo bản năng quay đầu nhìn vào thịt kia, nhị công tử nhà tuần phủ đại nhân chu lê lập tức nghĩ tới khi nàng còn ở cử vị quý nhân kia trong cung đã lấy tên tuổi công tử nhà tuần phủ tới đây một lần là nàng sao chu lê hỏi thẩm việt gật gật đầu chu lê cười nói vậy chàng mau đi đi xem tiền chàng làm cái gì thẩm việt thầm nghĩ ở kinh đô cũng chỉ gặp mặt an nhạc công chúa kia có một lần sao nàng lại sống chết đuổi theo mình không bỏ vậy nhưng rốt cuộc người ta là công chúa nếu tới vẫn phải đi gặp một lần thẩm việc lập tức đi ra sảnh ngoài chu lê ở trong phòng chờ hắn một lát sau nàng đột nhiên dâng lên một ít hiếu kỳ muốn nhìn xem vị quý nhân kia đến tột cùng có bộ dáng gì liền lặng lẽ đi đến sảnh ngoài nhìn lén thẩm việc đi vào sảnh ngoài lại không gặp an nhạc chỉ có hoa công công hoa công công thấy hắn tươi cười đầy mặt hàn huyên sau một lúc mới bắt đầu đi vào chủ đề chính hôm nay hắn tới thẩm đại nhân thật không dám giấu dếm lần này đến là muốn xin thêm một ít dưa muối kia của nhà ngươi Thẩm Việc âm thầm kinh ngạc, lại không phải tới vì hắn. "Thật tốt, chỉ là" "Thật không dám giấu giếm, dưa muối kia hai ngày trước đã ăn hết rồi." Hoa Công Công nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc đại biến, nôn nóng không thôi, "Vậy làm thế nào cho phải a, à? công chúa của chúng ta làm sao bây giờ a?" À? Mắt thấy mới có chút khởi sắc, Thẩm Việc ngạc nhiên nói, "Công chúa bị làm sao?" "Vì sao một hai phải ăn dưa muối kia?" Hoa Công Công thấy bốn bề vắng lặng, đành phải thở dài kể lại bệnh kén ăn của công chúa. Thì ra vị này an nhạc công chúa này, bộ dáng từ nhỏ đã đẩy đà bụ bẩm, tuy là công chúa nhỏ được hoàng đế sủng ái nhất, nhưng bởi vì hình dáng nên đã ngầm chịu đủ lời chế nhạo của công chúa ở các cung khác, có một lần vương tử lâm quốc đến bái phỏng, công chúa đối với hắn vừa gặp đã thương. Hoàng đế liền cố ý muốn định thân cho công chúa cùng vị vương tử kia, ai ngờ vương tử coi trọng một tỷ tỷ của an nhạc công chúa, an nhạc không phục, liền đi hỏi vương tử kia, vì sao không chọn nàng? Vương tử uyển chuyển mà nói với công chúa, nói sức lực hắn yếu, tương lai nếu thành thân với công chúa, dựa theo tập tục nước bọn họ, đến lúc đó cần bế công chúa vào động phòng, hắn nói hắn bế công chúa không nổi, công chúa nghe thấy lý do này, lại so sánh dáng người của mình với mạng diệu tỷ tỷ, lập tức hiểu ra, công chúa khóc một đêm, từ đấy dốc lòng giảm béo. Cho đến sau đó hoàng đế lại nhìn trúng thẩm việc, tính toán tác hợp thẩm việc với công chúa, công chúa thấy dung mạo thẩm việt cũng rất vừa lòng chỉ là thẩm việt sớm đã thành thân nên cự tuyệt mặc kệ lý do thẩm việt cự tuyệt là gì công chúa đều quy kết lại là bởi vì mình quá béo vì thế càng thêm ít ăn thế cho nên biến thành bệnh không biết có thể làm phiền thẩm phu nhân hỗ trợ làm một ít dưa muối không hoa công công khẩn cầu nói thẩm việt nói thật không dám giấu dếm dưa muối không giống như xào rau xào rau trong chốc lát là có thể làm xong còn dưa muối cần phải có chút thời gian Hoa công công tức khắc nóng nảy, cần chút thời gian. Vậy công chúa nhà bọn họ trong lúc đó phải trải qua như thế nào a? À? mắt thấy bệnh tình đã tốt lên, đang muốn tiếp tục cầu xin thẩm việc, thình lình nghe tiếng một nữ tử vang lên, chỉ ăn dưa muối, cũng không tốt cho thân thể. Hoa công công theo tiếng nhìn lại, liền thấy một vị cô nương váy xanh chậm rãi đi tới, cô nương kia màu da trắng nõn, khuôn mặt đẹp đẽ, đi trong ánh mặt trời, cả người tự như đều nhiễm vần sáng, vô cùng tươi mát thoát tục trong tay nàng cầm một khay con, trên khay đặt năm bình sứ trắng. Hoa công công không rõ, thẩm đại nhân, xin hỏi vị này là ai? Thẩm Việt giới thiệu nói, đây đúng là phu nhân nhà ta. Hoa công công thấy chu lê, như thấy được cứu tinh, lập tức muốn quỳ xuống trên mặt đất. May mắn thẩm Việt đỡ kịp, nếu không đầu gối kia đã lục bục rớt xuống trên mặt đất. chu lê cười nói, công công không cần như vậy, đây là thịt bò xào nắm hương ta mới làm, người lấy về đi, có lẽ công chúa sẽ thích. Mặt khác, ta đã viết cách làm dưa muối kia lại cho ngươi, các ngươi lấy về cung đi, để ngự trù làm theo là được. Ta còn viết cho ngươi mấy thứ đồ ăn khai vị nhẹ nhàng khác, ngươi cứ cầm đi. Lúc trước trong thôn chúng ta cũng có một người mắc bệnh kén ăn, không cần lo lắng, từ từ lấy lại khẩu vị thì được rồi. Hoa công công ngàn ân vạn tạ, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Lúc gần đi, chu Lê đưa công thức món ăn, cùng thịt bò xào nấm hương cho hắn, lại lấy một bao trà bông đã làm từ trước cũng đưa luôn cho hắn hoa công công mới cảm động rơi nước mắt rời đi chờ tiễn hoa công công đi rồi chu lê nhìn thẩm việc một cái lại phát hiện vẻ mặt hắn phiền muộn liền trêu ghẹo nói sao vậy luyến tiếc thịt bò xào nấm hương thẩm việc hoàng hồn phu nhân chê cười vậy là đau lòng công chúa hay là cảm thấy tự trách sớm biết nên đáp ứng làm phò mã cho rồi chu lê chế giễu nói thẩm việc duỗi tay nắm lấy mặt chu lê nói cái gì vậy hả ta chỉ đang suy nghĩ nếu tương lai nữ nhi của ta vì một nam tử mà mặc cảm, ta không đánh gãy chân nam tử kia không thể bỏ qua, à. Chàng cư nhiên lại nghĩ đến cái này, cách suy nghĩ của trạng nguyên, đúng là không bình thường nha. Lát sau, chu Lê lại đi làm thêm mấy bình thịt bò xào nấm hương cho thẩm Việt, cầm đến phủ nha ăn, kết quả không quá hai ngày, thẩm Việt cư nhiên mang về cho nàng vài cái đơn đặt hàng. Thì ra là đồng liêu trong nha môn bọn họ nếm thử thịt bò xào nấm hương hắn mang theo, dồn dập muốn nhờ chu lê làm một ít mà bà cảm ơn cũng vô cùng phong phú thẩm việc phu nhân nếu không muốn làm ngày mai ta sẽ đi từ chối không cần để ý chu lê nhìn một tấm ngân phiếu trắng trắng làm 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 sao lại không làm hà tất gì lại chê tiền thẩm việc thấy bộ dáng tức phụ nhà mình cầm ngân phiếu tươi cười sáng lạng cũng cười rộ lên hắn biết mà tức phụ sẽ rất cao hứng a à lê tuy không phải người tham tài nhưng nàng cũng không giống các phụ nhân khác cầm tâm cả đời rút ở nhà, làm một phu nhân cửa lớn không ra cửa phụ không tới. nàng hưởng thụ vui sướng thông qua việc lao động kiếm tiền của nàng, hắn ủng hộ nàng, hắn điểm điểm cái mũi nàng, thật là tiểu tham tiền, nhưng mà hắn thích. vì thế, chu lê dựa vào việc làm thịt bò xào nấm hương, trong phạm vi nhỏ ở nha môn, cũng kiếm được một số tiền lời. việc này đột nhiên làm nàng ngứa ngáy trong lòng vô cùng, bắt đầu nhớ nhung cửa hàng đậu hoa của nàng ở cam thủy trấn. tuy nói hiện tại thẩm việc làm quan bổng lộc mỗi tháng không ít, bọn họ không thiếu tiền xài, nhưng có lẽ thói quen tự lực cánh sinh từ trước, khiến nàng luôn muốn mở cửa hàng buôn bán cho chính mình. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vài ngày, rốt cuộc quyết định, chờ một ngày thẩm việc hạ chức trở về, sẽ nói với hắn ý tưởng này. Chỉ là nàng có hơi không xác định được, hiện giờ thân phận thẩm việc là tri phủ một châu, nàng làm tri phủ phu nhân, đi ra ngoài suốt đầu lộ diện, thẩm việc sẽ đồng ý sao? Dùng xong cơm chiều, chu lê mang tới một chén chè nắm tuyết nàng tự tay nấu cho thẩm việc vô cùng ân cần đưa tới trên tay hắn việc lan mới nấu xong chàng nếm thử đi thẩm việc nhìn chè nắm tuyết trơn bóng trong suốt cầm muỗng lên múc chuẩn bị đưa vào trong miệng lại bị chu lê gọi lại chờ một chút cẩn thận nóng nói xong chu lê liền cúi người giúp hắn thổi thổi chờ thổi gần được lại cười tủng tỉm nói được rồi chàng uống đi thẩm việc uống vào nắm tuyết vô miệng ngọt thơm mềm mại ừm phu nhân làm gì ăn đều ngon. Ngay sau đó, thẩm việc liền vùi đầu ăn, nhưng chờ sau khi hắn ăn một hơi, ngẩng đầu lên, lại phát hiện chu Lê còn đang tha thiết nhìn hắn, khó hiểu nói, phu nhân, có chuyện gì sao? chu Lê cười lắc đầu, không có chuyện gì lớn, chờ chàng ăn xong rồi chúng ta lại nói, thẩm việc tự hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi tay móc từ trong lòng ngực ra một tấm giấy được xếp ngay ngắn, vừa lúc, ta cũng có việc muốn nói với nàng, đây, ta có một thứ cho nàng, Nàng nhìn xem có cần không, Chu Lê nhận tờ giấy kia, mở ra nhìn, liền thấy hai chữ viết cực lớn, Khế Đất. Chu Lê nhìn một lần, cư nhiên là Khế Đất một gian cửa hàng. Hơn nữa nhìn địa chỉ cửa hàng, vừa lúc ở trên đường chính. Nhìn đến tên trên Khế Đất này, cư nhiên là tên mình. Đây là, Chu Lê kinh ngạc nhìn Thẩm Việc, Thẩm Việc đang bưng chén uống một ngụm cuối cùng, chờ uống xong mới buông chén xuống, bình tĩnh nói, đây là Khế Đất ai nhà, ta biết, vì sao là tên của ta. Hôm qua ta đi ngang qua con đường chính, thấy cửa hàng này dán bố cáo rao bán trên cửa, ta thuận tiện đi vào nhìn nhìn. Cảm thấy cũng không tệ lắm, nên mua. Nạn xem thử, nếu không muốn tự mình buôn bán thì lấy cho thuê cũng đều có thể. Thẩm Việc mới nói xong, trên đùi liền có thêm một thân mình ấm áp. Chu Lê ông cổ hắn hôn tới tấp, Việc lan, chàng thật tốt, Thẩm Việc thấy tức phụ kích động như vậy, cũng vô cùng cao hứng, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ rất bình tĩnh nhìn xem nàng cao hứng này hôn ta đến nước miếng đầy mặt đang rửa mặt cho ta hả chu lê vội nâng tay áo lên giúp hắn lau mặt đây là phu quân nhà ai vậy ta anh tuấn bất phàm lại thấu hiểu lòng người như vậy chứ thẩm việc nhớ vừa rồi nàng cũng có chuyện muốn nói liền hỏi không phải nàng cũng có việc nói với ta hả nói đi chuyện gì chu lê lắc đầu không có việc gì không có việc gì nói lại nhìn không được hôn vài cái trên mặt thẩm việc giống như chim gõ kiến đang mổ trên thân cây nó yêu thích thẩm việc bị nàng hôn đến trên người nổi lên tà hỏa dứt khoát một tay bế nàng lên dục vọng trong mắt khó nén đã nói đừng trêu chọc ta nói xong ông người đi vào trong phòng ấn người trên giường hôn một hồi lâu cuối cùng cũng không làm cái gì thẩm việc đột nhiên vọt vào tỉnh thất tắm nước lạnh tuy rằng chu lê đã ở cử xong suốt ngày đã hoạt động tự nhiên nhưng thẩm việc vẫn luôn cảm thấy thân thể nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn có đôi khi hắn sẽ thấy nàng đấm lưng sau khi ngồi lâu hắn lén đi hỏi ngưu thị Ngưu thị nói cho hắn biết, sinh hài tử làm xương cốt nữ nhân biến hóa, cho nên đại đa số nữ nhân đều sẽ có tật đau lưng, cần một đoạn thời gian khá dài để khôi phục, cho nên thẩm việt không dám tiến thêm một bước động tác nào nữa, khi thẩm việt trở về chu lê đã ngủ rồi. Sim y trên người rộng mở, yếm ngực bên trong cũng có chút hỗn độn. Đây đều là kiệt tác của hắn vừa nãy, kỳ thật vừa rồi Chu Lê vẫn đang đợi hắn, chỉ là hắn đi có hơi lâu, nàng nằm nằm trên giường, mí mắt liền đóng lại. Thẩm Việt đi qua, nhìn nữ tử tùy ý nằm trong chăn đệm, dưới ánh đèn dầu, gò má nàng như được phủ một tầng ánh sáng màu vàng ấm, hàng mi dài như cánh bướm đậu dưới mí mắt, nhìn qua vô cùng an bình. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay hạ chức trở về đi ngang qua Hành Lâm Y quán, hắn có mua một chút cao điều trị. Chu Lê ngủ rất sâu, hiện tại kêu nàng dậy bôi thuốc thật sự tàn nhẫn, vì thế Thẩm Việt tay chân nhẹ nhàng lật nghiêng Chu Lê, đưa lưng hướng ra bên ngoài, sau đó lấy ra một hộp sứ nhỏ mang cái ghế tròn lại đây, ngồi vào mép giường, vén áo phía sau lưng của nàng lên, bắt đầu bôi thuốc cho nàng. Thuốc mỡ mang theo một chút hương hoa hòe nhàn nhạt, chất thuốc đặc sệt, bôi vào nơi thường ngày chu lê hay đấm đấm theo bản năng, sau đó chậm rãi bôi xung quanh. Cũng không biết chu lê ngủ quá sâu, hay là động tác thẩm việc quá mức nhẹ nhàng, chờ thuốc mỡ được bôi xong chu lê cũng không tỉnh lại, chỉ là cuối cùng tự trở mình, lật người nằm thẳng, thẩm việc cười. Để sát vào nhìn khuôn mặt nàng, thấp giọng nói, Ngủ như heo con vậy à, trách không được đôi khi nửa đêm hài tử lại đây bú sạch sữa cũng không biết, thanh âm hết sức ôn nhu, tựa như gió xuân hôn trộm cành hồng. Mà Chu Lê ngủ mơ không thấy hoa hồng đâu, ngược lại mơ thấy một cây hoa hòe, hương hoa thơm nước mũi, vốn dĩ rất thích thú, kết quả bên tai luôn nghe được tiếng ong ong, như là rùi bọ đang bay chung quanh. Quá phiền phức, nàng nhấc tay lên, bang, đánh chết một con ruồi, thẩm việc sửng sốt, sao tức phụ ngủ mơ lại tác cho mình một cái không lương tâm về sau tự bôi thuốc một mình đi thẩm việc ghét bỏ rút tay về ấn lên mặt mình cao điều trị cũng đặt sang một bên sau đó cởi giày lên giường tự nhiên ông chu lê vào lòng nhắm mắt ngủ đêm dài dần trôi một đêm ngon giấc ngày hôm sau chu lê ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh khi tỉnh lại thẩm việc đã không còn ở nhà trong phòng cư nhiên thật sự có hương hoa hòe không khác gì trong mộng mắt thấy mùa đông sắp tới cũng không phải mùa cây hòe nở hoa trong lúc nhất thời nàng chưa nhìn thấy hộp cao điều trị kia hít hít mũi ngửi khắp nơi vẫn không tìm được ngọn nguồn hương hoa cho đến khi nhấc chăn lên mới phát hiện hương vị này hình như phát ra từ chỗ mình ngay sau đó liền thoáng nhìn qua trên ngăn tủ đầu giường có đặt một hộp sứ nhỏ dưới hộp sứ còn đè tờ giấy nàng cầm tới xem phu nhân đây là cao điều trị chà vào lưng có thể giảm đau chu lê có hơi kinh ngạc nàng đau lưng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhắc qua với ai thẩm việc làm thế nào phát hiện ra bất quá học cao này không tệ hương hoa hòe rất đủ khiến nàng nghĩ tới thời tiết cuối mùa xuân ngày này khi thẩm việc hạ chức trở về sớm khi ăn cơm thẩm việc nhớ tới tối nay trong thành có tổ chức hội đèn lồng liền nói với chu lê phu nhân hôm nay canh giờ còn sớm trong thành lại có hội đèn lồng lát sau ăn cơm xong ta đưa nàng ra ngoài đi dạo thuận tiện dẫn nàng đi xem cửa hàng kia luôn vừa nghe có hội đèn lồng còn sắp đi xem cửa hàng chu lê lập tức hưng phấn đáp ứng thẩm việt lại nói với ngưu thị nói tiểu tranh cùng tiểu đào phải làm phiền nương cùng trương thẩm ngưu thị cười nói các con cứ việc chơi đi hài tử có chúng ta ăn cơm xong thẩm việt nắm tay chu lê ra khỏi thẩm trạch lúc này màn đêm đã buông xuống đi ra ngõ an cư đi vào con đường chính ngọn đèn dầu trên đường liền hiện ra trước mắt hội đèn lồng biển người tấp nập có đi cà kheo cò chơi xiết ảo thuật có múa đèn rồng tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt thẩm việc sợ chu lê bị chen té tay nắm tay sửa thành mười ngón tay đang vào nhau chu lê nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi nhớ tới hội đèn lồng ở cam thủy trấn so với hội đèn lồng ở phủ thành quả thực như đệ tử gặp sư phụ đường chính ở cam thủy trấn đi nửa canh giờ là có thể đi xong bởi vậy hội đèn lồng cũng không dài rất nhanh đã có thể đi dạo xong đường chính ở phủ thành dài hơn rất nhiều cho dù từ giờ phút này vẫn luôn đi đi đến nửa đêm cũng chưa chắc có thể đi hết hôm nay không lễ không tiếc Sao phủ thành lại cử hành hội đèn lồng, Chu Lê hỏi, đây là hội đèn lồng tạ ơn hà thần. Lũ Định kỳ mỗi năm nếu không phát sinh tai họa, vào mùa thu lúc này sẽ tạ ơn hà thần, thì ra là như thế này. Chu Lê cũng mặc kệ do nguyên nhân, vẫn luôn thưởng thức hoa đăng, hai người đi một hồi, chợt thấy bên đường có cửa hàng bán hoa quả khô, Chu Lê đột nhiên có hơi thèm, liền kéo thẩm việc đi mua một bao hạt dưa, hai người vừa cắn hạt dưa vừa ngắm đèn từ từ đi đến trước một gian cửa hàng đang đóng chặt cửa lớn. Mặt trước cửa hàng bị một sạp bán chợ đêm bày chiếm, thẩm việc tiến lên mua một cái đèn lồng, nắm tay chu lê từ ngõ nhỏ bên cạnh vòng đến cửa sau. Đi vào cửa sau là một chỗ tiểu viện, trong tiểu viện có hai gian nhà ở cùng một chỗ nhà bếp. Chu Lê không ngờ mặt sau cửa hàng này cư nhiên có diện tích lớn như vậy, còn lớn hơn cửa hàng đậu hoa trước kia của nàng ở Cam Thủy Trấn. Xuyên qua hậu viện, liền tới phía trước cửa hàng. Trong cửa hàng có một mùi rượu nhàn nhạt, thẩm việc nói với nàng nơi này trước kia là một tiệm rượu chu lê lấy đèn lồng trong tay thẩm việc đi nhìn khắp nơi một chút trong đầu bắt đầu nảy lên vấn đề chuẩn bị trang trí cửa hàng việc lan đến lúc đó chúng ta đều đổi xong cửa sổ thành màu đỏ được không tuy nói cửa hàng mặt tiền trên đường này có rất ít người sơn cửa sổ thành màu đỏ nhưng thẩm việc cũng không hỏi nàng vì sao muốn đổi thành màu sắc này chỉ gật đầu phụ họa còn có giấy dán trên cửa sổ chúng ta cũng đổi mới luôn nha còn có nơi này, Chu Lê chỉ vào một vách tường trống trơn, chàng giúp ta vẽ tranh rau dưa gì đó được không? Tranh vẽ loại này thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác vui sướng khi được mùa luôn nha. Ánh mắt thẩm việc đuổi theo thân ảnh của nàng, gật đầu, được, thêm mấy cái bàn ghế nữa, chúng ta đánh chữ Lê trên tất cả nồi chén gáo bồn được không? Đây là chiêu bài, Nga, ta muốn trồng mấy chậu ớt cây làm cây cảnh đặt dưới cửa sổ, rất độc đáo a. À. thẩm việc yên lặng nhìn nàng, ánh sáng tối âm, chỉ có ngọn đèn lồng trong tay nàng chiếu rọi lên ánh sáng ấm áp, nàng cười nói sắp xếp cho cửa hàng của mình, mà nàng dường như cũng đang phát sáng. Hai người xem xong cửa hàng, nghĩ ra ngoài đã lâu, còn phải về nhà cho bú nên không ở lại tiếp, lập tức đi về nhà. Từ khi chu Lê xem xong cửa hàng, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị rốt cuộc nên bán cái gì, hiện giờ nàng là mẫu thân của hai đứa nhỏ, lại đang trong thời kỳ cho bú, thật sự không nên vẫn luôn trông coi trong tiệm nàng nghĩ đến một hình thức không cần nàng tự mình bán lại có thể bán được đa dạng món ăn do nàng làm mấy ngày tiếp theo chu lê hiếm khi ra cửa mỗi khi nhàn rỗi đều ở nhà bếp làm thức ăn trong lòng nàng kỳ thật đã có một hình thức ban đầu hình thức ban đầu này dựa vào món lẩu để phóng tác ra món lẩu cần dùng đến bếp lò trong tiệm nếu trên mỗi cái bàn đều để sẵn một cái bếp lò thật sự chướng mắt lại còn rất nguy hiểm không bằng bán món ăn nào nấu xong mới bưng lên cho khách Đất Thục có một loại thức ăn gọi là món hầm, món mặn, món chay, cơ hồ món nào cũng có thể hầm. Khác biệt món lẩu ở chỗ các món ăn vốn có đã được nấu sẵn trước khi bưng lên bàn, mà không phải giống như lẩu, vừa nấu vừa ăn. Hơn nữa món hầm một người ăn thì làm nấu một phần, nhiều người thì làm nấu nhiều phần, không giống món lẩu, một người ăn thì quá nhiều, cần phải có nhiều người cùng ăn mới có không khí. Mấu chốt nhất là mở quán bán món hầm, bà chủ như nạn không cần phải ra mặt nàng chỉ cần làm sẵn nước gia vị dành cho món hầm, có khách tới thì cho vào nồi nấu, chỉ là món lẩu nàng đã làm, còn món hầm trước nay chưa từng thử qua. Vì thế, nàng quyết định làm một lần thử xem. Một ngày này, nàng bảo nhà bếp không làm cơm chiều, nàng tự mình làm. Nàng cho mấy người làm ở nhà bếp hỗ trợ xử lý tất cả nguyên liệu nấu ăn, chay mặn tách ra xử lý riêng. Nàng bắt đầu làm nước gia vị món hầm, làm nóng chảo, đổ dầu cải vào nửa chảo, dầu nóng cho thêm tử thảo, chờ đến lúc dầu nhiễm màu đỏ của tử thảo vớt cạn tử thảo ra lại cho vào tất cả nguyên liệu như hồi hương gừng thảo quả xào đến khi dậy mùi thơm tiếp theo cho một chén ớt khô một chén ớt hồng dùng muỗng đảo đều lại thêm tương hột mỡ bò nấu thêm một khắc cho đến lúc mùi cây mê người bay đầy nhà bếp lại bỏ vào nửa chén hạt mè hạt mè gặp dầu mùi hương bay ra lập tức khiến cho con trùng thèm ăn trong bụng mỗi người bắt đầu sao động khi bắt chảo ra khỏi bếp thì để vào một đoạn hành lá đã cắt nước gia vị đã làm xong những người khác trong nhà bếp không tự giác tiến lại đây nhìn nước dầu hồng cây bóng lưỡng trong chảo nổi lơ lửng từng hạt mè trắng cùng với từng miếng hành lá trắng xanh nước miếng sắp chảy tới nơi chu lê cũng ngửi ngửi cũng ổn lại nhìn biểu hiện mọi người chung quanh nàng nghĩ việc buôn bán món hầm của nàng đã nắm chắc năm phần nước canh nấu bằng xương loãng đã được nấu xong hiện giờ trực tiếp làm nóng lại cho vào hai muỗng lớn nước gia vị món hầm trước ném cánh gà chân vịt thịt lát cùng tất cả đồ ăn mặn vào cái nồi đến khi nấu sôi đến bảy phần lại để vào miếng ngó sen tàu hũ kia cùng thức ăn chay vào lại nấu thêm thời gian một chén trà nhỏ một nồi món hầm đã hoàn thành chu lê cố ý nấu có chút nhiều sau khi nàng múc ra chậu còn lại toàn bộ trong chảo đều cho người hầu trong nhà bọn người hầu cũng không khách khí gần mấy tháng qua cũng thăm dò tính tình người thẩm gia nếu người quá khách khí với đại nhân và phu nhân, bọn họ ngược lại sẽ không cao hứng. Bọn họ làm hạ nhân đã lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp được chủ tử như vậy. Chờ bọn người hầu hào hứng nếm xong, Chu Lê hỏi: "Hương vị thế nào?" Mọi người ăn đến khí thế ngất trời, vô cùng chăm chú, khi nàng hỏi một tiếng đầu còn chưa có người nghe thấy. Nàng đành phải hỏi lại lần nữa. Lúc này mọi người đã nghe thấy được, nhưng trong miệng còn đang nhai nên chỉ có thể gật đầu. Chu Lê nhìn biểu hiện khi ăn của bọn họ, vừa lòng cười rộ lên, không quấy rầy bọn họ ăn nữa, tiếp tục bưng món hầm đi ra sảnh ngoài. Lúc này thẩm việc vừa hạ chức trở về nhà, tiến vào sân đã ngửi được một mùi cây sản khoái xưa nay chưa từng có, hắn đột nhiên thấy đói bụng, đi đến sảnh ngoài, chu lê đang dọn chén, ngư thị cùng trương thẩm mỗi người ông một hài tử ngồi đó, thẩm việc chọc chọc hài tử, liền tiến đến trước mặt chu lê, nhìn một chậu lớn thức ăn màu sắc đỏ tươi sáng bóng kia, hầu kết lăn lộn một chút, phu nhân hôm nay làm món ăn ngon gì vậy hương vị thật kích thích nha chu lê cười thơm không thẩm việc gật đầu chu lê đưa cho hắn một đôi đũa nếm thử xem thẩm việc nhận đũa ngồi xuống tùy ý gắp một miếng tàu hũ ky bỏ vào miệng trong lúc nhất thời khoan miệng tràn ngập hương vị cây nồng khiến người ăn một miếng còn muốn ăn thêm miếng tiếp theo một miếng nối tiếp một miếng căn bản không muốn dừng hừm tay nghề phu nhân thật là tốt cái này gọi là gì một chậu này hình như cái gì cũng có thẩm việc vừa nhai nhóp nhét vừa hỏi chu lê nói ta tính cửa hàng mới sẽ bán cái này chàng cảm thấy thế nào thẩm việc liên tục gật đầu được a à, cách ăn đơn giản hương vị bá đạo mê người buôn bán nhất định được phu nhân tính khi nào khai trương chu lê vừa tính toán vừa nói ta nghĩ trang trí mất một hai tháng đi lại quét tước rồi chuẩn bị linh tinh phỏng chừng đến năm sau đi nhưng kỳ thật nếu có thể khai trương trong năm thì tốt rồi lúc ăn tết không chừng còn có thể kiếm được một mớ chỉ là nếu khai trương trong năm nay thời gian quá gấp chỉ sợ không kịp được mà thẩm việc ăn theo bản năng đáp chu lê kinh ngạc liếc hắn một cái thấy hắn sau khi nói xong lại tiếp tục ăn cũng lười hỏi hắn sao chắc chắn vậy có lẽ hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi kết quả qua hai ngày thẩm việc đi nha môn chu lê rảnh rỗi không có việc gì muốn lại đi nhìn chỗ cửa hàng kia cẩn thận sắp xếp tiến độ trang trí một phen nhưng không ngờ mới đi đến cửa của cửa hàng, liền sững sờ tại chỗ, cửa sổ đã sơn mới theo màu đỏ của ớt cây, trong toàn bộ cửa hàng vốn có trên đường, không màu đen cũng màu tro thì hết sức chói mắt, còn chưa đi vào, nhưng đã nhìn thấy ngay trên bức tường đối diện cửa lớn, đang treo một bức họa thật lớn, về các loại rau dưa củ quả cái gì cần có đều có, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn lúc được mua. Này. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó tới nơi này cùng Thẩm Việc, nàng đã nói qua, Chu Lê đi đến cửa tiệm, dừng chân tham quan, nhưng thấy bàn ghế bên trong đã bày biện chỉnh tề, mỗi một mặt bàn đều khắc một chữ Lê. Trên lưng ghế là một vòng tròn khảm với chữ Lê càng lớn, bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai. Mấy chậu ớt cây này mỗi chậu đặt ở một cửa sổ, thợ thủ công vừa bưng cây ớt cây vừa nói, cửa hàng nhà các ngươi trang trí thật kỳ lạ, cư nhiên lấy cây ớt cây để trang trí, thẩm việc, đây đều là ý phu nhân nhà ta, có một thợ thủ công khác nói, Thẩm gia cứ nói cái này là ý phu nhân, cái kia là ý phu nhân, ta thấy địa vị thẩm gia ở nhà tương đối thấp A, à, thẩm việc, hổ thẹn hổ thẹn, khiến cho các nam nhân mất mặt rồi, phục. Mọi người đang cười nói, đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử cười duyên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa tiệm. Dùng dập lộ ra vẻ kinh diễm, thẩm việc vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Lê chậm rãi đi tới phía hắn, Chu Lê chưa từng nghĩ tới, thẩm việc cư nhiên gánh vác luôn việc trang trí cửa hàng. Hơn nữa tất cả đều dựa theo ý tưởng của nàng, chàng bắt đầu trang trí cửa hàng từ khi nào vậy a? À? Ngày thường chàng ở phủ nha rảnh rỗi vậy sao, Chu Lê kéo cánh tay thẩm việc đi trên đường phố, cũng không phải lúc nào ta cũng đều nhìn, chỉ là mỗi khi hạ chức đi ngang qua mới nhìn một chút, hôm nay là ngày trang trí cuối cùng, ta nhờ mấy đồng tri đại nhân hỗ trợ nhìn phủ nha, ta đến nhìn cửa hàng, vậy chàng còn phải về phủ nha sao? Chu Lê ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên, Chu Lê cười mắt công công ta đưa chàng về thẩm việt không cự tuyệt hai người đi theo hướng về phủ nha chu lê đưa người đến cửa phủ nha thấy sai dịch ở cửa nghiêm nghị đứng thẳng như cây tùng thẳng tắp môn đình cao ngất chu lê thấy vậy chỉ đưa thẩm việt đến bên cạnh tượng sư tử đá liền tạm biệt trời đi thẩm việt thấy nàng đi xa mới xoay người lên thềm đá đi đến trước mặt sai dịch giữ cửa phân phó đi tìm người theo phu nhân hồi phủ từ xa đừng có quấy rầy sai dịch nhìn thẩm việt một cái mới phản ứng lại Đại nhân là muốn tìm người đưa phu nhân về nhà đây mà, vội vàng lĩnh mệnh đi làm. Nếu chuyện trang trí thẩm việc đã giúp nàng làm, vậy nàng sẽ một lòng ở nhà làm nước gia vị món hầm. Nàng nghiên cứu vài loại khẩu vị, cây xé, hơi cay, thậm chí còn có mùi vị đường giấm. Tăng độ phù hợp khẩu vị của nhiều người lên mức cao nhất. Mắt thấy sắp vào tháng chạp, ly địa chén đủ chuẩn bị thỏa đáng, lại nhờ thẩm việc thu xếp mướn mấy tiểu nhị bên ngoài, làm bếp nàng không tính mời người khác đã kêu mấy đầu bếp có sẵn ở thẩm trạch thay phiên nhau đi qua trông coi tiền công mỗi tháng ngoại trừ một phần tiền trong phủ lại tính thêm một phần cho bọn hắn mọi người tất nhiên đều vô cùng vui mừng từ trước bọn họ chỉ biết hầu hạ cho từng đời chủ tử đến đây nhậm chức những chủ tử đó nào có coi trọng bọn họ cả nhà thẩm đại nhân chẳng những không có tâm tư xem thường bọn họ ngược lại còn cho bọn họ cơ hội kiếm thêm thu nhập bọn họ hy vọng thẩm đại nhân thẩm phu nhân có thể cả đời ở tại thẩm trạch tất cả bọn họ sẽ đem hết toàn lực làm việc để báo đáp chu lê ngược lại cũng không cảm thấy mình làm được cái gì chỉ nghĩ đi mời người bên ngoài còn phải dạy lại lưu trình nấu món hầm trực tiếp dùng người nhà bếp không cần phiền toái như vậy còn có thể cho bọn họ cơ hội kiếm thêm tiền hết thảy chuẩn bị thỏa đáng ngày mùng một tháng chạp quán cơm món hầm của a lê đúng hạn khai trương món hầm không tính lưu hành rộng rãi ở vùng khánh châu nhưng đại đa số người vẫn từng nghe nói qua chỉ là chưa từng ăn tới Hiện giờ ở vị trí đặc biệt dễ thấy như vậy trên đường chính lại có một quán cơm món hầm, thật ra khiến người khác rất chú ý, đặc biệt là từ trong quán kia bay ra mùi vị cây nồng sản khoái, khiến bá tánh đi ngang qua nước miếng chảy ròng ròng. Ngày đầu tiên khai trương, chu lê cho người dán bố cáo giảm giá ở cửa, người đi ngang qua ngửi được mùi vị kia, lại thấy rẻ như vậy, tự hồ còn rẻ hơn so với tự mình ở nhà làm một bữa ăn, liền lần lượt có người vào tiệm dùng cơm. Một ngày trôi qua, tới ban đêm, Chu Lê bắt đầu trong đèn đến bạc Bạc tràn đầy một cái tráp nhỏ Chu Lê đến non nửa canh giờ Thẩm Việt thấy nàng ngồi dưới đèn hết sức chăm chú Đôi mắt như hạt châu muốn dính lên tráp Buồn cười lắc đầu Đi qua ông lấy nàng từ sau lưng Đếm xong chưa? Ừm, không thể ngờ ngày đầu tiên cư nhiên có tới 300 lượng Ai nha, ta cảm giác ta sắp phát tài rồi Trong âm thanh Chu Lê đều lộ ra niềm vui sướng khó có thể ức chế Thanh âm thẩm Việt ôn nhu, nhìn không ra nha nàng vẫn là tiểu tham tiền vi phu vừa ra tiền vừa xuất lực giúp nàng trang trí nàng nói xem muốn báo đáp vi phu thế nào đây khi thẩm việc nói chuyện môi dựa sát vào bên tai nàng hơi nóng đảo quanh vành tai khiến nàng ngứa ngáy vô cùng chu lê nghiêng đầu tránh hắn thuận tiện còn duỗi tay đẩy hắn ra chàng ngủ trước đi ta lại đến một chút còn ghi chép sổ sách nữa nói tay cũng không ngừng bàn tính khẩy đến va chạm lạch cạch thẩm việc bị đẩy đến một bên tức khắc những thứ màu đỏ kiều diễm trong đầu tan thành mây khói hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng giống như không gì có thể quấy nhiễu được nàng mím môi sao hắn có cảm giác vác đá nện vào chân mình vậy tức phụ giống như thích buôn bán còn hơn thích hắn chu lê mới không chú ý tới ánh mắt ai oán của thẩm việt đâu ngón tay ngọc nhỏ dài linh hoạt di chuyển trên bàn tính khi thì lại cầm lấy bút viết hai ba dòng trên sổ sách toàn bộ trong phòng phản phất như chỉ có một mình nàng chờ nàng tính xong bạc khi lười nhác vương vai quay đầu lại chuẩn bị nói chuyện với thẩm việt lại thấy thẩm việt nằm ở trên giường không nhúc nhích hai chân đặt dưới mép giường giày cũng không cởi nàng đi qua nhìn người đã ngủ mất rồi hiện giờ thời tiết lạnh không cởi sim yên ngủ sao được đành phải đánh thức người dậy thẩm việt bị đẩy tỉnh duỗi tay xoa xoa đôi mắt thấy chu lê đứng bên cạnh mép giường tính xong rồi chu lê ừm tính xong rồi cởi sim y rồi hẳn ngủ tiếp coi chừng cảm lạnh thẩm việt nga một tiếng bắt đầu cởi xiêm y, nàng đấy, mấy khoản này ngày mai tính cũng được, một hai cứ phải tính xong trong đêm nay. Chu Lê cũng bắt đầu cởi xiêm y, còn không phải do bán ngày đầu tiên sao, ta vừa khẩn trương vừa hưng phấn, thẩm việc cởi xong xiêm y nằm vào trong ổ chăn, trong lúc nhất thời không còn buồn ngủ, Chu Lê một thân trung y màu trắng nhảy lên giường, xiêm y cởi ra lạnh quá sức, nàng run run, thật lạnh quá đi, thẩm việc sốc chăn lên cho nàng, Chu Lê tự nhiên chui vào trong lòng ngực hắn vừa rồi ngồi ở phía dưới có chút lâu tay chân lạnh lẽo chu lê không chút khách khí nhét tay vào trong trung y trước ngực thẩm việt lại đặt chân lên trên đùi ấm áp của hắn khiến cho thẩm việt giật cả mình nàng đang tìm lò sưởi à thẩm việt ông chặt người nói chu lê đương nhiên nói đúng vậy nếu không phải nấu bình nước nóng quá phiền phức ta nơi nào cần tìm tướng công thẩm việt ngửi dầu bôi tóc hương hoa hồng trên tóc nàng nói ta còn một chỗ càng ấm áp hơn nàng có muốn sưởi ấm hay không vừa nói đã kéo một bàn tay Chu Lê về phía chỗ kia, tuy nói ông nhau ngủ đã lâu, nhưng những thời điểm như vậy, Chu Lê vẫn nhịn không được xấu hổ, chàng lập tức muốn rút tay ra, Thẩm Việt lại ấn tay nàng trở về, ta là một nam tử bình thường, kiều thê nằm trong ngực, sao có thể bình tĩnh nằm yên, trong lòng không loạn được. Ngày hôm sau, sáng tinh mơ Thẩm Việt phải dậy đi phủ nha, Chu Lê ngủ đến có chút say, ngay cả Thẩm Việt đi khi nào cũng không biết. Ngưu thị chưa bao giờ quản Chu Lê ngủ nướng bà cũng là người từng trải nữ tử trong thời kỳ cho bú ngủ nhiều cũng khá tốt chờ đến lúc chu lê tỉnh mặt trời đã lên cao nàng ăn chút cháo táo đỏ nhà bếp để lại cho nàng cho hài tử bú xong liền ra cửa đi đến quán cơm món hầm hôm qua mới khai trương mọi người cảm thấy mới mẻ buôn bán tốt là đương nhiên chỉ là không biết hôm nay thế nào kết quả mới vừa đi đến cửa tiệm nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bên trong cương nhiên không còn chỗ ngồi chu lê ngừng ở trước cửa nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời bên trong, nghe hương vị cây bay lên bốn phía, khóe miệng dương lên. Nàng đột nhiên sinh ra một ít cảm khái, nhớ tới trước kia nàng bất quá chỉ mở một cửa hàng đậu hoa nhỏ ở Cam Thủy Trấn, trước nay không nghĩ tới có thể mở cửa hàng ở Phủ Thành, hết thảy việc này giống như giấc mộng vậy. Tiểu nhị bên trong nhận ra nàng tới, vội chạy ra đón nàng vào, Chu lê tiến vào, nhìn nhìn ở nhà chính một chút, lại đi ra sau nhà bếp nhìn nhìn một chút, hết thảy ngay ngắn trật tự, tự hồ nàng cũng không cần dặn dò gì thêm nàng ở lại trong tiệm một chút bỗng nhiên cảm thấy chỉ bán món hầm tự hồ có chút đơn điệu dường như có thể bán thêm một chút đồ ăn vặt nghĩ đến đây nàng lập tức rời khỏi cửa hàng trở về nghiên cứu nàng kéo người giúp việc ở nhà bếp cùng nhau nghiên cứu cái gì bánh dày đường đỏ bánh bí đỏ còn có món mặn đều nghiên cứu một lần khi đang nghiên cứu đến khí thế ngất trời bỗng nhiên thấy hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo người triều đình tới nói là tới tuyên thánh chỉ thiệt hay giả chu lê có chút khó có thể tin trong tay còn không ngừng nhồi bột hồ vệ thật sự thật sự người tới còn mang theo lệnh bài đại nội loại lệnh bài này ta từng gặp qua nhất định không sai chu lê vội rửa sạch tay đi theo hộ vệ ra ngoài trong miệng còn nói mãi nhất định là tìm đại nhân các ngươi chàng còn chưa hạ chức đâu ta phải đi nói với người tuyên chỉ xem sao xem hắn chờ chàng trở về rồi tuyên hay như thế nào kết quả đi đến sảnh ngoài liền thấy một gương mặt quen thuộc, đúng là Hoa Công Công đã gặp mấy tháng trước. Chu Lê tiến lên hàng huyên một phen, rồi nói thẩm việc còn ở trong nha môn. Hoa Công Công nói, nếu cần tìm hắn, đã sớm đến phủ nha tuyên chỉ rồi, ngụ ý là tìm nàng. Ngay sau đó liền thấy Hoa Công Công đột nhiên mở ra một quyển trục hoa văn rồng mạ vàng, cao giọng đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Chu Lê vội vàng quỳ xuống, nàng có chút ngốc, cho đến khi Hoa Công Công đọc xong thánh chỉ, vẫn còn ngốc mơ màng hồ đồ tiếp nhận thánh chỉ, quên cả đứng lên. Hoa công công cười nói, lục phẩm sắc mệnh thanh hoang phu nhân, mau mau đứng lên đi. Lúc này chu Lê mới đỡ ngưu thị cũng có chút ngốc đứng lên. chu Lê, công công, dân phụ không hiểu. Hoa công công chỉ cười, cũng không giải thích cái gì, lúc gần đi lại nói, phu nhân, dưa muối của nhà ngài. Còn không, còn còn, về sau nàng có ủ mới thêm một ít, nàng lập tức gọi người đi ông một vò ra. Hoa công công nhận vào dưa muối cười nói, tuy lần trước phu nhân có viết cách làm dưa muối, nhưng trước sau vẫn là tự tay phu nhân làm ăn ngon nhất. Thầy ta vẫn an thẩm đại nhân, nói xong, liền dẫn các sai dịch truyền chỉ rời đi, ngưu thị thấy người đi rồi, mới hỏi, lục phẩm sắc mệnh thanh hoang phu nhân là gì, chu lê lắc đầu, con không biết, chờ việc lan trở về hỏi chàng một chút, ngày này thẩm việc đến lượt trực đêm, đến giờ hợi, 21 giờ đến 23 giờ, mới hạ chức, lúc trở về đã là đêm khuya tĩnh lặng hắn vốn cho rằng mình trở về trễ như vậy chu lê đã sớm ngủ kết quả đi đến cửa chính phòng liền thấy bên trong đèn vẫn còn sáng hắn công công khóe môi phu nhân đây là đang đợi hắn nha nghĩ đến đêm qua triền miên trong ổ chăn lòng thẩm việc tràn đầy chờ mong bước vào cửa đi đến phòng trong liền thấy chu lê đang ngồi ở đầu giường nghiêng đầu nhắm hai mắt tự hồ ngủ rồi hắn nhẹ nhàng đi qua thấy ngọn đèn dầu chiếu lên một bên mặt tức phụ thực sự ôn nhu liền nhịn không được cúi người hôn một cái chu lê cảm nhận được xúc cảm trên trán vốn dĩ còn chưa ngủ sâu lập tức tỉnh lại chàng đã trở về phu nhân về sau không cần chờ ta mệt nhọc cứ đi ngủ chu lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội đưa thánh chỉ đang nắm chắc trong tay cho thẩm việt chàng xem đây là thứ gì thẩm việt vừa thấy quyển trục hoa văn rồng mạ vàng đây không phải vội vàng nhận lấy nhanh chóng mở ra xem chu lê bò đến trên đầu vai hắn cùng nhau xem việt lan vì sao hoàng thượng lại hạ chỉ cho ta vậy? Thanh hoang phu nhân là có ý gì à? Thẩm việc xem xong liền hiểu rõ, kích động ông Chu Lê hung hăng hôn một cái, Chu Lê bị hôn lại càng ngốc, tô thức tiên sinh có thơ rằng, tế vũ tà phong tác hiểu hàng, đạm yên sơ liễu mị tình thang, nhập hoài thanh lạc tiệm mang mang, tuyết mạc nhũ hoa phù ngọ trảng, liệu nhung hao dưỡng thí xuân bàn, nhân gian hữu vị, hắn tạm dừng một chút, duỗi tay sờ sờ gương mặt Chu Lê, thì thanh hoang thẩm việc đọc bài thơ nói lại lần nữa bệnh kén ăn của vị công chúa kia chu lê lập tức hiểu rõ chỉ là nàng cảm thấy mình cũng không có làm cái gì bất quá chỉ cho hai bình dưa muối viết cách nấu vài món thức ăn mà thôi hoàng thượng vì cái này mà phong ta làm lục phẩm phu nhân a à. thật là ngại quá đi chu lê nhìn lại thánh chỉ càng nhìn càng cảm thấy hổ thẹn thẩm việc an ủi nói phu nhân không cần lo lắng nói vậy đây cũng là cơ duyên của nàng mà lần trước không phải hoa công công đã nói sao bệnh của công chúa đã lâu cũng không khởi sắc, mời bao nhiêu thái y xem qua cũng đều vô dụng, lại nhờ một mâm dưa muối của nàng trị hết. Nàng có ơn cứu mạng với công chúa, công chúa nhận ơn mới phong cho nàng là thanh hoang phu nhân để báo đáp, nàng cứ coi đây là phương thức hoàng gia báo ơn đi. Nghe thẩm việc nói như vậy, chu Lê mới an tâm lấy một cái hộp gỗ lông não ra, cất thánh chỉ vào trong đó. Gỗ lông não phòng chống mối mọt, tránh cho thánh chỉ bị gì sơ xuất, cất thánh chỉ, Thẩm Việc đi rửa mặt một phen liền ngủ cùng Chu Lê. Mấy ngày kế tiếp, lâu lâu Chu Lê đều sẽ đi đến tiện nhìn một cái, có lẽ là loại thức ăn này còn tính mới mẻ, cộng thêm bây giờ lại là ngày đông giá rét, vì cây lại có công hiệu ấm thân, bởi vậy buôn bán vẫn luôn không tệ. Mỗi đêm Chu Lê đều sẽ đến bạc, bàn tính cứ vang lên lạch cạch lạch cạch, tay cũng sắp mềm dẻo hơn. Mắt thấy sắp đến Tết, Chu Lê bắt đầu thu xếp làm thịt khô lạp xưởng nàng mướn thợ ngõa đến xây một cái bếp lò dưới tường phía tây, chuyên dùng để làm món sông khói. Nàng mang theo người trong phủ cùng nhau làm lạp xưởng, chặt thịt, nêm gia vị, dồn thịt vào ruột heo, sau đó đem thịt khô cùng lạp xưởng để vào giá bếp lò đã xây xong, lại dùng cành bách, cành cam đậy kín chóp bếp lò, đốt lửa trong lò, hung khói một ngày, đồ sấy ăn Tết đã được làm xong. Chu Lê vén một góc cành bách lên thăm dò bên trong lò, chỉ thấy từng dây từng dây lạp xưởng đỏ rực sáng bóng treo đầy ở bên trong, một trận mùi thịt pha lẫn mùi hương cành bách cành cam bị đốt cháy xông vào mũi. Nàng vừa lòng nhoẻn miệng cười, thưa lúc hoàng hôn trời còn chưa tối hẳn, chu Lê và mấy bà tử cùng nhau lấy đồ ra khỏi bếp lò, còn cố ý tách ra một nửa, chia cho mỗi người trong phủ hai khối thịt khô cùng ba dây lạp xưởng. Đúng dịp ngày mai đã đến ngày thẩm việc nghỉ tắm gội, nàng quyết định ngày mai sẽ cắt một ít loại vị cây xuống nấu, để người một nhà cùng nếm thử mùi vị. Hôm nay thẩm việc hạ chức trở về có chút trễ, chờ khi về đến nhà trời đã tối muộn đi vào trong viện đã nghe mùi hương thịt trộn lẫn mùi hương cam bách lập tức thèm ăn đi vào trong phòng chu lê đang ghi sổ dưới đèn thẩm việc đi qua nhìn nhìn chữ viết tức phụ ngày càng đẹp tám phần là do ghi sổ luyện thành còn chưa tính xong à chu lê ngẩng đầu nhìn hắn hôm nay sao về trễ vậy ăn cơm chưa thẩm việc lắc đầu kỳ thật hắn đã ăn rồi chu lê dừng bút sao lại chưa ăn cơm nhà bếp hẳn là có chừa lại chút đồ, chàng gọi bọn họ hâm nóng mang lên ăn đi, thẩm việc còn tưởng rằng tức phụ sẽ tự mình làm thức ăn cho hắn đây, xem ra vẫn là thôi đi, không có việc gì, ta không đói bụng, vậy sao được, Chu lê nói, ta đi gọi người làm chén mì cho chàng, nói xong liền đứng dậy, thẩm việc vội vàng ngăn cản, vẫn để ta tự đi thôi, thẩm việc đi ra ngoài bảo người nhà bếp nấu chén mì. Không bao lâu, nhà hoàng bưng mì tới. Nếu là món ăn người khác làm, thẩm việc một chút cũng không thấy đói bụng bất quá thấy chu lê tha thiết nhìn hắn còn thường quan tâm kêu một câu ăn a à, sao lại không ăn hắn đành phải căng da đầu đưa sợi mì vào miệng ăn xong hai đũa hắn mới nghĩ đến chuyện này đúng rồi ngày mai ta cần ra cửa tuần tra khả năng phải tốn bảy tám ngày không chừng có thể trở về trước lúc ăn tết chu lê đang ở dọn sổ sách cùng bàn tính nghe vậy quay đầu lại đi chỗ nào mùa đông tới cần tuần tra một vòng nông thôn xem các bá tánh có chịu giá rét hay tai nạn gió tuyết gì không đây là chính sự chu lê gật gật đầu chàng đi đi trong nhà có ta mà nghĩ đến thẩm việc phải rời nhà bảy tám ngày chu lê liền ngồi vào đối diện hắn đôi tay nâng mặt đôi mắt không chớp nhìn hắn ăn thấy hắn ăn cực kỳ chậm lại nhìn chén mì kia trắng nhách nhạt nhẽo chỉ sợ là không hợp khẩu vị hắn chàng ăn trước ta đi ra ngoài một chút thẩm việc cho rằng nàng đi qua bên cạnh xem hài tử ngủ chưa cũng không hỏi nhiều chu lê ra khỏi phòng một đường đi đến nhà bếp lúc này trời tối như mực may mắn đèn lồng trên đường còn chưa tới tắt vẫn có thể thấy đường đi khi đi vào nhà bếp bên trong vẫn còn một bà tử trực đêm đang chà nồi thấy chu lê tới bà tử rất kinh ngạc hỏi tới làm gì chu lê nói ta tới nấu một đoạn lạp xưởng bà tử còn nghĩ hôm nay sao đại nhân cùng phu nhân đều tham ăn như vậy chứ cả hai người đều lần lượt tới nhà bếp tìm thức ăn lý thẩm giúp ta nhóm lửa bếp lên Nấu nhanh một chút, Chu Lê cắt một đoạn lạp xưởng xuống, bỏ vào nồi sắt có đầy nước để nấu. Thẩm Việc bên kia từ lúc Chu Lê đi rồi rốt cuộc không ăn nổi mì nữa, dứt khoát đến bên cạnh nhìn hài tử. Kết quả phát hiện hài tử đã ngủ, Chu Lê cũng không ở bên kia, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, có lẽ là đi nhà xí, lại trở về trong phòng cầm sách đọc một lát. Ước chừng tầm một khắc sau, mới thấy Chu Lê xốc trên cửa bằng vải bông dày đi vào, trong tay lại bưng một cái khay theo nàng đến gần một mùi thịt truyền đến đây còn không phải là mùi thịt vừa mới ngửi được trong sân sao thẩm việc lập tức bỏ sách xuống đứng lên quả nhiên phu nhân mới làm món gì đúng không mùi thơm quá a à? chu lê đưa cái khay thoáng qua trước mắt hắn lạp xưởng a à? cho mì của chàng có thêm mùi vị hoàng hôn mới xong khói xong mọi người đều chưa được ăn đâu chàng thay chúng ta nến thử trước đi trong mắt thẩm việc lóe lên ánh sáng trực tiếp dùng tay cầm một khối lên cắn xuống chàng ăn chậm một chút ta nghĩ chỉ có chàng ăn nên không cắt ra thành miếng trực tiếp cắt làm đôi ăn như vậy thơm hơn so với cắt thành miếng thẩm việc cầm lạp xưởng ngồi trở về bàn chỉ lo ăn liên tiếp chu lê nói hắn chỉ ưm ưm gật đầu chu lê nhìn chén mì trên bàn bên trong còn thừa mì đầy cả chén sao còn thừa nhiều như vậy ta đi rồi chàng liền không ăn thẩm việc ăn đến vui thích trong đầu nhảy qua một lần vấn đề của chu lê lập tức liền xoay chuyển tâm tư nếu như nói với tức phụ mình vốn dĩ đã ăn xong mới trở về ban nãy nói chưa ăn chỉ vì tham tay nghề của nàng, chẳng phải hắn đang nói dối, vì thế trả lời qua loa, Nga, không có gì ăn, vẫn là lạp xưởng phu nhân làm ăn ngon. Chu Lê lại nhìn ra được manh mối từ trong ánh mắt né tránh của hắn, khi thẩm việc nghĩ một đằng nói một nẻo, ở trước mặt nàng luôn là ánh mắt như vậy, tức khắc đoán được bảy tám phần. Trước đó cũng không phải chưa từng phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng đã ăn ở trong nha môn, trở về thấy đồ ăn đầy bàn, liền nói chưa ăn, lại ăn thêm một trận có khi bụng còn căng đến nỗi nửa đêm ngủ không yên lăn qua lộn lại chu lê mới sợ bụng hắn bụng trướng lên cứng ngắc hành vi này thật như hài tử ngốc nghếch chàng ăn kiềm chế chút nếu lại căng bụng ngủ không được ngày mai còn đi tuần tra như thế nào đây chu lê tự như trêu ghẹo thẩm việc ngừng cắn lạp xưởng dương mắt nhìn chu lê chu lê đang nhìn hắn cười nhạo ai nha bị tức phụ phát hiện rồi nga kỳ thật trước khi trở về ta đã ăn ở phủ nha chu lê hận sắc không thành thép vậy chỉ cho phép chàng ăn một nửa một nửa này ngày mai lại ăn miễn cho nửa đêm căng bụng xoay qua xoay lại ồn ào đến ta ngủ không được đúng là nàng làm cơm thật sự có ma lực lớn như vậy sao nhìn xem bộ dáng thèm ăn của tướng công nhà nạn này thẩm việc không dám làm trái chỉ nhìn nhìn nửa khúc lạp xưởng kia trên bàn tiếp theo gật gật đầu miếng còn lại trong tay từ từ ăn không ăn nhanh giống lúc trước rốt cuộc cũng không được ăn hết trong tối nay sáng sớm ngày hôm sau thẩm việc dậy chu lê cũng tỉnh trời lạnh như vậy nàng ngủ thêm một lát nữa đi thẩm việc sửa sang lại đai lưng nói chu lê tùy ý khoác kiện áo khoác xuống giường đi qua tủ y phục tìm kiếm một hồi lấy ra một cái áo choàng lụa mới tinh phủ thêm lên cho thẩm việc từ phía sau lại đi đến trước mặt hắn buộc lại đai lưng cho hắn cuối mùa đông lúc nào cũng có thể rơi tuyết lúc ta ở trong tiệm có nghe các khách nhân nói các chỗ lân cận vùng khánh châu bắt đầu vào đông đã có tuyết rơi dù không liên tục nhưng minh nguyệt sơn cũng bị phủ một tầng trắng xóa phủ thành cũng thường xuyên có tuyết nhưng không tính lớn chỉ ngẫu nhiên đóng lại một ít tuyết trên nóc nhà mặt trời lên một chút sẽ tan ra tuy nói đều là địa giới khánh châu nhưng có nơi lại có tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống càng gần núi càng là như thế thẩm việc chưa từng nhớ chính mình có một cái áo choàng lụa như vậy mặc dù hắn làm quan nhưng cũng rất ít khi đi mua xiêm y tốt như vậy để mặc đây là ở đâu có chu lê nói quán cơm món hầm của chúng ta có lời, ta nhất thời cao hứng, mấy ngày trước đi dạo phố mua ở Vinh Cẩm Đường, vốn dĩ định làm lễ vật mừng năm mới cho chàng. Nếu chàng cần đi ra ngoài, vậy dứt khoát hiện tại lấy ra cho chàng mặc, cũng có thể chống lạnh, quả nhiên, áo choàng khoác lên thân liền cảm thấy xung quanh ấm áp hẳn lên, thẩm việc cúi đầu, hôn lên trán chu lê một cái, không nói lời cảm tạ, chỉ nói, ta đi đây, tốn khoảng 7-8 ngày, nếu trên đường bị trì hoãn ta cũng tranh thủ để có thể trở về ăn tết chu lê gật đầu ngáp một cái được chàng đi đi ta ngủ nướng thêm lát nói xong lên giường nằm xuống thẩm việt không nỡ rời đi lưu luyến nhìn nàng một cái rốt cuộc cũng xoay người đi ra ngoài chu lê ngày thường ngủ nướng thành thói quen đầu dính liền gối chờ đến lúc tỉnh lại mặt trời bên ngoài đã lên cao vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ thuận miệng hướng ra gian ngoài gọi việt lan vừa kêu xong mới nhớ sáng sớm nay thẩm việt đã đi rồi nàng còn khoác cho hắn áo choàng mới sao vừa ngủ một giấc đã quên mất nàng tự cười dẻo thật là hồ đồ chu lê mặt xong xiêm y mở cửa đi ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi bông tuyết cũng không lớn lắm chỉ lớn hơn mấy lần trước một chút rơi rào rào trên mặt đất không thấy cái gì cây mai trong viện cũng treo vài bông tuyết cũng không biết thẩm việc hiện tại đã ra khỏi thành chưa ngồi xe hay là cưỡi ngựa nàng ngẩng đầu nhìn tuyết trong chốc lát nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc hài tử nghĩ chắc hài tử đã đói bụng vội vàng đi qua vén rèm cửa thật dày lên đi vào nhìn hài tử nói đến cũng không biết ông trời bị làm sao trước đó tuy rằng cũng rơi vài lần tuyết nhưng cũng không rơi quá ba ngày còn lần này lại rơi suốt bảy tám ngày bắt đầu từ ngày thứ bảy cả nhà đều ngóng trong thẩm việc trở về chu lê còn nhân lúc trong tiệm rảnh rỗi chạy tới cửa nha môn nhìn xung quanh nhưng không dám lên tiếng dò hỏi cho đến ngày thứ tám cũng trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng thẩm việc Chu Lê rốt cuộc đứng ngồi không yên, sáng sớm ngày thứ 9 liền đến phủ nha. Sai dịch thấy là một tiểu nương tử trẻ tuổi, không khỏi giảm nhẹ ngữ khí, tiểu nương tử nếu có oan tình, chỉ cần gõ trống bên kia, sẽ có đại nhân phán xét thay ngươi. Sai gia, ta không phải tới báo quan, ta chỉ muốn hỏi một câu, tri phủ thẩm đại nhân đã trở lại chưa? Sai dịch này chưa từng gặp Chu Lê, không biết thân phận nàng, cũng không muốn nói tỉ mỉ với nàng, huống hồ vốn đã không thể tùy tiện lộ hành tung các đại nhân ra bên ngoài. Tiểu nương tử nếu có quan hệ cá nhân với đại nhân, nên biết hành tung đại nhân, huynh đệ chúng ta trăm triệu không thể nói với ngươi, liên quan đến chén cơm, tiểu nương tử cũng đừng khó xử chúng ta. Chu Lê vốn muốn nói ra thân phận, nhưng hiện nay hai tay nàng trống trơn, không mang theo công văn hộ tịch, cũng không có vật gì chứng minh thân phận, nói ra chỉ sợ người ta cũng không tin. Đang do dự muốn đi, chợt thấy một sai dịch khác từ cửa đi ra, thấy nàng nhất thời hai mắt sáng ngời, phu nhân hắn là sai dịch ngày ấy thẩm việc lệnh đi theo hộ tống chu lê về phủ chu lê tất nhiên không biết thẩm việc tìm người lén đưa nàng về cũng không suy nghĩ kỹ sao hắn lại biết mình như bắt được cộng rơm cứu mạng chặn lại nói thẩm đại nhân các ngươi trước đó có nói bảy tám ngày sẽ về nhà bây giờ đến ngày thứ chín rồi vẫn chưa trở về hôm nay ta đến là muốn nhìn thử xem bên nha môn có tin tức của chàng không sai dịch kia vội bổ hành lễ hồi phu nhân đại nhân sau khi rời khỏi đây vẫn chưa gửi tin tức gì về nhưng nghĩ chắc cũng sắp trở về rồi. Tri phủ đại nhân trước đây đi ra ngoài tuần tra, trên đường trì hoãn mấy ngày cũng là chuyện thường có, phu nhân không cần lo lắng, Chu Lê nghe hắn nói như vậy, hơi thả lỏng tâm tư. Được lời này, Chu Lê cũng không ở lại nữa, lập tức trời đi, chờ Chu Lê đi rồi, sai dịch tới sau tác một cái vào óc sai dịch từ chối Chu Lê lúc đầu, tâm tư của ngươi linh động lên chút coi, phu nhân của thẩm đại nhân mà cũng nhận không ra, sai dịch kia thực sự oan uổng hắn còn chưa gặp được mặt thẩm phu nhân sao nhận được ra hôm nay chu lê không có tâm tình đến tiệm kéo thân mình chậm rãi đi trở về trời lúc này đang rơi tuyết gió lạnh ập vào mặt nàng lạnh đến co trúng người kéo áo choàng phủ kín vào thân thể người trên đường nháo nhào mở dù giấy nhưng nàng ra cửa lại quên mang theo dù đi đến cửa lớn thẩm trạch bởi vì có tuyết rơi nên một đường đều phải cúi đầu khi đi tới bậc thềm chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa còn có một giọng nói quen thuộc phu nhân chu lê nghe vậy bước chân ngừng hẳn quay đầu nhìn lại liền thấy một con ngựa nâu đỏ ngừng cách đó không xa trên bàn đạp là một đôi ủng đen như mực dính rất nhiều buồn trong ủng là ống quần vải lụa trắng trên lụa trắng cũng có buồn hướng lên trên là một gốc áo choàng lụa xanh tự nhiên rủ xuống chỉ là gốc áo choàng này vẫn sạch sẽ tiếp theo rốt cuộc thấy rõ dung mạo người gọi có lẽ do vừa mới cưỡi ngựa mũi lỗ tai và cả gương mặt nam tử đều bị đông lạnh đến đỏ bừng, hắn há miệng cười, sương trắng phun ra trong gió tuyết lạnh băng, hiện ra một ít mông lung, chóp mũi chu lê đau xót. Nam tử đã nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới. Gió thổi bay áo choàng trước người hắn, lộ ra sim y bên trong, vậy mà cũng đều nhiễm buồn, chu lê không khỏi mở miệng, sao cả người chàng đều dính buồn hết vậy nè, thẩm việc rũ mắt nhìn mình một cái, cười hồn nhiên không thèm để ý, ngà sáng nay không cẩn thận té ngã một cái, từ bờ ruộng trượt vào trong đất, chưa kịp đổi y phục đã vội chạy về nhà. Chu Lê kéo áo choàng hắn, vậy sao áo choàng này lại sạch sẽ, khi đó đi đường nhiều có chút nóng, cởi ra cho sai dịch đi theo ông nên không dơ. Hắn nơi nào đi nhiều mà nóng, đã nhiều ngày qua, phàm là đi tuần tra các nơi thôn trấn, hắn đều không mặc, chỉ sợ bị tuyết gió gì đó làm dơ. Hiện giờ vội vã trở về, thúc ngực chạy nhanh, thật sự quá lạnh, nên mới khoác lại trên người cả người hắn đều lộ ra một tia chật vật. Chu Lê bỗng nhiên nhớ ban đêm một năm trước, bộ dạng thẩm việc treo tường vào viện nàng cũng chật vật như vậy, ngày thường hắn đều là bộ dạng thư sinh tuấn nhã, tuy rằng không chú ý xiêm y mặt trên người, nhưng luôn chú ý hành vi dáng vẻ, nàng chỉ thấy bộ dáng hắn chật vật đúng hai lần, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay đột nhiên tan thành mây khói, bọn họ đứng nhìn nhau trong tuyết mịn. bất quá cũng chỉ tám ngày không gặp, nhưng thời gian dường như đã trôi qua bao nhiêu năm thẩm việc nắm lấy tay chu lê trong ánh mắt đều là sung sướng nhếch miệng cười nói phu nhân ta đói bụng chu lê vốn đang muốn khóc hốc mắt xót xót vài lần thình lình nghe hắn nói một câu như vậy chu lê phục một tiếng liền nở nụ cười ngay sau đó lại nghĩ thẩm việc ra ngoài một chuyến trở về cả người chật vật còn nói đói bụng lại bắt đầu đau lòng kéo thẩm việc đi vào nhà vừa đi vừa nói chàng muốn ăn cái gì có lẽ nhà bếp đã nấu cơm trưa một lát sẽ có thể ăn thẩm việt phu nhân làm cho ta một chén mì thịt gà sợi, lại nấu thêm một cây lạp xưởng đi. Chu Lê nhìn hắn, thấy hắn tha thiết nhìn mình, nàng bỗng nhiên hiểu, thẩm việc chỉ muốn ăn món nàng làm. Được, ta đi làm liền, hốc mắt Chu Lê nóng lên lần thứ hai, có ngay đây. Thẩm việc đi vào trong phòng thay đổi sim y, lại múc nước rửa mặt một phen, rồi đi tới dãy nhà sau bái kiến ngưu thị, mẫu tử hai người kích động một trận, lại bắt đầu chơi với hài tử. Chưa đến mười ngày, hai hài tử thật giống như lại thay đổi một chút trách không được đều nói hài tử trước một tuổi, mỗi ngày là một hình dáng. Trong viện đang là một mảnh vui mừng, chu Lê liền bưng mì tới, thẩm việc nhận mì lập tức bắt đầu ăn vào, chàng từ từ ăn thôi, mấy ngày đi ra ngoài chẳng lẽ cũng chưa ăn cơm, chu Lê trêu chọc nói, thẩm việc, không ăn cơm phu nhân làm, cũng giống như không ăn. Trong sân có Ngưu Thị và Trương Thẩm đều đang ở đây, Nguyệt Môn cách đó không xa còn có hai nhà hoàng đứng hai bên, chu Lê bị hắn nói đến nóng mặt, nhỏ giọng dỗi nói, chàng ăn đi thẩm việt nhìn nàng cười sáng lạng sau đó đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ lắc lắc đôi đũa đang kẹp lạp xưởng nói tiểu tranh tiểu đào các con nhìn nè lạp xưởng đó ăn không nha ăn không nha vẻ mặt ngưu thì ghét bỏ cẩn thận nước miếng phun đầy mặt cháu nội của ta thẩm việt không thèm để ý các con không ăn cha ăn chu lê ngồi trên tảng cách đó không xa nhìn khung cảnh trước mắt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp trùng hợp tuyết cũng ngừng rơi chân trời còn thấy ánh sáng như là ánh mặt trời đang muốn ló dạng. Mấy ngày kế tiếp, đều không có tuyết rơi, ngày 30 Tết này, mặt trời xuất hiện lớn nhất trong gần một tháng nay. Thẩm yêu, thẩm ngư cùng Lý Thị và Bảo Nhi, hai ngày trước thẩm Việt đã phái xe ngựa đi đón. Bữa cơm đoàn viên vẫn luôn được chuẩn bị từ sáng sớm tới chạng vạn, chu lê cho người đi nhà kho lấy ra năm cái bàn vuông đưa đến tiền viện. Đèn lồng đỏ trong viện treo nhiều hơn gấp đôi so với ngày thường, mặc dù chạng vạn đến lúc chiều tối, mọi người cũng vẫn còn thấy rõ nhóm nha đầu bà tử gã sai vặt không làm gì khác, đều giúp đỡ bưng thức ăn lên bàn. Khi bày đồ ăn xong, màn trời kéo vào đêm đen, cả nhà thẩm Việt, ngồi một bàn, người còn lại ngồi ở bàn khác, trước lúc khai tiệc, thẩm Việt trót trước cho mình một ly, đứng trên bậc thềm sảnh ngoài, giờ cao chén rượu mời mọi người cùng uống, giờ phút này hắn cũng không văn vẻ, vì ở nơi này hơn phân nửa người chưa từng đọc sách, chỉ nói mấy từ thông dụng dễ hiểu, tối nay tiễn năm cũ đón năm mới. Chúc cho các vị ngồi ở đây một năm mới, cả nhà sung sướng, vạn sự như ý, mọi người cùng uống ly này, mọi việc trôi chảy. Nói xong, mọi người nâng chén uống cạn, tiệc bắt đầu. Sau đó từng người mời nhau uống rượu ăn cơm, chúc phúc lẫn nhau, hoặc ngồi bên nhau kể lại từng chuyện lớn lớn bé bé ở năm cũ. Bốn phía đèn lồng đỏ thẳm vây quanh, trong viện một mảnh an lành vui mừng. Không bao lâu, thình lình nghe bùm một tiếng, chân trời đột nhiên sáng ngời, mọi người theo tiếng nhìn lại lại là pháo hoa không biết phóng lên từ nơi nào pháo hoa từng đợt từng đợt nở rộ trong không trung khi thì nở rộ như cúc mùa thu khi thì lại như mẫu đơn hoặc đột nhiên như một cơn mưa sao băng rơi xuống rực rỡ lóa mắt đẹp không sao tả xiết mọi người vừa ăn đồ ăn vừa thưởng thức pháo hoa cũng không biết náo nhiệt bao lâu pháo hoa mới ngừng người cũng dần dần tan thẩm việc cùng chu lê trở lại trong phòng sau khi rửa mặt hai người lên giường lại không vội vã nằm xuống mà ngồi dựa đầu vào giường chu lê gối lên vai thẩm việt hai người bắt đầu tán gẫu câu được câu không cho tới chỗ buồn cười hai người đều đồng thời cười rộ lên cũng không biết tán gẫu bao lâu cũng không biết đề tài chuyển như thế nào lại quay về lúc hai người lần đầu gặp mặt ta nhớ lần đầu tiên gặp chàng vào lúc hoàng hôn chàng chạy tới kêu cửa nhà ta còn nói là muốn mua đậu hoa đúng rồi khi đó vì sao chàng cứ nhìn ngực ta hoài vậy có phải bởi vì lúc ấy ta bọc bằng vải bố xiêm y thật sự không chỉnh tề không chu lê thò tay vẽ loạn trong lòng bàn tay hắn nói bâng quơ đêm nay thẩm việc có uống chút rượu có chút say bị lời chu lê nói nhắc nhớ tới một ngày kia lúc đó không phải ta đang nhìn nàng là đang nhìn vải bố hả nhìn vải bố vải bố kia có gì đẹp à thẩm việc mang theo say cười lần đầu nàng gặp ta là khi ta đến cửa nhà nàng còn lần đầu ta gặp nàng sao phải quay ngược về lại một canh giờ trước khi ta đến cửa nhà nàng khi đó ta vừa trở về vì đi tắt ta liền đi vào đường núi, ai ngờ, đi tới đi lui lại trượt chân té trên đường núi, cả người lăn xuống mép đường, kết quả kỳ diệu chính là. Đụng phải một tiểu tức phụ xinh đẹp, nói, còn dùng đầu ngón tay nâng cầm chu lê lên, khiến nàng cùng hắn nhìn nhau, chúng ta đây là đụng một cái định chung thân, chu lê ngốc trong một cái chớp mắt, nhưng thực nhanh đã phản ứng lại, dãy dụ từ trong lòng ngực thẩm việc ra ngoài, được lắm, hóa ra là chàng. Mấy năm nay làm ta nghĩ mãi, trước đó sao lại không nói thẩm việc hắc hắc cười, còn không phải sợ phu nhân làm khó dễ sao, hiện tại chàng nói ra không sợ ta làm khó dễ, chu lê nhéo nắm tay lên nhào qua, xem hôm nay ta có thu thập chàng không, chàng đụng trúng người ta còn giấu giếm, thật là tên trứng thối, thẩm việc bắt lấy cổ tay của nàng, được được được, tối nay cho nàng thu thập đủ luôn, nói, với một cái tay khác ra, kéo dây buộc màn trướng, lụa mỏng rủ xuống, che khuất một đôi bóng người trên giường, đêm dài dần trôi, đèn dầu rủ tim, chỉ còn lại một trận tiếng cười vui thích nho nhỏ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, lúc 8 tháng, có một lần đang vui chơi, Chu Lê nghe được tiểu đào bi bô vô thức phát ra một âm tiết giống chữ nương. Chu Lê kích động ông hài tử vào trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Thẩm ngư nhanh chóng giải cứu cháu gái nhỏ ra khỏi lòng ngực tẩu tử, tẩu nhìn xem, muốn ông bẹp cháu gái của ta rồi này. Thẩm ngư vẫn luôn không chịu thành thân, Ngưu thị nhìn cho nàng không dưới 20 tiểu tử, nàng cũng chưa đồng ý. Mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, chung thân đại sự vẫn chưa có tin tức, bây giờ ngưu thị thấy nàng ông hài tử, không khỏi lại muốn thúc giục hôn sự, ngư nương, nếu con sớm thành thân, khẳng định cũng có hài tử của mình rồi. Thẩm ngư xì một tiếng, gã không ra con cũng không cần gã, ai hiếm lạ mấy tên nam nhân thúi, ngưu thị có chút hận sắc không thành thép, không gã. Còn tính đi làm ni cô không gả chồng con lấy đâu ra hài tử, tương lai già rồi, ai dưỡng lão lo hậu sự cho con? Ý tưởng Thẩm Ngư lại rất đơn giản, há mồm liền nói, ca ca có hai đứa nhỏ, nếu con không có hài tử, con bảo ca ca đưa cho con một đứa ông về nuôi. Chu Lê lập tức đoạt lấy tiểu đạo đang bị nàng ôm, "Đừng nha, vậy ngươi vẫn nên tự mình đi làm ni cô đi thôi." Thẩm Ngư thấy tẩu tử không cao hứng, vội cười cười, "Tẩu tử đừng tức giận nha, bất quá ta chỉ nói bậy cho nương nghe thôi." sao ta có thể dành cháu nhà mình chứ? Chu Lê biết nàng nói lấy ngưu thị, cũng không thật so đo với nàng, chỉ là bởi vì như vậy, nàng đột nhiên nhớ tới thân thế của mình. Năm đó sao mẫu thân nàng có thể bỏ nàng cho người ngoài nhận nuôi được vậy? Vừa rồi ngư nương bất quá cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, nàng phản ứng theo bản năng đã kịch liệt như vậy, mẫu thân nàng sao lại đành lòng bỏ nàng được? Hiện giờ đúng là tháng năm đầu hè, thời tiết dần dần nóng bức, món hầm của Chu Lê nổi tiếng ở vị cây, nàng còn tưởng trời nóng buôn bán sẽ không bằng mùa đông, ai ngờ người biết tiếng mà đến vẫn cứ không dứt, mặc kệ là bình dân áo vải, hoặc là quan to hiển quý, ăn xong đều khen ngợi. Ngày này nàng đến tiệm nhìn quanh, khách khứa ngồi đây, khí thế ngất trời, có khi sẽ nghe khách kêu, tiểu nhị, mang tới bình trà lạnh. Trà lạnh trong tiệm chỉ có một loại, đó chính là bạc hà nấu nước, tuy rằng buôn bán không giảm sút, nhưng nếu đã tới giữa hè, trời nóng bức ăn đồ cây độc rất dễ nóng trong người, vì thế, Nàng nghĩ có lẽ làm thêm mấy thứ đồ uống giải nhiệt, người sau khi ăn món hầm cây nóng đều sẽ có cảm giác nóng bức có thể dùng. Chủ ý đã định, liền tính về nhà nghiên cứu, đi đến trước cửa tiệm, nhìn thấy một phụ nhân y phục sang trọng đứng trước cửa, đánh giá chiêu bài trên cửa tiệm của nàng. A à Lê quán cơm món hầm, A à Lê. Phụ nhân vẫn còn nhìn chầm chầm chiêu bài nói lẩm bẩm, Chu Lê thấy nàng tựa hồ rất có hứng thú, gương mặt liền tươi cười gọi, thẩm thẩm, đi vào ngồi đi bổn tiệm chính là quán cơm món hầm độc nhất vô nhị ở phủ thành này, hương vị cây thơm sảng khoái, bảo đảm ngài ăn vào sẽ vừa lòng. Phụ nhân hoàng hồn, hướng về phía chu lê cười cười, dẫn theo bà tử phía sau rời đi, xem ra nàng nhìn lầm rồi, người ta cũng không muốn vào ăn cái gì. chu lê cũng không ở lại, đi trở về nhà, phụ nhân kia và nàng đi hai hướng tương phản, cho nên đối thoại giữa phụ nhân và bà tử, chu lê hoàn toàn không nghe được. Phụ nhân nói, trương thẩm, Ngươi nói trên đời này có phải có rất nhiều cô nương tên gọi là A Lê không? Trương Thẩm biết phu nhân nhà mình lại nghĩ tới nữ nhi bị thất lạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên như thế nào, "Phu nhân, cô nương các nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không phải chịu khổ, ông trời sẽ không bạc đãi người tốt, không chừng một thời gian nữa chúng ta có thể tìm được nàng, đến lúc đó mẹ con hai người có thể đoàn viên rồi." Phu nhân lắc đầu, tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài. Chu Lê về đến nhà liền bắt đầu thu xếp chuyện nấu trà lạnh, nàng lấy ra cái nồi sắt đen chuyên hầm thịt, dựa theo phương thuốc nấu trà lạnh ở nông thôn trước kia, bỏ cây kim ngân, đạm trúc diệp, cam thảo, một hồ điệp vào nước lạnh, nấu trong lửa nhỏ, chờ nấu được nửa canh giờ, theo lý thuyết cũng đã có thể tắt bếp. Nhưng nàng có ý tưởng đột phát, bỏ thêm một ít đường phèn, lại nấu trong chốc lát mới tắt lửa. Trước kia khi ở nông thôn, mỗi nhà nấu loại trà này đều sẽ không cho đường giá cả đường có thể đắt bằng muối nếu không phải tất yếu đều sẽ không dễ dàng sử dụng khi mở nắp nồi dùng vải mịn che miệng nồi lượt nước trà nóng ra để cho nguội nhìn màu nâu thẫm trong bồn gỗ nhỏ mang theo một chút vị thơm của thuốc chu lê đột nhiên nghĩ đến giếng nước dưới chân tường bên trái nhà bếp nước trong giếng vẫn thường lạnh lẽo mùa hè cũng như thế nàng để bồn gỗ nhỏ vào trong thùng gỗ lại dùng dây thừng múc nước trong giếng đưa thùng gỗ xuống giếng ướp lạnh ăn xong cơm trưa ngủ tiếp một giấc ngủ trưa dậy nàng kéo trà lạnh từ dưới giếng lên chất lỏng bên trong đã không còn độ ấm nào nàng lấy chén đổ một chút trà nếm lúc này đang hoàng hôn ánh mặt trời chiều chiếu lên trên người có chút khô nóng một chén trà lạnh đi xuống vậy mà thư thái rất nhiều hương vị trà lạnh ngọt lạnh lạnh lẽo hơi mang một chút vị thuốc nhưng cũng không làm người chán ghét chu lê gật gật đầu cái này mang đến tiệm bán đúng là thích hợp ngày nay đến phiên thẩm việc trực đêm sẽ ở lại trong nha môn buổi tối chu lê nấu cơm đã quên mất việc này làm hơi nhiều thịt kho thẩm việc thích ăn thịt kho này ăn không hết sẽ không thể ăn được nữa ngưu thị liền nói bằng không gọi người đưa đến nha môn cho việc lan ăn khuya đi chu lê thấy canh giờ còn sớm liền lấy hộp cơm bỏ thịt kho còn dư lại trên bàn vào làm thêm hai món ăn khác lại lấy ống trúc đổ trà lạnh mới làm vào tự mình đưa đến phủ nha lúc đó thẩm việt đang cùng đồng tri liễu lâm đánh cờ hai người ở trong phòng một người cầm cây quạt nhanh chóng quạt gió Liễu Lâm nói: "Mới tháng 5 đã nóng như vậy, chắc phải tới tháng 7 tháng 8 mới đỡ." Thẩm Việt bỏ một quân cờ xuống, "Trước kia khi ta ở nông thôn, ngược lại không cảm thấy thời tiết sẽ nóng như vậy, có lẽ do Thẩm gia thôn chúng ta gần núi gần sông." Hai người nói chuyện, lại lấy ly có nắp bên cạnh uống một ngụm trà. Trà vừa mới ngâm, tuy rằng không nóng miệng, nhưng vẫn còn ấm, một ngụm đi xuống, lại ra một tầng mồ hôi. "Liễu Lâm, ai nha?" Bảo bọn hắn thả lá bạc hà vào rồi cũng không thấy mát mẻ gì hết, lúc này ta lại nhớ tới trước kia khi ta đi Quảng Đô, có uống qua một loại trà lạnh, phải nói là mát lạnh sảng khoái, ta trở về Khánh Châu thì không còn được uống loại trà lạnh nào giải nhiệt được như ở Quảng Đô nữa. Đang chơi cờ tán gẫu, bỗng nhiên nghe sai dịch bên ngoài tiếng đến bẩm báo, ngoài cửa có một nữ tử, tự xưng là Tri phủ đại nhân phu nhân, muốn gặp đại nhân. Thẩm việc có chút bất ngờ, ném quân cờ liền đi ra cửa, đi đến cửa nhìn nhìn quả nhiên thấy tức phụ nhà mình đang đứng ở chỗ sư tử đá trước cửa phu nhân đã trễ thế này nàng tới đây làm gì chu lê cười mắt công công tối nay ta làm nhiều thịt kho nên đưa tới cho chàng một ít thẩm việc đưa chu lê vào trong nha môn trở lại phòng đánh cờ vừa nãy liễu lâm đang ngồi tại chỗ uống trà nghe thẩm việc dẫn người vào liếc nhìn liền thấy bên cạnh thẩm việc có tiểu nương tử tú lệ đi theo lập tức buông chén trà hành lễ thẩm phu nhân hảo thẩm việc dẫn chu lê vào chu lê gật đầu với liễu lâm liền tính là đã chào hỏi thẩm việc đưa chu lê đến cạnh bên một cái bàn vuông ở phòng trong chu lê mở hộp cơm ra một mùi thịt lập tức bay ra ngoài lúc chàng chàng thẩm việc bởi vì bị lỡ miệng do trời quá nóng không ăn nổi món nào bây giờ thấy món ăn tức phụ làm lập tức cầm đũa lên gắp một miếng thịt chàng ăn từ từ thôi nếu cảm thấy nóng quá đây là trà lạnh ta vừa làm chàng ăn rồi hẳn uống nói xong chu lê lấy ống trúc ra thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn vuông rót một ly cho thẩm việt thấy liễu lâm ở một bên cũng rót cho hắn một ly thẩm việt bưng lên nhìn trước có chút giống màu thảo dược lại ngửi ngửi quả thực có chút mùi thuốc khi bọn họ ở nông thôn vẫn thường nấu loại trà lạnh này uống cũng không cảm thấy gì bưng lên liền uống một ngụm uống xong một ly phát hiện cương nhiên không giống lúc trước mẫu thân thường nấu cho mình uống không giống chỗ nào vậy đó chính là có thêm một vị ngọt lành Phu nhân bỏ thêm cái gì vào vậy? Chu Lê, ta cho đường phèn." Thẩm Việc gật gật đầu, cầm lấy ống trúc đổ thêm một ly. Liễu đại nhân từ khi cầm ly trà trong tay đã có vẻ hơi kích động, chờ sau khi hắn uống xong một ly, chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái, bất giác càng thêm kích động, chạy đến bên cạnh Chu Lê, thiếu chút nữa đã nắm lấy tay Chu Lê, "Thẩm phu nhân, trà này là do ngươi nấu." Chu Lê thấy người này hai mắt tỏa sáng nhìn mình, có chút mờ mịt. Thẩm Việc thấy thế, lập tức đứng dậy từ ghế tròn, chiếc đũa trong tay còn kẹp nửa miếng thịt một bước vọt vào giữa hai người che chu lê ở phía sau liễu đại nhân thanh âm thẩm việc mang theo chút ý nhắc nhở hắn cũng không phải không tin nhân phẩm liễu lâm chỉ là nhà hắn ta cơ thiếp thành đàn là nhân vật phong lưu thấy hắn nhìn tức phụ nhà mình như vậy trong lòng thẩm việc tự nhiên không thoải mái lúc này liễu lâm mới phát hiện mình thất thố vội vàng nhận lỗi xin thẩm đại nhân thứ lỗi chỉ là ta quá hưng phấn không ngờ có thể được uống trà lạnh ngon như vậy thấy liễu lâm ngoan ngoãn lui ra xa vài bước thẩm việc mới lại ngồi trở về lẽ mắt liếc hắn một cái thấy hai mắt hắn tỏa sáng nhìn chằm chằm ống trúc trước mặt mình nghĩ lúc chàng vạn hắn cũng không ăn gì nhiều liền nói một mình liễu đại nhân ngồi ở bên kia nhìn ta ăn ngược lại có vẻ thẩm mổ thật sự tàn nhẫn không bằng ngồi xuống cùng ăn đi liễu lâm cung kính không bằng tuân mệnh da mặt dày ngồi xuống còn chưa ăn đã khen chu lê một hồi nói cái gì thẩm đại nhân có phúc khí, phu nhân hiền huệ như vậy, trà lạnh nàng nấu uống còn ngon hơn bên chỗ quản đô kia nhiều, nếu mang ra ngoài bán, trời nóng nực như vậy nhất định khách khứa ngồi đầy. Chu Lê nghe xong, lòng tin với trà lạnh của mình lại tăng lên không ít, chờ sau khi hắn ăn một khối thịt kho, trong mắt lại lần nữa toát ra hưng phấn nhìn về phía Chu Lê, thẩm việc nhếch mí mắt, lấy chiếc đổ lắc lắc trước mắt hắn, liễu đại nhân, liễu lâm khen nói, tay nghề thẩm phu nhân thật là khó lường nha không đi mở cửa hàng quả thực đáng tiếc chu lê cười nói đích xác có mở một cửa hàng chuyên bán món hầm liễu đại nhân rảnh rỗi thì đến tiệm ngồi một chút liễu lâm đầu tiên là ngoại ý muốn về sau vô cùng sảng khoái đáp ứng được ngày mai ta nghỉ tắm gội vừa lúc muốn mời gì ta ăn cơm đến cửa hàng của phu nhân thôi ta nói với ngươi nha muốn gì của ta ăn thêm hai muỗng cơm thật khó vô cùng khi dưỡng còn sống trên đời không biết vì thế đã mời bao nhiêu đầu bếp có tiếng đâu mỗi ngày đều làm các món khác nhau cho dì của ta nhưng dì vẫn không ăn nổi hôm nay ta được thưởng thức tay nghề thẩm phu nhân ngược lại cảm thấy có thể đưa dì đến chỗ ngươi thử xem chu lê nghe vậy bỗng nhiên nhớ tới vị công chúa kia liếc mắt nhìn thẩm việc hỏi chẳng lẽ dì của ngươi mắc bệnh kén ăn liễu lâm xua xua tay thật cũng không phải đại phu nói do dì của ta tích tụ thành bệnh dẫn tới tỳ vị không ổn tích tụ thành bệnh thời trẻ dì của ta bị thất lạc một nữ nhi tìm kiếm hai mươi năm vẫn không tìm được, ê thì ra là như thế, đây là chuyện thương tâm nhà người ta, chu lê cũng không hỏi nhiều, một mẫu thân bị mất hài tử là chuyện đau đớn tâm can đến cỡ nào a, à? nếu là nàng chỉ sợ ngay cả dũng khí sống cũng không có. Tới ngày hôm sau, vị liễu lâm đại nhân kia quả nhiên mang cả gia đình tới quán cơm món hầm của chu lê. Hôm nay chu lê vẫn luôn ở trong tiệm, thấy người tới đích thân nên đón vào một sương phòng ở hậu viện gọi tiểu nhị mang trà lạnh nàng mới làm lên đây còn nàng thì ở tại sương phòng giúp bọn họ gọi món ăn chu lê nhìn một vòng người trong sương phòng liễu lâm đồng loạt giới thiệu cho nàng cha mẹ hắn cùng đệ đệ cùng với một đôi hài tử người ngồi bên cạnh mẫu thân hắn còn lại là một phụ nhân trung niên tầm 40 tuổi thoạt nhìn vô cùng ốm yếu đó là gì hắn gì họ chu cùng họ với chu lê có lẽ do hôm qua nghe nói trước đây bà bị thất lạc hài tử nên chu lê không khỏi nhìn bà nhiều thêm vài lần trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút quen mắt, chờ ghi xong món ăn ra khỏi xương phòng, nàng mới nhớ tới, đây không phải là thẩm thẩm trước đây dừng chân ở trước cửa hàng sao. Nói đến cũng là vô cùng, bất quá chỉ là phút chốc vội vàng, nhưng chu Lê còn nhớ rõ bộ dáng bà, có lẽ là bởi vì lúc ấy khi bà nhìn bản hiệu treo trên cửa hàng nhà mình, ánh mắt kia quá mức không giống người thường. Trong mắt có một chút ảm đạm, chu Lê đi nhà bếp nói cùng trưởng bếp món ăn khách đặt, bên này trong xương phòng, liễu lâm đang khuyên chu thị uống trà lạnh gì người mau nếm thử đi trà lạnh uống còn ngon hơn trà lạnh ở quảng đô đấy ba năm trước đây chu thị vẫn luôn theo trường phu buôn bán ở quảng đô trà lạnh bên kia rất nổi danh không phải bà khoa trương cả đời bà cũng đi qua không ít địa phương các loại trà nóng trà lạnh đã từng uống không có trăm loại cũng có chín mươi loại bà thật đúng là chưa từng uống loại trà lạnh nào còn ngon hơn cả quảng đô bà vốn không có bao nhiêu hứng thú với thức ăn nhưng cháu trai nói như vậy bà cũng nâng ly lên nhấp một ngụm ngụm nước màu nâu chuyển quanh đầu lưỡi đôi mắt chu thị tức khắc sáng ngời lại nâng lên uống thêm hai hớp to cuối cùng buông ly vừa dùng khăn lau khóe môi vừa gật đầu ừm sảng khoái giải khát xác thực còn ngon hơn trà lạnh quảng đô liễu lâm cười nói đây chính là do a lê chủ quán này tự mình nấu tay nghề nàng rất tốt ta đoán gì nhất định sẽ thích được cháu trai nhắc nhở mới nhớ cô nương vừa giúp bọn họ gọi món ở sương phòng gọi là a lê cùng tên với nữ nhi số khổ của bà, không khỏi hỏi, chủ quán A Lê này năm nay bao lớn rồi, nhìn cũng chỉ tầm hai mươi, quá trẻ, liễu lâm gật gật đầu, ừm, um, nghe thẩm đại nhân nói, phu nhân nhà hắn tự hồ cũng vừa hai mươi thẩm đại nhân, ừm, um, A Lê là phu nhân của tri phủ thẩm đại nhân chúng ta, lời vừa nói ra, người ngồi ở đây đều có chút kinh ngạc. Thứ nhất là kinh ngạc với thân phận A Lê, thứ hai là kinh ngạc vì, nàng có thân phận như vậy cư nhiên còn xuất đầu lộ diện ra ngoài buôn bán, không phải nên ở nhà giúp chồng, dạy con, hưởng phúc sao? Khi mọi người đang kinh ngạc, Chu thị chậm rãi gật gật đầu, ngữ khí đầy ý cười, thẩm đại nhân thật sáng suốt, vì thẩm phu nhân này cũng là nữ tử rất có ý tưởng, bà vẫn luôn buôn bán cùng trượng phu, ở bên ngoài học được nhiều thứ, nên càng cảm thấy nữ tử cần phải có ý nghĩ cùng sự nghiệp của mình, không khỏi xem trọng A Lê cô nương này thêm vài phần, đồng thời nghĩ đến tuổi nàng, 21 tuổi, nếu nữ nhi của bà còn sống, cũng là tuổi tác như vậy. Chỉ chốc lát sau, liền có tiểu nhị mang món ăn tới, một chậu lớn món hầm, đặt mấy thứ rau xào được bưng lên bàn. Liễu Lâm kêu động đũa, đặc biệt là gì, bình thường bà ăn uống không tốt, hắn còn đứng dậy cố ý gấp đồ ăn cho gì. Chu thị vốn thật sự không muốn ăn uống, nhưng nghe hương vị cây sản khoái của món hầm, cộng thêm cháu trai tự mình gấp đồ ăn cho bà, nên miễn cưỡng cầm đũa lên, kẹp một miếng đậu hũ nhỏ bỏ vào miệng vào miệng là một hương vị nồng đậm chờ nhai được một chút vị cây bắt đầu kích thích đầu lưỡi đánh thức đầu lưỡi đã say ngủ từ lâu bên ngoài đậu hũ kia còn dính một lớp mè trắng cắn xong môi răng còn giữ mùi đầu lưỡi của bà mất cảm giác sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có cảm giác vui sướng tràn trề như vậy bất chợt gật đầu hừm ăn ngon tiếp theo bắt đầu chủ động đưa đũa gấp đồ ăn liễu lâm thấy gì cuối cùng có chút muốn ăn uống không khỏi vui mừng cười trương thẩm vẫn luôn hầu hạ bên cạnh chu thị kích động đến sắp khóc ra tiếng phu nhân nhà bọn họ đối với phương diện đồ ăn rất ít khi có nhiệt tình như vậy xem ra quán cơm món hầm này thật sự ăn ngon bà chủ quán này lại cùng tên với nữ nhi đã mất tích của phu nhân thật đúng là duyên phận quả nhiên từ sau ngày ấy lâu lâu chu thị liền muốn tới tiệm ăn một lần chu lê cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới tiệm kiểm tra hai người luôn có thể gặp phải thường xuyên qua lại hai người dần dần hiểu biết nói quen thuộc thì chưa đến chỉ là mỗi lần gặp mặt sẽ hàng huyên vài câu thôi cũng không có thăm giao chu lê cũng có chút hiểu biết với bà nhà chu thị ở tại thành tây trong nhà làm vải vóc cùng buôn bán trang phục nghe nói nhà bọn họ buôn bán rất lớn ở toàn bộ vùng phương nam đều có cửa hàng hai năm trước trượng phu mất gia nghiệp to lớn như vậy bây giờ do trưởng tử của bà lo liệu đối với chuyện bà bị lạc nữ nhi chu lê vẫn là nghe được ngọn nguồn từ miệng bà tử hầu hạ bên cạnh bà chu thị khi còn trẻ quen biết một nam tử cùng trấn hai người yêu nhau nhưng người nhà trai lại không đồng ý cảm thấy chu thị chẳng qua là cô nương nhà quê nghèo khó nhà bọn họ làm buôn bán gia cảnh hai người cách xa cũng không thích hợp ở bên nhau thậm chí sau khi biết nhi tử thích nha đầu nhà nghèo rất nhanh chóng tìm cửa hôn sự môn đăng hộ đối cho nhi tử nam tử không đồng ý lập tức rời khỏi nhà đưa chu thị rời khỏi trấn nhỏ của bọn họ hai người tự định chung thân kết làm phu thê sau thành thân hai vợ chồng sống ở một nơi thôn quê vô cùng túng quẫn nam tử quyết định buôn bán gia đình nam tử trước đó đã buôn bán hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất phương hướng làm ăn tự nhiên rõ ràng bởi vậy rất nhanh cửa hàng vải vóc của bọn họ đã khai trương nam tử rất biết kinh doanh cửa hàng vải vóc phát triển không ngừng ở thời điểm như vậy chu thị lại có thai hai vợ chồng cao hứng vô cùng ngày trôi qua thật là càng ngày càng tốt nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan ngay lúc chu thị mang thai gần 7 tháng nam tử vào tỉnh thành nhập hàng một chuyến nhập hàng này mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần trước đó nam tử đều là bình an lên đường lại bình an trở về nhưng một lần nọ lại gặp đúng nạn hồng thủy 10 năm mới có một lần ở phương nam ngàn vạn bá tánh mất đi sinh mệnh trong trận lũ lụt đó mà nam tử không trở về trong thời gian bình thường không bao lâu sau lại nghe nói con thuyền nam tử ngồi để vào tỉnh thành bị lật giữa đường tin tức này giống như sét đánh ngang tai chu thị đang mang thai hơn 6 tháng lập tức quyết định đi tỉnh thành tìm người nếu không phải lưu thẩm giúp làm cơm trong cửa hàng vải ngăn cản bà đã phát cái bụng to đi rồi một lời của lưu thẩm cảnh tỉnh bà nói nếu ngay lúc này ra khỏi nhà hài tử trong bụng có sơ xuất gì trên đường sau đó đương gia trở lại biết ăn nói thế nào chu thị đành phải ở lại vừa dưỡng thai vừa chờ trượng phu trở về nhưng thời gian từng ngày qua đi cuối cùng vẫn không thể chờ được trượng phu về nhà người chung quanh đều nói nam tử tám phần giữ nhiều lành ít nhưng chu thị không tin sau khi sinh hài tử ở cử xong lập tức gửi gắm hài tử cho lưu thẩm con dâu nhà lưu thẩm gia ở nông thôn cũng đang ở thời kỳ cho con bú chu thị liền cho lưu thẩm một túi lớn bạc nhờ bà ông hài tử ông về nhà bọn họ ở nông thôn chăm sóc lưu thẩm ngày thường làm người vô cùng thành thật cũng theo bọn họ hơn một năm làm việc vô cùng chăm chỉ nên tất nhiên là bà yên tâm, dàn xếp xong cho hài tử, bà lập tức khởi hành đi tỉnh thành tìm hiểu tin tức, cũng may ông trời không phụ người khổ tâm, trải qua nhiều lần tìm hiểu mới biết, nam tử sau khi rơi xuống nước, được một hòa thượng cứu về chùa, chỉ là sau khi hắn rơi xuống nước chân bị thương, vẫn luôn hôn mê, cho đến trước mấy ngày chu thị tìm được hắn, hắn mới tỉnh lại. Nam tử sau khi tỉnh lại, liền nhớ tới vợ con mình đầu tiên, chỉ là ngại thân thể chưa khôi phục, bởi vậy cũng không lập tức về nhà cho đến khi chu thị tìm tới phu thê đoàn tụ chờ sau khi thân thể nam tử gần như hoàn toàn hồi phục liền trở về trấn đoàn tụ cùng hài tử hai người một đường đến nhà lưu thẩm ở nông thôn tính đón hài tử sau khi tới mới phát hiện nhà lưu thẩm mỗi người đều mặc áo tang cũng không thấy lưu thẩm cùng hài tử chu thị liền hỏi người nhà ai ngờ được câu trả lời là tháng trước lưu thẩm đã trúng gió lì đời còn hài tử hài tử gì bọn họ cũng chưa từng thấy hài tử nào trong tả lót chu thị làm sao chịu tin lật tung cả nhà lưu thẩm cũng không thể tìm được tung tích hài tử thậm chí còn hỏi người chung quanh trong thôn tìm hiểu tin tức nhưng cũng không thể hỏi thăm ra cái gì chu thị lập tức suy sụp ngất đi tại chỗ sau khi chu thị tỉnh lại liền cùng trượng phu đi báo quan nhưng quan phủ phái người tới tra cũng không tra được gì hai tử mất tích cuộc sống vẫn phải tiếp tục hai vợ chồng đối với hài tử có ấy nấy cùng nhớ nhung quyết định vừa buôn bán vừa tìm kiếm tung tích hài tử nhiều năm qua đi gia nghiệp hai người càng ngày càng lớn nhưng nữ nhi rốt cuộc vẫn chưa tìm được chu lê nghe xong cảnh ngộ của chu thị không khỏi cảm khái có mẫu thân a à, cam nguyện vứt bỏ hoặc bán nữ nhi của mình cũng có mẫu thân lại vì nhớ nhung nữ nhi mà ưu tư thành bệnh có đôi khi chu lê nghĩ nếu mẫu thân mình cũng từng đi tìm mình như vậy thật là tốt ít nhất chứng minh mình không phải đứa dư thừa mẫu thân cũng thương mình nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi nàng bị người thân của mình cho đến chu gia thôn cũng mang nàng đi cho rồi, sao có thể nhớ nàng được? Ê, Chu Lê ngồi ở đầu giường, nghĩ này nọ vô tình phát ra một tiếng thở dài. Thẩm Việt vốn đang ngồi ở án thư đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Lê, đang yên đang lành, than thở cái gì đó. Chu Lê thở dài, tiểu tranh tiểu đào có cha mẹ bên cạnh thật là tốt. Thẩm Việt nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền đoán được, nàng lại suy nghĩ thân thế của mình. Tuy rằng Chu Lê rất ít khi đề cập những việc đó, nhưng Thẩm Việt biết rõ, trong lòng chu lê đây là nút thắt cả đời nàng hắn buông sách đi đến mép giường ngồi vào bên cạnh chu lê giơ tay ông nàng vào trong lòng ấm giọng nói ánh mắt người không cần lúc nào cũng tập trung vào thứ mình không có hoặc là thứ đã mất đi mà cần phải nhìn vào những thứ mình đang có tỷ như nàng nàng có tiểu tranh tiểu đào còn có cha mẹ chồng thương nàng còn có một quán cơm món hầm thuộc về nàng đương nhiên hắn tạm dừng một chút quan trọng nhất chính là bất cứ lúc nào ở đâu nàng đều có ta trong lòng chu Lê ngọt ngào, nhưng nàng chịu không nổi thẩm việc đột nhiên nói lời này, nhéo nắm tay lên đánh hắn ngực, được rồi, chàng bớt bớt đi, có chàng không có chàng, ta đều sống tốt. Thẩm việc lại nói, nhưng ta không có phu nhân sẽ sống không nổi nữa. chu Lê tránh cái ông của hắn, đổi thành hai tay đánh hắn, hôm nay chàng định ngọt chết ta à, được rồi được rồi, ta biết rồi, ta có chàng, chàng có ta, chờ về sau chúng ta già rồi chết, dứt khoát cùng quan cùng quách. Thẩm Việt nhìn cái miệng nhỏ của tức phụ đang luyên thuyên trước mặt mình, đột nhiên cúi người xuống chặn miệng nàng. Cuối cùng an tĩnh rồi, Thẩm Việt buông ra nàng, sau đó một tay ông người tới trong lòng ngực, hướng về chính diện hắn, hai chân theo tư thế dựa vào hai sườn eo hắn. Chu Lê sợ mình rớt xuống mặt đất, vội vương hai tay khoanh cổ Thẩm Việt, chàng đột nhiên làm gì vậy? Chu Lê không khỏi hỏi, Thẩm Việt không trả lời nàng, chỉ là lại bắt đầu hôn lên miệng nàng. Chu Lê tránh thoát hắn, chàng làm gì? ban ngày ban mặt, cũng không biết thẩm việc làm như thế nào, dây buộc váy của Chu Lê đã bị kéo ra. Phàm là nàng và ta đơn độc ở trong phòng, nếu không phải chuyện quan trọng, nàng thấy bao lâu nay có người không biết điều tới đây không? Yên tâm đi, bọn họ hiểu mà, chàng. À, Chu Lê còn muốn nói cái gì, nhưng câu chuyện bị buộc cắt đứt, thẩm việc dúi đầu vào cổ nàng, nhẹ nhàng kéo xin y ở đầu vai, lộ ra một đoạn vai trắng nõn, trên vai kia có một vết bớt chu sa, thẩm việc say mê hôn xuống, hô hấp trở nên thô nặng. Từ khi có hài tử cùng cửa hàng kia, hiện giờ tinh lực của nàng, nhiều nhất chỉ phân một ít cho tướng công nàng thôi, sao hả? Còn không cho ta nhân lúc nhàn hạ đòi về một ít sao? Chu Lê vốn muốn cãi lại, nhưng không chờ nàng mở miệng, cả người liền như thuyền nhỏ theo gió bắt đầu sóc nảy, màn trướng mềm mại màu xanh lục cũng tự như từng làn sóng, gợn liên hồi trên mặt hồ. Từ sau khi Chu Lê nghe kể chuyện xưa của Chu Thị, không biết làm sao, mỗi khi gặp lại chu thị đều cảm thấy có thêm vài phần thân thiết chu thị tựa hồ đặc biệt thích uống trà lạnh nhưng thân thể bà yếu như vậy sao có thể uống trà lạnh trường kỳ được có một hôm chu thị lại tới ăn cơm chu lê nhịn không được lên tiếng khuyên can bà đừng uống trà lạnh trương thẩm một bên thấy thế không trông mông lắc đầu làm sao khuyên nổi phu nhân nhà bọn họ nga kết quả thần kỳ chính là thật đúng là khuyên được chu thị lập tức bỏ trà lạnh chỉ uống nước trắng lúc đó ánh nắng tươi sáng từ sông cửa sổ sương phòng rải vào chiếu vào giữa hai người trương thẩm cư nhiên nhìn ra mặt mũi hai người các nàng lại có vài phần tương tự trước đó còn chưa cảm thấy nhưng sau khi suy nghĩ về một vấn đề tự nhiên càng nhìn càng giống chờ chu thị ăn cơm xong ra khỏi quán cơm món hầm đi vào đường cái trương thẩm nhìn không được hỏi phu nhân cho phép ta mạo mùi hỏi một câu nằm đó trên người cô nương có cái bớt đặc biệt gì không chu thị ngạc nhiên nói sao ngươi lại hỏi cái này Trương Thẩm cười mỉm, cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghĩ nếu có vết bớt, vậy việc tìm người tự nhiên nhẹ nhàng hơn, tạm thời còn chưa thể nói cho Chu thị biết nàng phát giác bà chủ quán cơm món hầm và Chu thị có vài phần tương tự, loại chuyện chưa xác định rõ này, một khi cho người ta hy vọng, chờ người rất có thể là tuyệt vọng càng lớn hơn. Chu thị ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ bắt đầu trở lại hơn 20 năm trước, vết bớt, lúc nàng chào đời, trên đầu vai trái đã có một vết bớt màu chu sa, giống như một quả lê cho nên mới đặt tên nạn là lê hợp với họ của phụ thân đó là việc lê trương thẩm nghe xong gật gật đầu vậy nếu có thể nhìn được vai trái của bà chủ quán cơm thì tốt rồi nhưng người ta y phục che đến kín mít làm sao có cơ hội nhìn đây kỳ thật trong lòng chu thị đều rõ ràng hơn so với ai khác nữ nhi của bà chắc rằng cả đời này cũng không tìm về được nằm đó mất tích ly kỳ như vậy bà thậm chí còn một lần hoài nghi có phải khi lưu thẩm qua đời người nhà lưu thẩm mang hài tử của bà đi bán rồi hay không quan phủ cũng dựa theo suy nghĩ này điều tra qua, nhưng mãi vẫn không tìm được một chút dấu vết nào để lại. Thời gian trôi qua nhoáng cái đã vào tháng 7, tháng 7 trời còn nóng hơn cả tháng 5, ban ngày người tới quán ăn cũng ít, phần lớn đều chọn sau khi mặt trời lặn về hướng Tây mới lại đến, lúc đó trời mới mát mẻ hơn một ít, nhưng mọi người đều tập trung tới cùng một lúc, bàn trong tiệm làm sao đủ chỗ. Vừa lúc cửa hàng bên cạnh cho thuê lại, Chu Lê nhanh chóng thuê về, sau một phen trang trí, nối thành một thể với cửa hàng chính bên này. Đi trên đường nhìn xong cửa sổ màu đỏ, hai mặt tiền đều là như thế, vậy mà lại hiện ra một chút khí phái cửa hàng lớn. Phu nhân, hôm nay có giữ lan cư lại cho chu phu nhân không? Một tiểu nhị chạy đến trước mặt chu Lê đang ở trên quầy khẩy bàn tính hỏi, lan cư là một gian nhã thất ở hậu viện, mỗi lần chu thị tới đều đến gian đó ăn cơm. Chu Lê tính tính ngày, Chu thị đại khái ba ngày sẽ qua một lần, hôm nay có lẽ sẽ đến, giữ lại một lát đi, mời khách đến gian nhã thất khác nếu trời tối hẳn mà chu phu nhân còn chưa tới vậy không để lại nữa tiểu nhị gật đầu đi xuống bận việc đảo mắt liền đến trời tối khách trong tiệm ra ra vào vào cũng có hai ba đợt lại không thấy chu thị tới chu lê nghĩ hôm nay chắc bà sẽ không tới đúng lúc tiểu nhị chạy tới nói trong tiệm không còn chỗ mời khách đến lan cư được không chu lê gật gật đầu không giữ lại nữa đưa khách vào đi tiểu nhị liền dẫn khách băng qua sảnh lớn đi vào hậu viện nào ngờ không bao lâu, Chu Thị liền tới. Chu Lê vốn tính sửa sang lại xong sổ sách thì sẽ về nhà, vừa tùy ý nhấc đầu lên, liền thấy Chu Thị được Trương Thẩm Nâng bước vào cửa, thân sắc có chút hoảng loạn, thiếu chút nữa té ngã một cái ở cửa. Chu Lê vội ra khỏi quầy tiếp đón, đang muốn nói chuyện, liền thấy Chu Thị đi thẳng tới chỗ mình, sau đó một tay ôm lấy mình. Chu Lê sửng sốt, Chu phu nhân, sao vậy? Trả lời nàng, lại chỉ có tiếng khóc bên đầu vai nàng cùng với nước mắt xuyên qua áo lụa rơi xuống trên vai một mảnh ẩm ướt chu lê mờ mịt nhìn về phía trương thẩm tuy nói nàng cùng chu thị đã tính rất quen thuộc nhưng hẳn là còn chưa tới nỗi có thể ôm nhau khóc cùng tâm sự kể lễ ai ngờ trương thẩm cũng đang lấy khăn tay lau nước mắt là một bộ dạng khóc không thành tiếng ánh mắt khách trong tiệm đều nhìn sang bên này chính lúc này thẩm việt đi đến hôm nay hắn hạ chức muộn đoán chu lê còn ở trong cửa hàng liền tới đón nàng cùng về nhà không ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy trong lúc nhất thời cũng không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chu lê nâng chu thị dậy chu thị lau nước mắt bộ dạng muốn nói lại thôi chu lê thấy bà như vậy dứt khoát dẫn người tới hậu viện đóng cửa nói chuyện mấy người ngồi xuống quanh một cái bàn gỗ tròn chu lê hỏi không biết phu nhân tìm ta là vì chuyện gì sao lại chu thị hiện giờ đã bình tĩnh lại mới phát hiện mình vừa rồi đã quá thất thố chỉ là tin tức kia thật sự làm bà quá mức kích động khó có thể ức chế hiện giờ nghĩ lại thật ra mình hơi xúc động rồi việc này còn chưa nghiệm chứng vạn nhất chỉ là hiểu lầm thì sao vậy chẳng phải là quá xấu hổ chu thì ổn định tâm thần mới chậm rãi nói phu nhân thật không dám giấu giếm, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì muốn xác nhận một việc chu lê vốn còn đang suy nghĩ bà có thể tìm mình xác nhận chuyện gì liền thấy bà bảo trương thẩm lấy một phong thư ra đúng lúc thẩm đại nhân cũng ở chỗ này trước khi xác nhận chuyện kia ta muốn nhờ thẩm đại nhân xác nhận trước một chuyện chu thị nói xong kêu trương thẩm đưa phong thư cho thẩm việt thẩm việt cũng cảm thấy kỳ quái vì phu nhân này bất quá chỉ mới quen biết nàng sao cần tìm hắn xác nhận cái gì nhưng khi nhìn thấy nét chữ trên phong thư kia không khỏi ngẩn người này chu lê thò lại gần nhìn không khỏi nói việt lan ta coi chữ này thật ra có chút giống chữ viết của chàng đâu chỉ là giống thẩm việt nhíu mày lại vội mở phong thư sớm đã bị người xé lấy giấy viết thư bên trong ra, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Chu Lê cũng nhìn theo một lần, không khỏi kinh hô, thư này sao giống chàng viết cho ta vậy? Thẩm Việt hỏi Chu Thị, không biết sao phu nhân có được thư tại hạ viết cho thuyết Kinh lúc trước? Đây bất quá cũng chỉ là một câu hỏi, nhưng Chu Thị nghe xong lại thiếu chút nữa kích động từ trên ghế đứng lên, nói như vậy, phong thư này thật sự là do đích thân Thẩm Đại Nhân viết, mà phu nhân được nhắc tới trong thư, chính là A Lê Cô Nương. Thẩm Việt gật đầu, thư này thật do ta viết khi vào kinh đi thi lúc trước, viết cho phu nhân nhà ta, chỉ là thư gửi đi, nhưng phu nhân nhà ta vẫn luôn không nhận được, không biết vì sao lại rơi vào tay phu nhân. Chu thị muốn nói chuyện, lại nhìn không được khóc lên, trương thẩm thấy bà khóc không thành tiếng, vội nói thay, là như thế này, thẩm đại nhân, thẩm phu nhân, nhà của chúng ta buôn bán vải vóc, cũng ngẫu nhiên cho bên ngoài mượn chút bạc, hôm kia có một nhà họ phùng. Nói là học chính đại nhân cùng phu nhân đồng thị ở Cam Thủy Trấn, tìm tới phủ chúng ta nói là buôn bán nhà bọn họ cần vốn quay vòng nên tìm chúng ta mượn chút bạc biết thiếu gia nhà chúng ta ngày thường đam mê thu thập một ít bản chữ mẫu của danh gia liền cầm hai phong thư tới cho thiếu gia nhà chúng ta nói là năm trước trạng nguyên lão gia tự tay viết thư nhà trạng nguyên lão gia là danh gia thư pháp của vùng phương nam từ trước đây một chữ khó cầu thiếu gia nhà chúng ta nghĩ a à, trạng nguyên lão gia năm trước hiện giờ không phải là tri phủ lão gia của phủ thành chúng ta sao Lập tức liền hỏi học chính đại nhân họ Phùng kia, sao lại có được thư nhà của Trạng Nguyên lão gia. Hắn liền nói hắn là thân thích của Thẩm đại nhân, chúng ta cũng không nghi ngờ gì hắn, Chu Lê cùng Thẩm Việc liếc nhau, lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhất định là do cậu của Bảo Nhi làm, đến tận đây, Thẩm Việc mới biết được, vì sao lúc trước thư mình viết không được gửi đến tay tức phụ. Thẩm Việc nhìn Chu thị nói, nói vậy, phu nhân hôm nay đến đây, cũng không phải chỉ vì thư chứ. Chu thị lắc đầu, ta Trương Thẩm thấy bà vẫn nói không ra nguyên nhân, liền lại nói giúp bà: "Thẩm phu nhân, ngài còn nhớ lúc trước ta có nói, phu nhân nhà chúng ta thời trẻ có bị thất lạc một nữ nhi không?" Chu Lê gật đầu, "Là thế này, phu nhân đồng thị của học chính đại nhân kia, là người mồm mép mau lẹ, khi đưa Phong thư này tới, liền kể với chúng ta thân thế của ngài, phu nhân chúng ta nghe xong, liền có một vài phỏng đoán." Chu Lê chợt hiểu được, Chu thị phỏng đoán cái gì, kinh ngạc nhìn về phía bà. Chu Thị cũng đang hai mắt trưng trừng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Chu Thị quá mức nóng rực, Chu Lê vội thu hồi tầm mắt. Sao có thể? Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Vì thế nàng nói, sao có thể được? Ta vốn có cha mẹ, chỉ là khi còn trong tả lót, gia đình bần hàn, liền đem ta cho phụ mẫu Chu gia thôn nuôi, lúc sau ta mới tái giá đến Thẩm gia thôn. Trương Thẩm nói, bất quá chúng ta cũng chỉ là suy đoán thôi, mấy năm nay phàm là chúng ta nghe nói có nữ tử cùng tuổi cô nương thất lạc của nhà chúng ta năm xưa có bị mang đi đều sẽ sinh ra phỏng đoán như vậy nhưng sau mỗi một lần tra xét kỹ đều thất vọng chấm dứt nhưng lần này không giống chu lê chỗ nào không giống thẩm đại nhân thẩm phu nhân các ngươi cũng đừng trách nhà chúng ta tự nhìn thư các ngươi thư kia khi đưa tới tay chúng ta đã bị xé rồi thẩm việc lắc lắc tay không sao cũng không viết cái gì quan trọng ngươi nói tiếp đi đến tột cùng không giống nhau chỗ nào. Tuy thường ngày A Lê không đề cập đến thân thế nàng, nhưng hắn biết, nàng đối với cha mẹ ruột của mình, ít nhiều cũng có tình cảm không thể nói rõ. Trương Thẩm nói, Thẩm Đại Nhân Ngài có từng viết trong thư nhà, đầu vai phu nhân nhà ngài có một vết bớt chu sa hình quả lê, Thẩm Việt gật đầu, đích xác có ghi. Đó là khi hắn ở Kinh Đô, quá mức nhớ nhung tức phụ, liền viết cuối thư một câu thơ, đẩy cửa sổ thấy được cây mật nhân, chợt nhớ vết bớt chu sa hình quả lê nơi đầu vai. Đúng rồi, đầu vai cô nương thất lạc của nhà ta, từ trong bụng mẹ sinh ra, đã một cái bớt màu chu sa, hình giống quả lê, bởi vậy khuê danh cũng là một chữ lê. Chu lê nghe xong trương thẩm nói chuyện, bất chợt đứng lên, ánh mắt không chớp nhìn chầm chầm chu thị cách đó không xa. Chu thị cũng đứng lên, hai tử, nơi này không có người ngoài, có thể cho ta nhìn vết bớt đầu vai con được không? Chu lê chậm rãi đi qua, sau đó vén y phục đầu vai trái của mình lên, chỉ thấy trên vai tuyết trắng, quả thực có một vết bớt hình quả lê màu chu sa chu thị đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó là đại hỷ một tay kéo chu lê vào trong lồng ngực khóc đến không thể thở nổi con của ta con của ta chu lê đờ đẫn sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói bà là nương của ta ta thật là nữ nhi của bà sao chu thị thấy nàng hỏi như vậy liền đứng dậy cũng vén y phục ở vai trái của mình ra ở chỗ đầu vai giống như chu lê cũng có một quả lê chu sa giống như đúc đây là chu lê ngạc nhiên nói chu thị đây không phải bớt đây là ta y theo vết bớt của con trong trí nhớ tìm người khắc lên ta chính là sợ tương lai có một ngày ta già rồi ngay cả dấu vết duy nhất trên người hài tử cũng quên mất nếu một ngày kia ông trời mở mắt cho ta gặp lại nữ nhi ta làm sao nhận ra bất quá may mắn ta còn nhận ra được chu lê nhìn vai bà lại nhìn nhìn vai mình sau đó nhào vào trong lòng chu thị khóc lớn nương thì ra mẫu thân chưa từng vứt bỏ nàng đang là Tết Trung Thu, Chu Lê mời nương và đệ đệ cùng tới thẩm trạch. Đây là Tết Trung Thu đầu tiên bọn họ trải qua cùng nhau, sau khi người một nhà nhận lại. Ngày này thẩm việc cũng nghỉ tắm gội, Chu Lê dứt khoát đóng cửa quán cơm món hầm, lấy năm cái bàn vuông ghép thành một loạt bàn dài tại cái sân lớn bên ngoài viện. Mời mọi người từ trên xuống dưới cùng nhau làm bánh Trung Thu. Hai tử thêm một tháng nữa được tròn một tuổi, hiện giờ đã có thể bò khắp nơi. Ngưu Thị và Chu Thị mỗi người nhìn một đứa, cho hai huynh muội bò qua bò lại ở sảnh ngoài, tiếng hoan hô cười đùa không ngừng truyền ra ngoài sân. Trong khi Chu Lê làm bánh trung thu, thường sẽ ngẩng đầu liếc mắt vào sảnh quan sát một vòng, thấy hai đứa nhỏ vì một cái trống bỏi đang dốc hết sức bò. Chu thị và Ngưu thị ở ngay bên cạnh vỗ tay khuyến khích, hai lão gia hỏa còn kích động hơn cả hai hài tử, khóe miệng Chu Lê không khép lại được. Nhìn về phía bên kia, thẩm ngư lại đang ồn ào, Việc Tông người gói bánh trung thu như vậy sẽ lòi tùm lum hết đó ai nha, sao ngươi lại đập như vậy? Tới tới tới, ngươi nhìn ta làm như thế nào đây nè? Bên cạnh thẩm ngư, có một thiếu niên cao to tuấn tú đang đứng, nói là thiếu niên, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn như lão ông, không thích cười. Bị thẩm ngư ghét bỏ, cướp bánh trung thu làm tới lung tung rối loạn trong tay đi mất, thiếu niên cũng không có bất luận biến hóa cảm xúc nào. Đây là Việt Tông, là đệ đệ ruột của Chu Lê, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, hiện giờ 19 tuổi. Từ khi cha qua đời, dưới tình hình thân thể mẫu thân vẫn đang suy nhược, việc tông 17 tuổi đã bắt đầu trưởng quản việc buôn bán trong nhà. Lúc ban đầu, các trưởng quầy trong nhà ít nhiều cũng hơi xem nhẹ vị tiểu thiếu gia này, cảm thấy hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chèo chống gia nghiệp việc gia to lớn như vậy được. Nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, hiện giờ Việt tông đã trưởng gia được 2 năm, việc buôn bán của việc gia không những không tuột dốc, ngược lại còn phát triển không ngừng. Có lẽ bởi vì trưởng gia quá sớm, việc tông tuổi không lớn, lại vô cùng cẩn thận, ngày thường cũng ít khi nói cười, che giấu cảm xúc của mình cực kỳ tốt, ngay cả Chu thị cũng không hiểu đứa con trai này của bà cả ngày suy nghĩ cái gì. Thẩm việc đứng bên cạnh Chu Lê, thấy mùi mùi nhà mình lại đang khi dễ cậu em vợ, nhăn mặt nói, ngư nương, không được khi dễ người ta, thẩm ngư hứa một tiếng, khinh thường nói, mùi khi dễ hắn chỗ nào, mùi là đang giúp hắn a, à, ca nhìn tay hắn mà coi, làm bánh trung thu đều lòi ra ngoài hết, lát nữa đưa vào lò nướng, chắc chắn tan nát hết thẩm việc suy sụp ngư nương càng ngày càng không quy củ nói chuyện vậy à còn nói người ta đập theo hắn nhìn a à, hắn thấy mùi mùi mới hay phá hư nhất nói chuyện từ trước đến nay đều không giữ miệng chỉ mong sao cậu em vợ không thấy phiền cũng may biểu tình việc tông còn tính bình tĩnh thẩm ngư cúi đầu chuẩn bị bao bánh trung thu bị loại nhân ra ngoài lại nhân bánh sao ngươi làm to như vậy chứ ai ngờ việc tông từ trước đến nay vui buồn không hiện ra mặt đột nhiên giật bánh trung thu lại không cần để tự ta làm thẩm ngư có một cái chớp mắt ngay ngốc về sau bẹp cái miệng nhỏ nổi giận được mặc kệ ngươi nói xong còn dời bánh trung thu mình làm tới chỗ chu lê không làm cùng việc tông nữa hừ ai thèm giúp ngươi tên đầu đá thối tha quỷ mặt than việc tông cũng không nhìn nàng nắng lại hình thù cho cái bánh trung thu thiếu chút nữa bị thẩm ngư phá mất thẩm việt không tránh khỏi răng dậy mùi mùi một phen lại xin lỗi cậu em vợ một tiếng chu lê cười ngượng ngùng nàng thật không rõ hai người bọn họ từ lúc biết nhau đến giờ, lúc nào cũng như vậy. Thẩm ngư tuy rằng ngày thường thích ồn áo mê đùa giỡn, nhưng cũng chưa bao giờ cãi nhau đến đỏ mặt cùng với ai, cũng không biết như thế nào. Nói chuyện với việc tông hai ba câu là bắt đầu nóng giận, Chu Lê đành phải ngầm khuyên đệ đệ, nhưng thẩm ngư một chút, nàng vẫn còn tính tình tiểu nha đầu. Việc tông cũng đã đồng ý, nhưng tiếp theo đó lại làm người ta giận. Mà cũng không phải hắn làm người giận, hắn cũng chỉ bày ra một khuôn mặt như vậy, ở cùng thẩm ngư chút xíu là lại có chuyện như vừa rồi mới làm bánh trung thu khúc nhạc đệm này mọi người cũng không quá để ý rốt cuộc hai người bọn họ ở một chỗ luôn phát sinh chuyện như vậy thấy hai người đều tách ra làm bánh trung thu mọi người cũng không tiếp tục để ý vụ này vẫn còn đang làm bánh trong tay mình hôm nay chu lê đưa ra thi đấu bánh trung thu chính là bánh trung thu mọi người làm đều được đưa cho mọi người ở đây ăn hơn nữa căn cứ vào khẩu vị không giống nhau của từng người trên mặt bánh trung thu viết tên người được tặng bánh mặt dưới viết tên người tặng chờ bánh trung thu nướng xong mọi người sẽ lấy bánh trung thu viết tên của mình ra nếm thử đánh giá xem bánh trung thu nào vị ngon nhất sau đó mới lật qua xem là ai làm ai được lật tên nhiều nhất người đó sẽ thắng cuộc thi bánh trung thu lần thứ nhất của thẩm gia khen thưởng là một cái hôn của tiểu tranh tiểu đào bánh trung thu làm xong chu lê bỏ vào từng mâm một toàn bộ đều đưa vào bếp lò ở tường phía tây của nhà bếp sau đó nhóm lửa nướng bánh chỉ chờ trăng ló dạng, liền ở trong sân uống rượu ngắm trăng trải qua trung thu, cơm chiều mọi người không muốn ăn, đều chờ ăn bánh trung thu. Mọi người chịu đói cho đến khi trăng treo đầu cành liễu, bánh trung thu mới ra khỏi bếp lò, bánh trung thu vừa nướng xong mùi ngọt tỏa bốn phía, mọi người thèm đến chảy cả nước miếng, chu lê cùng mấy nha đầu ở nhà bếp lấy bánh trung thu ra, mọi người còn lại thì chờ trong sân. Chu Lê bên này đang lấy bánh khí thế ngất trời, chợt nghe từ phía sau có người kêu. A tỷ, thanh âm này đột nhiên xuất hiện, dọa mọi người nhảy dựng. Chu Lê ôm ngực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Việt Tông không biết tới sau lưng từ lúc nào, A Tông. Để lại đây khi nào? Đi đường sao không có tiếng động gì hết vậy, hù chết chúng ta, Việt Tông, xin lỗi, trong miệng tuy nói xin lỗi, nhưng biểu tình trên mặt lại không có nửa phần xin lỗi, bình tĩnh như thường. Để cố ý lại đây, là có chuyện gì tìm A tỷ sao? Việt Tông rủ mắt xuống, một lát sau mới bám vào người Chu Lê, nói nhỏ bên tai một phen chu lê sau khi nghe xong rất là kinh ngạc vậy sao bánh trung thu không khắc tên lên trước việc tông hỏi một đằng trả lời một nẻo a tỷ đệ đệ năm nay mười chín tuổi ngữ khí nhàn nhạt nói xong liền xoay người rời đi chỉ còn lại chu lê nhìn bóng dáng hắn sửng sốt một hồi lấy xong bánh trung thu chu lê dẫn nha đầu bưng mâm đi tiền viện sau đó đặt từng mâm trước mặt mỗi người từng khay bạc giống nhau được treo giữa không trung chung quanh sân treo đèn lồng lụa Chiếu sáng khắp nơi như ban ngày. Cập nhật tờ lệnh nhanh tại, rờ rờ, thẩm ngư làm mặt quỷ với Việt Tông đang ngồi đối diện mình, bộ dáng thập phần ghét bỏ. Việt Tông thì xem như không có gì, bình tĩnh đổ cho mình một ly rượu hoa quế nhấp một ngụm, ngoảnh mặt làm ngơ với động tác nhỏ này của thẩm ngư. Được rồi, cuộc thi bánh trung thu chính thức bắt đầu, tiếp theo là thời gian bình chọn bánh, đợi lát nữa ta sẽ đi xem mọi người lật mặt trái của bánh trung thu, xem bánh trung thu người nào làm được mọi người hoan nghênh nhiều nhất. Chu Lê vừa nói xong, mọi người bụng đang đói cồn cào lập tức lấy mâm bánh trung thu của từng người, mỗi một cái đều cắn một miếng nếm mùi vị trước, sau đó chọn ra cái bánh mình yêu thích nhất, lật ngược lại. Chỉ một lát sau, mọi người đều chọn được cái bánh mình thích nhất, Chu Lê bắt đầu đếm số lượng, đầu tiên đi đến trước mặt ngư thị, bánh ở mâm của bà có mặt trái được khắc một chữ yêu, là thẩm yêu, tiếp theo là mâm thẩm yêu, bánh hắn chọn ra, lại khắc chữ Ngưu. Chu Lê nhìn nhìn nhị lão, hiểu ý cười, sau đó tiếp tục xem. Ngưu thị cùng thẩm yêu vẫn còn đang ở một bên, ghét bỏ lẫn nhau. Ngưu thị, ta biết ngay cái bánh xấu nhất chính là ông làm, thẩm yêu, vậy sao bà còn chọn? Ngưu thị, nếu ta không chọn, chỉ sợ cũng không có ai chọn ông, là ta thấy ông thật đáng thương, thẩm yêu, giống nhau cả thôi, khiến ngưu thị nổi nóng lên, trực tiếp véo một cái, cánh tay thẩm yêu bị đau, ngao ra một tiếng sói tru, chọc mọi người ở đây thoải mái cười ha hả. Chu Lê đi đến trước mặt Chu Thị, không chút nào ngoài ý muốn thấy bánh trung thu mình làm được lật chu lê nhìn nương cười ngọt ngào chu thị thấy nàng xem xong rồi vội cầm bánh trung thu có thể ăn chưa trước đó bà chỉ biết khuê nữ nhà bà làm món hầm ngon xào rau ăn ngon không ngờ làm bánh trung thu cũng rất tuyệt chu lê bất đắc dĩ lắc đầu mẫu thân vừa nhận mặt này của nàng trước kia khi chưa tiếp xúc nhiều còn tưởng là một phụ nhân nhu nhược ôn hòa tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện đó chỉ là bề ngoài thôi Kỳ thật bà cũng nghịch ngợm lắm. Việc Tông nói, có lẽ bởi vì tìm được nữ nhi của mình rồi, nên xác thực Chu Thị càng thêm thoải mái. Chu Thị thấy nàng không phản đối, nhét cái bánh trung thu to đã cầm lên từ lâu vào trong miệng. Chu Lê lại đi đến trước một người, thẩm việc thấy nàng đi tới, nhẹ gọi một tiếng, phu nhân, Chu Lê vừa thấy, một chút trì hoãn cũng không có, lại là của mình làm. Chu Lê xem người tiếp theo, người tiếp theo là thẩm ngư, Chu Lê hơi lưu ý, mâm của nàng còn một cái bánh trung thu còn chưa được cắn chu lê nhắc nhở cái này muội còn chưa thử đó thẩm ngư xí một tiếng quá xấu ăn không nổi chu lê rất xấu hổ nhìn việc tông một cái lên tiếng giảng hòa ầy vậy mùi chờ lát nữa mang về phòng ăn thẩm ngư chưa nói gì đôi tay vẫn chống cầm ngắm trăng chu lê nhìn đệ đệ lộ ra một nụ cười mỉm hết cách lại đi đến bên cạnh ánh mắt việt tông nhàn nhạt đảo qua gương mặt thẩm ngư lại nhìn cái bánh trung thu quá xấu bị bỏ lại mím chặt môi chu lê đếm số lượng xong rồi nàng và lý sư phụ nhà bếp cùng đứng nhất hai người vui sướng chạy ngay đến trước mặt tiểu tranh và tiểu đào nhận hôn thi đấu bánh trung thu bất quá chỉ là việc vui thi đấu xong mọi người liền ngồi ở trong viện vừa uống rượu hoa quế vừa ngắm trăng từng người trò chuyện thật náo nhiệt bóng đêm tựa như nước lặng lặng chảy cũng không biết trải qua bao lâu khi vận trăng từ từ treo lên giữa không trung mọi người cũng từ từ tan chờ sau khi thẩm việt và chu lê tay cầm tay rời đi thẩm ngư cũng ngáp một cái duỗi người nhìn thiếu niên lạnh lùng ở đối diện nói ngươi còn không đi ngủ việt tông không buồn ngủ thẩm ngư đứng dậy ngươi không buồn ngủ nhưng ta mệt rồi cáo từ nói xong liền xoay người rời đi việt tông nhìn cái bánh trung thu quá xấu một lát không khỏi gọi lại nàng chờ một chút thẩm ngư kinh ngạc quay đầu lại chuyện gì việt tông móc từ trong lòng ngực ra một cái khăn gấm màu xanh đặt bánh trung thu vào khăn Đưa cho Thẩm Ngư, cho ngươi. Thẩm Ngư, không cần." Việc Tông đi qua, đưa thẳng đến trước mặt nàng, Thẩm Ngư vẫn lắc đầu, đã nói không cần. Việc Tông thu hồi tay, rủ mắt nhìn một cái, trầm mặt một lát, mới mở miệng, "Không cần thì ta ném." Nói xong, chuẩn bị ném khăn gấm xuống đất. Thẩm Ngư thấy hắn muốn ném thật, vội vàng đoạt lại, "Thật là công tử nhà giàu, lãng phí." Nói xong, liền cầm bánh trung thu xấu rời đi. Việc Tông nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, cho đến khi nàng biến mất ở cây nguyệt quế cách đó không xa, gương mặt lạnh lùng ít khi nói cười, cuối cùng hiện lên một nụ cười nhạt. Thẩm Ngư cầm bánh trung thu trở lại phòng, ném bánh trung thu lên trên bàn, liền đi múc nước rửa mặt. Rửa mặt xong liền cởi áo ngoài lên giường. Một lúc sau, Thẩm Ngư vẫn không thể ngủ được. Trong lòng giống như có chuyện gì đè nặng, lan qua lộn lại, cuối cùng bị phiền đến nổi bật ngồi dậy, để chân trần đi đến bên cạnh bàn, thấy khăn gấm kia còn an an tĩnh tĩnh nằm ở đó dứt khoát mở khăn cầm lấy bánh trung thu nàng chậm rãi ngồi xuống đặt bánh trung thu trong tay nhìn chăm chú nhìn thế nào đều cảm thấy xấu còn không có viết tên không rõ tẩu tử chia như thế nào vậy mà chia cho nàng không biết ăn được không vì thế nàng cắn xuống một cái ối á hàm răng bị đau nhìn không được kêu rên ra tiếng thứ gì vậy á được lắm tiểu tử việt tông kia cư nhiên dám giấu ám khí trong bánh trung thu trách không được quá mức ân cần đưa bánh trung thu cho nàng Xem ngày mai thu thập hắn như thế nào Nhất định bắt hắn Tập trung nhìn vào Trực tiếp há hốc mồm Bánh trung thu bao cái gì vậy Nàng bẻ bánh trung thu Từ bên trong lấy ra một vật lớn bằng ngón cái Đưa vào đèn lồng nhìn nhìn Thì ra là một con cá nhỏ Cá nhỏ bằng vàng Cá nhỏ hết sức tinh xảo Đôi mắt Mang cá Vây cá Vậy cá Cái gì cần có đều có Chạm trổ không tầm thường Đường nét trôi chảy tự nhiên Có ý gì đây thẩm ngư đặt cá nhỏ trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại nhìn bỗng nhiên trong đầu hiện ra gương mặt thiếu niên lạnh lùng dọa thẩm ngư nhảy dựng tim đập bang bang càng lúc càng nhanh khiến cho gương mặt cũng bắt đầu nóng lên thẩm ngư từ nhỏ tính tình đã thô kiệt lẩm lẩm liệt liệt khi còn bé vẫn chơi cùng nam hài tử trong thôn leo cây đào trứng chim xuống sông mò cá còn muốn bướng bỉnh hơn ca ca thẩm việt bây giờ đã là đại cô nương mười bảy mười tám tuổi đối với chuyện nam nữ một chữ cũng không biết hai năm này ngưu thị đã chọn giúp nàng không ít nhà nàng đầu óc chậm chạp trong lòng không cảm giác toàn bộ đều từ chối nàng cũng không phải không muốn kết hôn chỉ là nàng luôn cảm thấy những nam nhân kia đều không ổn dù sao ca ca ưu tú như vậy trong nhà có một tấm gương để so sánh những nam nhân khác nhìn sau đều thấy không được nàng đưa tay sờ lên mặt nóng bỏng tay cá vàng nhỏ này cũng quá nóng vội vàng ném lên bàn vội vội vã vã chạy lên trên giường trùng đầu ngủ một hồi lâu sau, chăn lại bị sốc lên, thẩm ngư chân đất xuống giường, chạy đi lấy cá vàng nhỏ cầm vào trong tay, mới chạy trở về ngủ tiếp. Không được không được, tốt xấu cũng làm bằng vàng, vứt tùy tiện như thế, vạn nhất bị mất thì rất đáng tiếc. Lần thứ hai nàng chôn mình kín trong chăn, nắm cá nhỏ trong tay. Ban đêm an tĩnh, tiếng tim đập đặc biệt rõ ràng. Nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, việc tông trước sau vẫn lạnh như băng không thích nói chuyện, khi nàng định phá cái bánh trung thu xấu xí kia đi để làm lại, thì Việc Tông lại ngăn cản nàng. Như vậy, cái nhỏ này là Việc Tông cố ý bỏ vào. Hơn nữa vào buổi tối, hắn còn cố ý đưa bánh trung thu cho nàng, Thẩm Ngư nghĩ đến những chuyện này, gò má trốn trong chăn nóng như trứng gà vừa mới đun sôi, sống đến tuổi này, lần đầu nàng nghĩ đến chuyện tình ái, chẳng lẽ Việc Tông yêu thích mình, nhưng lấy tính cách của hắn, làm sao lại đi thích loại cô nương nông thôn cẩu thả như mình? nghĩ những chuyện này, thẩm ngư dần dần ngủ thiếp đi, bởi vì chơi trung thu huyên náo rất muộn, tối hôm qua chu thị và Việt Tông đều ở tại thẩm trạch, điểm tâm đương nhiên cũng sẽ ăn chung. Thẩm ngư mới sáng sớm đã tỉnh, rửa mặt xong liền chạy đi phòng bếp, từ trước đến giờ tẩu tử luôn ngủ nướng, giờ này vẫn còn chưa dậy, làm việc sớm trong phòng bếp chỉ có lý thẩm. Nàng trực tiếp đi tới, thấy bánh bao đã hấp chín, thẳng tay lấy luôn hai cái bánh bao liền đi, đi ra cửa phòng bếp mới nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn Lý Thẩm nói, Thẩm Thẩm, một lúc nữa khi dùng cơm nhớ nói với mẹ ta, ca ta một tiếng, ta không đi sảnh chính ăn cơm. Lý Thẩm kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ngư, mà Thẩm Ngư nói xong tiếp tục bước đi, đến lúc ăn điểm tâm, Lý Thẩm cùng mấy nha đầu mang bánh bao cùng cháo đến sảnh chính, lúc đó bọn người Thẩm Việt đã đến đó. Lý Thẩm liền thuật lại chuyện Thẩm Ngư cầm hai cái bánh bao trở về phòng, không đến ăn điểm tâm một lần, mọi người cũng không lưu ý lắm, từng người ngồi xuống dùng bữa chỉ có chu lê vừa hút cháo vừa liếc nhìn đệ đệ việc tông hờ hững phản như không có chuyện gì phát sinh chu lê nghĩ nếu nàng là thẩm ngư đột nhiên nhận được lễ vật do nam tử tặng phỏng chừng ngày hôm sau cũng không muốn gặp hắn ăn cơm xong chu thị mới vừa mở miệng nói đi về ngờ đâu nhi tử lại đột nhiên nói a tỷ hôm nay tỷ phu cũng không cần đi nha môn không bằng chúng ta đi tỉnh vân sơn ngoài thành cầu phúc đi lời vừa nói ra chu thị khá kinh ngạc lời này do con trai của bà nói sao bình thường có khi nào hắn chủ động đòi đi chơi đâu, làm ăn là làm ăn, đọc sách là đọc sách, ăn cơm là ăn cơm, ngủ là ngủ, cuộc sống vô cùng nề nếp, chu lê vui vẻ, được lắm, ta xác thực cũng đã lâu không đi ra ngoài hoạt động gân cốt, vừa hay có thể leo núi. Nói xong nhìn về phía thẩm Việt, thẩm Việt gật đầu, được, ăn xong điểm tâm liền đi, buổi trưa chúng ta ăn chay cơm trong chùa trên núi luôn, ngư thị cùng thẩm yêu đều nói xương già rồi không đi, chu thị thân thể yếu đuối. Tuy nói từ khi nhận nữ nhi về khẩu vị đã chuyển biến tốt hơn trước rất nhiều, nhưng thân thể chịu đựng suốt mười mấy hai mươi năm như vậy, làm sao có thể khỏe lại trong một sớm một chiều? Cho nên bà cũng không đi. Ngư thị chợt nhớ tới nữ nhi mình, từ trước đến giờ là người tính tình thô lỗ, loại hoạt động này bảo đảm nàng sẽ vô cùng phấn khởi tham gia. A à lê, con đi hỏi ngư nương xem, nàng có muốn đi không? Chu lê gật đầu, chạy ra dãy nhà sau gõ cửa phòng thẩm ngư. Thẩm ngư mở cửa, thấy là tẩu tẩu liền đưa vào trong phòng ngồi xuống tẩu tử tìm ta có việc chu lê cười nói lát nữa chúng ta muốn đi ra ngoài thành leo núi mùi đi không thẩm ngư vừa nghe hưng phấn nói hay lắm khi nào đi ta đi đổi lại đôi ủng leo núi được mùi đổi đi ta chờ mùi chúng ta cùng đi ra sảnh chính tụ họp cùng bọn họ thẩm ngư vội vội vã vã chạy vào trong phòng ngủ thay ủng thật nhanh rồi đi ra đi thôi tẩu tẩu chu lê đứng lên đi tới ngoài cửa phòng thẩm ngư vốn đi sau lưng nàng nhưng đột nhiên ngừng lại chu lê nhận ra quay đầu lại nhìn nạn sao không đi nữa thẩm ngư do dự cúi thấp đầu tẩu tẩu ta muốn hỏi một chút việc tông có đi không chu lê hiểu ý sâu xa hé miệng nở nụ cười đương nhiên việc này là do hắn đề nghị thẩm ngư bất ngờ cúi đầu vặn vẹo ngón tay chốc lát sau mới nói cái này tẩu tẩu ta ta đột nhiên có chút không thoải mái nên nên không đi các ngươi đi đi chơi vui vẻ nói xong câu cuối cùng trực tiếp chạy vào phòng ngủ, nằm quịch xuống giường, lôi chăn che kín người. Chu Lê miếng môi nở nụ cười, lắc đầu một cái, đi vào ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn, thẩm ngư bám chặt không tha, cuối cùng chỉ lộ ra một đôi mắt như quả bồ đào. Tẩu tẩu, ta thật không đi, đầu hơi choáng ván. Tiếng nói thẩm ngư yếu ớt, Chu Lê cố ý nói, bị bệnh. Để ta xem có phải phát sốt rồi không? Nói xong lấy tay đắp lên trán thẩm ngư, làm bộ dò xét một lúc mới nói, ừ thật có chút nóng đây, bất quá nhiệt độ này ngược lại không giống phát sốt, như là, nàng, có thâm ý dừng lại một hồi, thẩm ngư, là cái gì, như là, hoài xuân. Nói xong, chu lê đưa tay che miệng cười trộm, thẩm ngư sửng sốt một chút mới phản ứng lại, ngồi bật dậy, tẩu tẩu. Gấp đến độ hai con mắt đều đỏ, chu lê kéo tay nàng, được rồi, không chọc mùi nữa, đi thôi, ca ca mùi cũng muốn đi, thẩm ngư suy nghĩ một chút vậy không bằng nhân cơ hội này trả cá vàng lại đỡ cho không có làm gì lại nhận được lễ vật đè nặng trong lòng thở không nổi quyết định chủ ý lúc này liền theo chu lê đi ra ngoài thẩm việc chuẩn bị một chiếc xe ngựa chu lê cùng thẩm ngư ngồi trong xe ngựa thẩm việc cùng việc tông cưỡi ngựa bên ngoài chu lê trên đường mang theo hạt dưa hai người ngồi trong xe lắc lư vừa ăn hạt dưa vừa tán gẫu thỉnh thoảng có gió thổi bay màn xe ngựa ngó qua cửa sổ nhìn một chút liền có thể nhìn thấy hai nam tử ngọc thụ lâm phong cưỡi trên lưng ngựa cao cao đi song song xe ngựa thẩm việt tùy ý quay đầu lại liền nhìn thấy chu lê hai người nhìn nhau nở nụ cười còn việt tông không hề quay đầu lại mắt nhìn thẳng cả đoạn đường thân thể ngay ngắn giống như bức tượng ngồi ở nơi đó thẩm ngư trộm liếc nhiều lần thấy việt tông không khác gì ngày thường đối với nàng hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt lúc này mới hơi hơi yên lòng nghĩ thầm hay là hiểu lầm cũng có khả năng là mình nghĩ quá nhiều rồi, người ta vừa đưa ngươi này nọ là thích ngươi à, vạn nhất khi hắn làm bánh trung thu, không cẩn thận làm cá vàng trang trí trên người rớt vào bột mì thì sao, vừa nghĩ như thế, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo lại mơ hồ có chút mất mát, nói không được là cảm giác gì, nói chung nàng lớn như thế, nhưng chưa có giống như vậy lần nào, nếu phải so sánh, vậy thật giống ăn một miếng bồ đào vừa kết trái, còn chưa chín hẳn, chưa đến người cảm thấy phiền lòng. Một khi cho rằng Việt Tông không cố ý đưa cho nàng, nàng liền hận không thể lập tức trả lại cá nhỏ cho hắn. Xe ngựa lắc lư lắc lư, cuối cùng cũng coi như đi tới chân núi tỉnh Vân Sơn, bọn họ ở đây xuống ngựa leo núi. Mấy người dọc theo đường đá một đường bò về trước, lúc đầu, Chu Lê còn đi rất nhẹ nhàng, chờ bò đến giữa sườn núi, thân thể không chịu nổi nữa. Từ khi sinh hài tử, cho dù chú ý bảo dưỡng thân thể thế nào đi nữa, thật giống như cũng không bằng lúc trước. Không xong rồi, không xong rồi, Việt Lan, ta muốn đi đến đình bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thẩm Việt thấy nàng đầu đầy mồ hôi, nói cùng Việt Tông và mùi mùi một tiếng, đỡ Chu Lê đến đình cách đó không xa ngồi xuống. Mấy gã sai vặt cùng nha hoàng đi theo tiếp tục đi về phía trước, Việt Tông quay đầu nhìn Thẩm Ngư. Thẩm Ngư đối mặt với hắn, tim đột nhiên tăng nhịp đập, cũng không biết tính khí từ nơi nào vọt lên, có chút thô bạo hô, nhìn cái gì. Đi tiếp a, việc Việt Tông, ngươi có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Người ta là có ý tốt, Điều này làm Thẩm Ngư đang giữ dằn cảm thấy ấy nấy, mặt đỏ một chút, vùi đầu, không cần, đi thôi. Đường núi quanh co, dọc theo đường đi cũng có những người khác không ngừng leo núi như bọn họ, xem ra cũng rất náo nhiệt. Thẩm Ngư đè nén tâm sự, một đường đều cúi thấp đầu, chỉ nhìn đường dưới chân, xuất thần nghĩ, lát nữa làm sao mới tạo được cơ hội, còn phải trả cá nhỏ lại cho hắn. Vốn là đang đi theo sát tiếng người phía trước, cứ đi đi, bất tri bất giác lại vào đường đá, đi vào một rừng thông rậm rạp. Trong rừng có vài lối rẽ, một đường dẫn đến chùa Từ Vân trên đỉnh núi, một đường dẫn tới nơi có dòng suối ấm trong khe núi, còn có một đường để xuống núi. Thẩm Ngư cũng bỗng nhiên phát hiện, xung quanh mình đột nhiên yên tĩnh. Vừa ngẩng đầu, mới phát hiện phía trước không có một người. Nàng giật mình, đánh giá bốn phía, chỉ còn rừng cây thông hoàn toàn trống trải. Người đâu? Đi chỗ nào hết cả rồi? Là nàng đi chậm quá sao? Hay là nàng đi lạc đường? đây là lần đầu tiên nàng tới tỉnh vân sơn ánh mắt nhìn về con đường phía đường nàng có chút mờ mịt cũng không biết đi hướng nào nàng bắt đầu do dự đi trở về hay vẫn đi về trước chính lúc nàng đang trù trừ chỉ nghe một trận âm thanh ào 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 từ xa đến gần sau đó một trận mưa lít nha lít nhít xuyên qua tán cây rừng trên đỉnh đầu rơi xuống trong bụng nàng hoảng hốt sao đột nhiên trời lại mưa bây giờ đang còn trong rừng có tầng tầng lá cây che chắn đã lớn như vậy nếu ra khỏi rừng cây chẳng phải là mưa rơi càng mạnh. Nhưng ở trong rừng cây mãi cũng không an toàn, vạn nhất có sét đánh, rất dễ bị đánh trúng. Nàng cắn răng một cái, lấy tay che trắng, cúi đầu chạy trở về. Ai ngờ, một bước cũng còn chưa đi ra ngoài, ầm một cái, toàn bộ thân thể liền va vào một bức tường người. Nàng lão đảo ngã về sau, có người duỗi tay ra, nắm lấy nàng, mới không đến nỗi chật vật té ngã. Chỉ là, cách người này giữ nàng là kéo cổ áo nàng, hướng về trước, tiện đà kéo toàn thân nàng nhào vào trong lòng ngực người ta. Nàng còn tự hỏi đó là ai, ngửa đầu vừa nhìn, màn mưa dày đặc, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn lãnh quen thuộc, Việt Tông. Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào, mang theo hơi nước ẩm ướt bay vào hơi thở, tim Việt Tông như bị vuốt mèo cào loạn một hồi, giống như bị chạm điện bỗng buông thẳm ngư ra, để nàng tự mình đứng. Mưa rất lớn, gần nơi này nhất là ôn thủy cát. Mặt Việt Tông trước sau vẫn không hề có cảm xúc, như một tảng đá không biết cười thẩm ngư liếc nhìn hắn một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ta không biết đường, ngươi dẫn ta đi đi. Việc tông liếc nàng, không biết đường còn mãi cúi đầu, sợ giẫm chết con kiến sao, không biết nghĩ gì. Nói xong trực tiếp đi vào một con đường trong số đó, thẩm ngư sửng sốt một chút, lập tức trợn trắng mắt nhìn về bóng lưng Việt Tông. Sao nàng cảm thấy giọng điệu này, rất giống khi còn bé nàng phạm lỗi, cha rất tức giận, nhưng lại chẳng muốn đánh nàng, liền dùng ngữ khí lạnh nhạt trách cứ nàng. Việt Tông đi được mấy bước, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, không khỏi quay đầu lại hỏi, còn không đi, lúc này Thẩm Ngư mới chạy đến bên cạnh hắn. Hai người đi về hướng ôn thủy cát trong khe núi, đường rừng dính nước mưa trở nên trơn trật, Thẩm Ngư đi vô cùng cẩn thận, rất sợ mình té ngã thành bộ dáng xấu xí trước mặt Việt Tông, nhưng sợ gì được nấy, cho dù cẩn thận như thế nào đi nữa cũng không chống nổi đường núi trơn trật, khi đi trên một đoạn đường hơi hơi cao, Thẩm Ngư bị trượt chân, ngã xuống ngã chổng vó trong nháy mắt, theo bản năng kéo cánh tay Việt Tông. Việt Tông bị mất trọng tâm, hai nhân cùng nhau lăn xuống một đoạn đường. Trong lúc nhất thời, nước mưa, bùng loãng, cạnh khô, cỏ dại, dính đầy thân hai người, vô cùng chật vật. Chờ bọn họ ngừng lăn, Việt Tông ngửa mặt nằm trên đất, mà thẩm ngư, toàn thân đều đè đề trên người hắn. Dưới thân tựa hồ có đá, vài hắn chống đỡ một hồi gây đau đớn. Hắn nhíu mi, nhưng đầu tiên nghĩ đến là nữ tử nằm trên người mình hai tay hắn đỡ lấy nàng, ngữ khí gấp gáp rất hiếm thấy, nhưng do bình thường đã quen khắc chế, giọng điệu này nghe ra cũng chỉ đặc biệt hơn bình thường một ít, biểu lộ tình cảm cũng không giống người bình thường, người có làm sao không? Thẩm ngư có chút choáng, lắc đầu một cái, vội vàng bò dậy từ trên người. Ánh mắt có chút bối rối, nàng từ nhỏ tuy rằng thô lỗ, cũng thích chơi đùa cùng năm hài tử, nhưng ông nam tử ở một chỗ vẫn là lần đầu, tim không khỏi nhảy bang bang. Mưa trên đầu càng lúc càng lớn, nàng thấy hắn cũng bò trên đất lên không dám cẩn thận liếc hắn một cái thuận tiện nói mưa càng lúc càng lớn chúng ta chạy mau mau đi nói liền xông ra ngoài bên này còn chưa lao ra được hai bước phía sau liền truyền đến tiếng việt tông nàng không biết đường đi chạy sai phương hướng rồi nha sau đó không thể làm gì khác hơn là chạy trở về ngoan ngoãn đi theo bên cạnh việt tông không dám tiếp tục chạy lung tung nữa cũng may đoạn đường về sau đều khá bằng phẳng hai người đều không còn ai bị trượt chân. Ông Thủy Cát là một trang viện được xây dựng dựa vào dòng suối nước nóng. Thường xuyên tiếp đón không ít quan to hiển quý tới nơi này tắm suối nước nóng gột rửa thân tâm. Sau khi hai người tới đây, tiểu nhị đón khách ban đầu thấy bộ dáng bọn họ bày hầy, còn có chút xem thường, nhưng khi nhìn thấy việc tông tùy ý ném ra hai thỏi bạc nén, đôi mắt nhất thời liền sáng, vội vàng hỏi hai vị muốn bao nhiêu phòng suối nước nóng, hai. Việc tông nói, tiểu nhị nhận yêu cầu, bận rộn lật tìm trên sổ đăng ký phòng, kết quả tìm nửa ngày, không tìm được hai phòng. Xin lỗi, phòng đã được thuê hết rồi, hiện chỉ còn một phòng, không biết hai vị có muốn thuê không? Tiểu nhị ấy nấy nói, thẩm ngư lẩm bẩm nói, một phòng hả? Tiểu nhị giải thích, gần đây khách đến leo núi du ngoạn nhiều, bởi vậy thuê phòng liền khá căng thẳng, nếu hai vị không thuê, không biết chừng các ngươi vừa đi liền có người đến thuê. Mới vừa nói xong, liền thấy ngoài cửa có người đi vào hỏi còn phòng không? Còn chưa chờ Tiểu Nhị trả lời người kia, lúc này Việt Tông nói như chặt đinh chém sắt, "Thuê." Thẩm Ngư hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt lại, tim lại bắt đầu đập nhanh. Một phòng suối nước nóng, một cái hồ, một nam nhân, một nữ nhân, chuyện này làm sao được? Tiểu Nhị dẫn hai người vào gian phòng, cuối cùng còn thấu hiểu nắm cánh cửa, khép lại kín mít. Trong nháy mắt cửa khép lại, hai người kỳ thực đều có chút lo sốt vó. Hai người trầm mặt một lát, Việt Tông mở miệng trước, ngươi đi tắm trước, áo choàng nơi này có thể mặc sau khi tắm rửa xong, ta đi ra ngoài một chút, nhờ người xuống núi mua dùm hai bộ sim y về, được. Thẩm ngư cúi thấp đầu đáp, Việt Tông cũng không dám nhìn nàng, nói xong liền xoay người mở cửa đi ra ngoài, hắn đi tới quầy, lấy thêm hai nén bạc, nhờ một tiểu nhị đi mua dùm hắn hai bộ sim y, nhưng ôn thủy cắt ở trong núi, đi xuống núi còn mất một khoảng thời gian, sim y mua về chỉ sợ đã đến xế chiều. Việt Tông không gấp, buổi chiều thì buổi chiều, nhờ mua sim y xong, hắn lại trở về phòng, dù sao trên người hắn bùn đất cỏ khô thứ gì cũng có, không thích hợp đi tới đi lui trong đám người ra vào trang viện, đẩy cửa đi vào, liền nghe được một trận tiếng nước trào rào, từ bên trong truyền đến, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy phía tây phòng có một tấm bình phong tám cánh màu xanh da trời, mây bay sương lượng, phản phất như rơi vào trong đám mây, chỗ suối nước nóng này khi sửa chữa. Cũng đã đặt vào khá nhiều tâm tư, còn đặc biệt treo trên trần nhà vài con bạch hạt bằng gỗ kết hợp với hơi nước thật làm cho người ta có cảm giác đang ở tiên cảnh việc tông từng cùng bạn hàng thân thiết tới nơi đây biết cấu tạo của gian phòng này hiểu được sau tấm bình phong này chính là hồ nước nóng do người tạo ra nước hồ chính là nước dẫn vào từ suối nước nóng thiên nhiên tiếng nước lúc này hẳn là thẩm ngư đang tắm rửa trong nước hắn đi vào ngồi xuống bàn ở tường phía đông động tác đi lại vẫn điềm tĩnh như ngày thường chỉ là khi đưa tay ra cầm ấm trà trên bàn rót nước tay vậy mà run kịch liệt nước đổ ra đầy bàn còn có đôi lỗ tai đỏ đến mức cũng sắp muốn nhỏ máu trong chuyện kinh doanh buôn bán được tiếp xúc với đủ loại người hợp tác khác nhau có người không thích chơi đùa ở bên ngoài nói chuyện làm ăn cũng phải bên trong tiệm cơm vừa ăn vừa nói mà có người thì lại thích đến nơi yên hoa nói chuyện làm ăn những người bên ngoài kia đều biết ông chủ nhỏ tuổi trẻ tài cao của việt gia không thích đến những nơi kia bởi vậy khi nói chuyện làm ăn, cũng sẽ không đưa hắn đến những nơi đó. Bởi vậy, mặc dù bây giờ hắn đã là tay lão làng trong giới làm ăn, nhưng lại có rất ít kinh nghiệm đối với phương diện tử sắc, bề ngoài vẫn là dáng dấp một thiếu niên, chỉ là vẻ mặt vô cùng lão thành lạnh lùng. Hắn còn chưa bao giờ đứng một mình đơn độc dưới mái hiên với bất kỳ cô nương nào, nói không sốt sắng thì đều là giả. Hắn rung lập cập cầm lấy cái chén đút mình uống nước, nhưng chỉ uống được một miếng nhỏ, hơn một nửa đều đổ vào trên người trong căn phòng yên tĩnh này, tiếng nước bị phóng to vô số lần, kích thích trái tim của hắn, càng đập càng nhanh. Hắn đã đàm phán hơn 12.000 chuyện làm ăn, đều chưa từng căng thẳng như thế, thả chén về lại trên bàn, tay rung lên, chén ngã, lăn về phía mép bàn. May mà hắn tay mắt lanh lẹ, nhiên người đưa tay bắt lấy. Lúc này mới cẩn thận chú ý thả lại trên bàn, đột nhiên ý thức được mình thực sự không có tiền đồ, không phải chỉ là một nữ tử thôi sao. Sau này không phải bọn họ cũng sẽ kết hôn sao? Chẳng lẽ hàng ngày không cùng ăn cùng ngủ với nàng? Bình tĩnh, Việt Tông, ngươi phải bình tĩnh. Hắn vẫn còn đang chấn chỉnh trong lòng, bên trong hồ, bên tai thẩm ngư đều là tiếng nước chảy, cùng với âm thanh ngâm mình trong dòng nước, bởi vậy không hề chú ý Việt Tông đã trở về phòng, tắm xong rồi, lấy khăn đến lau khô. Lúc nãy nàng còn rất lo lắng áo choàng khăn tắm nơi này đều bị người khác dùng qua không được sạch sẽ kết quả khi còn ở bên ngoài, Việt Tông trực tiếp quăng bạc, nhờ tiểu nhị đi kho hàng cầm hai bộ đồ dùng hoàn toàn mới lại đây, lau khô nước, lại khoác áo lên người, thắt xong đai lưng đi ra ngoài bình phong, ánh sáng chiếu vào trong, chia phòng thành hai góc sáng tối, đặc biệt là góc tường phía đông, càng sáng hơn. Nàng theo bản năng dương mắt nhìn qua, liền thấy Việt Tông ngồi trong một mảnh ánh sáng, tuy rằng y phục trên người tràn đầy bùn đen. Nhưng từ lúc hắn sinh ra đã mang theo khí độ lãnh tuấn, không thể nào che giấu được tim thẩm ngư bỗng nhiên đập nhanh cúi thấp đầu đi tới không nhìn hắn ta xong rồi ngươi tắm đi việc tông sớm đã nhìn thấy nàng đi ra nàng ra khỏi bình phong tử đàn ở góc phía tây từ chỗ tối trong phòng đi vào trong ánh sáng trên người là áo choàng trắng như tuyết vật liệu nhìn qua là vải bông không biết bên trong còn lớp vải nào không hay chỉ mặc vào người như thế nhưng xiêm y dáng vào đường công nữ tử chỗ cần đẩy đà thì đẩy đà chỗ cần nhỏ thì lại nhỏ khuôn mặt nàng ước chừng mới được ngâm qua suối nước nóng, trong trắng mịn lộ ra vẻ phấn hồng như hoa đào, lại hiện thêm vài phần kiều mị. Kiều mị này đốt nóng mắt Việt Tông, hắn vội vàng dời ánh mắt, đứng lên lập tức phóng ra sau tấm bình phong, cởi xiêm y dơ trên người thật nhanh, như con lao phóng vào trong hồ nước nóng, hồi lâu sau mới lộ đầu ra, hắn tựa vào thành hồ, đáy mắt hoảng loạn. Rất nhanh, hắn phát hiện xoan mũi mình nóng lên, theo bản năng duỗi tay lần mò, máu mũi hắn mạnh mẽ tạt nước vào mặt một hồi, nghĩ tới chỉ một lúc như vậy đã làm thay đổi trầm tĩnh ngày thường, trầm thấp mắng một tiếng, tiền đồ, không tiền đồ, quá không tiền đồ, nghĩ lại khi hắn 17 tuổi đã ngồi ghế chủ vị ngay ngày mở thương hội trước mặt một ngàn người, nhưng mặt không biến sắc tim không đập nhanh, sao ngày hôm nay lại không tiền đồ như thế, quên đi, mau mau tắm rửa sạch sẽ mặc sim y đi ra ngoài dạo, để gian phòng này lại cho ngư nương. Không làm vậy không biết mình có làm gì mất mặt trước mặt nàng không, nghĩ như vậy, nhanh chóng tắm táp sau khi ra khỏi hồ lau khô nước lung tung một trận khoác áo choàng vào đi ra ngoài ta đi ra ngoài dạo ngươi ở trong phòng đi nói cũng không chờ thẩm ngư đáp lời tiếp tục đi kéo cửa tay mới vừa đặt lên then cửa chợt nghe nữ tử phía sau gọi chờ đã tay đặt trên then cửa nắm chặt lại nằm đầu ngón tay bấu vào trong thanh gỗ có chuyện gì hắn không dám quay đầu rất sợ mình lại chảy máu mũi thẩm ngư chậm rãi đi tới theo bước chân nàng đến gần, tim Việt Tông càng đập càng nhanh, càng đập càng nhanh, đừng đi tới, hắn cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Rốt cục, Thẩm Ngư dừng ở phía sau cách hắn không xa. "Có, cái này, ngày hôm qua lúc làm bánh trung thu, có lẽ ngươi không cẩn thận làm rơi vào trong nhân bánh trung thu, đúng lúc ta nhặt được, vật này nhìn qua rất quý giá, còn ngươi, sau này phải cẩn thận đừng làm rơi đồ nữa." Việt Tông ngẩn ra, đè nén căng thẳng dưới đáy lòng quay đầu nhìn lại liền thấy nàng đưa tay về phía mình lòng bàn tay mở ra mặt trên có một con cá nhỏ bằng vàng cá nhỏ chạm trổ tinh xảo đang phát ra ánh sánh vàng trong ánh nắng chiếu rọi vào phòng con ngươi của hắn thu lại đưa mắt nhìn về phía thẩm ngư thấy nàng đang nhìn mình cười là đồ của ngươi đúng không việt tông gật đầu lại không đưa tay lấy thẩm ngư lại duỗi duỗi tay về phía hắn ra hiệu hắn lấy về việt tông nếu bị ngươi nhặt được cũng là duyên phận cho ngươi lỗ tai thẩm ngư nóng lên trái tim lại bắt đầu một vòng cổ vũ mới, không, chuyện này sao được, của ngươi là của ngươi, nếu bị ta nhặt được, phải trả lại ngươi. Nói, vội vàng nhét cá nhỏ vào trong tay hắn, cuối cùng lại cười với hắn một cái, xoay người đi đến cạnh bàn vuông, ngồi xuống rót nước uống. Việc tông rủ mắt liếc mắt nhìn cá vàng trong tay, ánh mắt tối lại. Nắm chặt, mở cửa đi ra ngoài, còn lại thẩm ngư ngồi trong phòng, từ sau khi Việt tông rời khỏi đây, liền bắt đầu không bình tĩnh như con kiến bò tới bò lui trong chảo nóng. A a a, cuối cùng nàng cũng trả cá vàng này về rồi. Chỉ là sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Việt Tông vừa rồi còn lạnh hơn lúc bình thường vài phần vậy? Việc trả lại cá vàng, nói thật, là do nàng muốn âm thầm xác định. Nàng muốn nhìn xem cá này rốt cuộc có phải là hắn cố ý đưa cho nàng hay không, nàng muốn nghe chính miệng hắn nói. Bất quá, không xác định được gì làm cho nàng có chút mất mát. Hay là cá này rơi vào trong tay nàng, thật sự chỉ là bất ngờ. Nàng ở trong phòng vòng tới vòng lui, tự mình rối loạn, suy tính một chút, thôi không muốn nghĩ nữa, cứ như vậy đi. Bên này đang ép buộc mình bình tĩnh lại, còn bên kia, Việt Tông sau khi ra khỏi cửa phòng, đi dọc theo hành lang bên ngoài, dừng chân ở một đình nghỉ mát trên hồ sen. Hắn ngồi trong đình, nhìn hồ sen bên trong khô cạn nước, ánh mắt ảm đạm như mùa đông. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cá vàng này đi, rồi lại bị trả về đây không phải chuyện gì tốt, tuy rằng hắn chưa trải qua mối tình cùng cô nương nào, nhưng suốt ngày cũng đã từng nghe nói không ít, bình thường mà nói, nữ tử từ chối nam tử, lại không đành lòng tổn thương nam tử, đều sẽ kiếm một ít lý do đường hoàng, trả lại mấy thứ nam tử đã tặng về cho hắn, còn sẽ kiếm một vài lời nói với nam tử, người nàng chọn cũng không phải là ngươi, khi việc tông ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn còn hồng, hiện giờ, sắc mặt đã chuyển thành trắng nhất. Không biết ngày mùa thu đã có hơi lạnh, Hắn lại mặc quá mỏng manh, hay còn nguyên do gì khác, hắn ngồi trong đình hồi lâu, mãi đến tận lúc sắp tới giờ ăn trưa, hắn mới rời khỏi đình, đi đến chỗ tiểu nhị ở quầy đăng ký phía trước, gọi mấy món thẩm ngư thích ăn, bảo tiểu nhị trực tiếp đưa đến phòng, thẩm ngư xác thực có chút đói bụng, đang lúc đắng đo có nên mặc như vậy đi ra ngoài gọi đồ ăn không, nhưng lại nghĩ mặc trên người chỉ có một cái áo choàng như thế, quá mức đơn bạc nên không dám ra cửa, cái bụng đang kêu ọc ọc ọc, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên nàng theo bản năng nghĩ đến việc tông cho rằng hắn trở về hưng phấn chạy đi mở cửa phòng kết quả vừa nhìn thấy lại là tiểu nhị nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên gượng gạo công tử để ta đưa cơm tới cho tiểu nương tử thẩm ngư đỡ lấy khay nói cảm ơn tiểu nhị xoay người định đi thẩm ngư đột nhiên gọi hắn hỏi công tử đây hắn có trở về ăn không tiểu nhị xoay người cười nói công tử đang dùng cơm bên ngoài cần tiểu nhân gọi hắn trở về không thẩm ngư vội vàng lắc đầu không cần tiện đa khép cửa lại tiểu nhị nghĩ hoài không ra hai người này nhìn không giống phu thê không giống huynh muội không biết là quan hệ gì khiến hắn cảm giác là lạ tiểu nhị đi trở về chính sảnh đang định đi vào quầy lại bị người ngăn lại nhìn lên chính là vị công tử gọi món ăn cơm đưa vào chưa việt tông hỏi tiểu nhị gật đầu đã đưa chuyện công tử dặn dò sao có thể không làm theo việt tông cô nương kia có nói với ngươi cái gì không tiểu nhị vừa rồi cô nương có hỏi công tử có về ăn không việt tông bóp bóp bàn tay đặt sau lưng nàng thật hỏi như vậy tiểu nhị gật đầu thật hỏi như vậy việt tông không hỏi nhiều nữa bước chân rời đi tiểu nhị càng bối rối hai người đều kỳ lạ lần này hình như hắn đã hiểu hai người bọn họ có quan hệ gì rồi tiểu tình nhân giận dỗi sách 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 tám phần mười là trốn nhà bỏ đi đây việt tông đi tới cửa phòng rồi lại dừng bước chân đi vào hay không vào nếu ngư nương hỏi tiểu nhị như vậy, chứng minh nàng không bài xích mình đi vào cùng nàng ăn cơm. nhưng mà trong tay hắn nắm chặt cá nhỏ, cá cũng trả về, đi vào có ổn không? đang lúc do dự, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói, công tử, sim y ngài cần mua về rồi. việt tông quay đầu lại, liền thấy là tiểu nhị, trong tay nâng bao sim y. được, đưa ta đi. việt tông nhận sim y, tiểu nhị lui ra. lần này hắn thật giống không thể không vào cửa. lập tức hắn ổn định tâm thần, giơ tay gõ cửa. Bên trong, thẩm ngư cũng nghe được tiểu nhị và việc tông trò chuyện bên ngoài, gần như muốn nín thở, một chút sau lại nghe được tiếng gõ cửa. Trong lúc nhất thời ngồi ngay người trước bàn không nhúc nhích, ai vậy? Là ta, Việt Tông. Lúc này Thẩm Ngư mới đứng dậy, chậm rãi đi tới, kéo cửa ra. Việt Tông nâng tay lấy sim y bên trong ra, sim y đây, chúng ta thay đổi là có thể đi, mưa bên ngoài cũng ngừng rồi. Thẩm Ngư mau mau tránh sang một bên, Việt Tông đi vào, hai ta một người ra sau tấm bình phong, một người thay ở bên ngoài. Việt Tông nói, thẩm ngư nhìn về phía trong tay hắn, nhìn tới vải màu phấn đào, suy đoán chính là sim y của mình, lấy ra, ta đi sau tấm bình phong. Nói xong liền cúi đầu đi ra sau tấm bình phong, sau tấm bình phong bắt đầu vang lên âm thanh huyên não, tai Việt Tông ứng hồng, bờ môi nhếch cũng nhanh chóng đổi sim y, hắn tận lực phát ra âm thanh lớn ác đi âm thanh sau tấm bình phong, như vậy mới có thể bịt tai trọng chuông, khiến tâm tình bình tĩnh lại, tay run run, cuối cùng cũng coi như khoác sim y được vào trên người, buộc chặt đai lưng. Thẩm ngư sau khi đổi xong, dáng tay vào bình phong nghe một lúc, khi phía bên kia cũng yên tĩnh, liền cẩn thận mở miệng nói, Việt Tông, ngươi đổi xong chưa? Việt Tông dùng xoan mũi phát ra một chữ ưng, thẩm ngư, vậy ta đi ra. Nói, liền chậm rãi đi ra, tiểu nhị phái người đi mua sim y cho bọn họ, đều là kiểu dáng cùng màu sắc nam nữ bình thường yêu thích, như bộ màu phấn đào trên người thẩm ngư, đại đa số tiểu cô nương đều yêu thích màu sắc này, nhưng thẩm ngư cá tính thô lỗ, sim y thường ngày đều lấy màu sắc xám hoặc lam là chính, rất ít mặc các loại màu sắc sáng rỡ như thế này. Việt Tông cũng là lần đầu tiên thấy nàng mặc màu phấn đào, nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn liền dính trên người nàng, kỳ thực làn da thẩm ngư rất trắng, mắt hạnh to tròn, lòng lanh nhu tình, sáng lấp lánh môi không phải là bờ môi anh đào nhỏ nhắn tiêu chuẩn của các mỹ nhân thông thường, bờ môi nàng no đủ, màu sắc sáng rõ, chưa bôi son vẫn hồng hào tự nhiên. Sim y hồng phấn này, khiến hơi thở thiếu nữ phả vào mặt, mà vì bờ môi nàng no đủ, mở ra đóng vào, lại có một loại ngây thơ quyến rũ bên trong, việc tông nhìn nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy trong trời đất cũng chỉ còn hai người bọn họ, thẩm ngư thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không khỏi cúi đầu xuống, đi thôi. Lúc này Việt Tông mới hồi thần, tự biết thất thố dời ánh mắt về nơi khác lúc này mới nhìn thấy trên bàn chỉ ăn được nửa món vừa rồi trước khi đi vào hắn quên nàng còn đang dùng cơm ngươi tiếp tục ăn ta ở bên ngoài chờ ngươi ăn xong chúng ta liền đi hội hợp cùng a tỷ bọn họ thẩm ngư nơi nào còn ăn được không ăn chúng ta đi thôi nói liền đi ra ngoài cửa việc tông chỉ đành đi theo nàng ra ngoài hai người ra khỏi ôn thủy cắt thời gian đang lúc buổi trưa sau khi thảo luận hai người quyết định không đi từ vân tự nữa mà đi xuống dưới núi chờ thẩm việc cùng chu lê hai người liền dọc theo sơn đạo chậm rãi đi về chân núi dọc đường cũng không ai chủ động mở miệng thẩm ngư thường ngày hay liếu ra liếu ríu bây giờ đột nhiên im lặng trong lòng việt tông không khống chế được nổi lên một loạt suy nghĩ chẳng lẽ kỳ thực thẩm ngư chán ghét mình nhìn đi cá nhỏ cũng tìm lý do trả lại hai người đi chung cũng không muốn nói chuyện tám phần là có chút chán ghét mình rồi cũng đúng tính tình nàng hoạt bát đáng yêu như vậy sao có thể thích loại nam tử gàn bướng như mình nghĩ đến đây việt tông nhấc mắt nhìn thẩm ngư đi phía trước ai nếu thẩm ngư không thích mình mình cũng kiên quyết không dây dưa hay là hai người vốn đã vô duyên thẩm ngư vẫn đi ở phía trước người sau lưng một đường cũng không nói lời nào tiếng bước chân của hắn cũng nhẹ vô cùng nàng đều có chút hoài nghi có phải việt tông muốn tách biệt với nàng không mãi đến tận khi đi tới giữa sườn núi nàng rốt cục không nhịn được quay đầu nhìn lại thấy việt tông vẫn còn mới yên tâm tiếp tục đi. Việc Tông từ trước đến giờ đều che giấu tâm tình của mình vô cùng tốt, cho nên khi Thẩm Ngư quay đầu nhìn hắn, cũng hoàn toàn không phát hiện tâm tình hắn có biến đổi. Ngươi bước đi quá nhẹ, ta còn cho là chúng ta lại lạc nhau. Thẩm Ngư vì mình đột nhiên quay đầu lại nên liếc hắn giải thích một chút, việc Tông ừm một tiếng, sau đó hai người lại tiếp tục trầm mặt, Thẩm Ngư cảm giác bầu không khí giữa hai người bọn họ thực sự thật khiến người ta khó chịu, nàng không thích như vậy. Việt tông tính tình như hũ nút, nếu muốn giảm bớt bầu không khí, phỏng chừng còn phải dựa vào mình. Nàng đi ở phía trước cúi đầu suy nghĩ một chút, hai người các nàng hình như cũng đã từng tán gẫu lúc mới quen biết. Tuy rằng trước đây đa số thời gian cũng chỉ là nàng nói hắn nghe, quyết định chủ ý, thẩm ngư bỗng nhiên dừng bước, lùi về sau hai biết, song hành cùng Việt Tông, Việt Tông, đoạn đường núi lần này còn khá dài, cứ đi như vậy tẻ nhạt lắm nha. Nếu không ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe đi. Việc Tông thấy nàng có thể coi như để ý đến mình, cảm giác mất mát trong lòng có chút giảm bớt, chuyện xưa nào, để ta nghĩ a, à, nếu không ta kể cho ngươi nghe chuyện trư bát giới có được không, cũng không chờ việc Tông tỏ thái độ, đã bắt đầu kể, trên trời có một vị thiên bồng nguyên soái, hắn ở trên tiệc bàn đào đùa dẫn hàng Nga, bị ngọc để dán hạ phàm, nhưng lại dán nhầm vào thai heo, sau đó, hắn ở cao lão trang, gặp phải cao tiểu thư, gió núi nhẹ nhàng phất qua gò má, tiếng nói thẩm ngư như gió mát như dòng suối chảy đều trên sơn đạo, Việt Tông căn bản không nghe lọt tai nàng đang nói cái gì, hắn nghe âm thanh này, chỉ cảm giác mình giống như lại sắp chảy máu mũi, đưa tay lên sờ, trời ạ, à, đúng là đang chảy máu, Việt Tông, hắn mau mau lấy khăn tay ra, dự định thời lúc Thẩm Ngư không phát hiện lén lúc lâu. đâu ngờ, Thẩm Ngư đang nói hưng phấn đột nhiên nghiêng đầu dò hỏi hắn, cười vui vẻ nói, ngươi nói xem có buồn cười không? Ồ. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Ngư dừng lại, Thấy Việc Tông cầm khăn bịt kín mắt mũi, không khỏi hỏi, Việc Tông nơi nào chịu để nàng nhìn thấy, vội vàng xoay người, không có gì. Thẩm Ngư liếc mắt, với đầu tới xem, nhìn thấy trên chiếc khăn tay màu xanh da trời của hắn nở lên mấy đóa mai đỏ, có chút kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc, nha, sao ngươi chảy máu mũi vậy? Việc Tông nghe vậy, lỗ tai gò má trong nháy mắt như nhỏ máu, "Không, không, không sao." Còn nói không sao, ngươi để ta xem một chút thẩm ngư theo bản năng kéo cánh tay của hắn, khiến cho hắn buông tay ra, thẩm ngư để mặt sát vào xem, nghe được mùi hương thiếu nữ thân ngát, Việt Tông cảm thấy khí huyết của mình càng thêm dân trào, nhìn một cái thôi mà, còn đang chảy máu đây này. Để ta lau cho ngươi đi, ngươi cũng không nhìn thấy. Nói, đã đoạt lấy khăn trong tay Việt Tông lau giúp hắn, Việt Tông mở to mắt, cảm thụ động tác mềm nhẹ của nàng, nhiều lần, bỗng nhiên phản ứng lại, bộ dáng này của hắn nhất định rất khó nhìn vội vàng lui về phía sau, đoạt khăn đè lại mũi mình, không cần lâu nữa, được rồi, mau đi đi. Nói xong liền đi thẳng về phía trước, Thẩm Ngư đuổi theo có chút lo lắng nói, vô duyên vô cớ, làm sao lại chảy máu? Việc Tông không trả lời nàng, Thẩm Ngư, mũi của ngươi gần đây có bị thương gì không? Không có, vậy thì là thiệt. Nga, có phải gần đây ngươi uống thuốc đại bổ gì không đây? Không có. Nhìn dáng vẻ hắn rất giống cần thuốc bổ sao? Cũng không có sao vậy thì lạ quá để ta xem cầm máu được chưa nói liền bước qua trước mặt hắn ngửa đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như được gột rửa bởi nước ấm trên núi tim việt tông như nổi trống nghiêng mặt sang một bên ngươi đừng nhúc nhích để ta xem một chút mà việt tông lại tránh sang hướng khác việt tông ngươi đừng né để ta xem một chút việt tông bị nàng huyên náo đến đau đầu được được ngươi xem đi thả tay xuống để tùy ý nàng đánh giá xem đi xem đi ngó tới ngó lui, cuối cùng thẩm ngư cũng lùi ra, cho dù trong lòng Việt Tông có muôn vàng lời muốn nói, nhưng mặt ngoài chỉ tỏ vẻ một hai phần, cũng không biết là cách biểu đạt cảm xúc của hắn trời sinh có vấn đề, hay là khuôn mặt đã bị bệnh sơ cứng gì đó, nói chung, vào lúc này trong lòng hắn như bình sứ đã rơi nát bét, nhưng ngoài mặt ngoại trừ hồng hơn bình thường, một chút khác thường cũng không có, bởi vậy, thẩm ngư hoàn toàn không chú ý tới tâm tình của hắn. Thấy giữa trán hắn còn có một chút hồng, liếc tảng bên cạnh chảy ra một chút nước suối trên núi, vội móc khăn tay của mình ra, thấm ướt, với tay lên lau cho hắn. Hắn hơi cao, nàng có chút vất vả, ngươi hơi hơi khủy chân chút đi, nha, Việc Tông ngoan ngoãn ngồi sổng xuống. Bình sứ trong lòng đã ép thành cho bụi, thẩm ngư chậm rãi lau chùi cho hắn, ánh nắng giữa trưa chiếu vào trên gương mặt của thiếu nữ, cách gần trong gan tất, phản phất còn có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ mịn trên da nàng, những lông tơ kia nhẹ nhàng phất quá đáy lòng hắn, trái tim vừa mới ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại đất trời biến mất chỉ còn lại hai người bọn họ việt tông đột nhiên hy vọng nàng lau chậm một chút chậm một chút nữa để thời khắc như vậy càng lâu một chút lâu hơn chút nữa được rồi sạch sẽ thẩm ngư lau xong cười tỉ mỉ nói nàng ra hiệu hắn có thể đứng lên tất cả kết thúc nhưng đợi nửa ngày việt tông vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ như trước cao bằng mình cùng mình đối diện trong đôi mắt hắn là tâm tình mà nàng chưa từng thấy, nàng cũng không hiểu, chỉ là, nàng bỗng nhiên cảm giác được một loại rung động nguy hiểm. Theo bản năng liền muốn lùi về sau, nhưng còn chưa kịp, một xúc cảm nóng bỗng liền rơi xuống trên trán của nàng, người ngày thường mặt mày lạnh lẽo không hề có cảm xúc, môi lại nóng như vậy, chỉ một hồi này, phản phất như bếp lò đang cháy nóng, trong nháy mắt làm bỗng từng tất da thịt thẩm ngư, thẩm ngư đầu tiên là bối rối, tiếp theo là xấu hổ, sau đó nhảy phăng ra sau hai bước, duỗi tay chỉ vào Việt Tông, ngươi 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 làm gì? Việt Tông cũng không biết mình từ đâu có được lá gan, cứ như vậy bước đi tới. Chỉ là giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng, tất cả do hắn không kìm lòng được, hay có thể nói, hắn đang tận dụng mọi thời cơ, hắn từ trong lòng ngực móc ra cá vàng nhỏ, nhét vào trong tay thẩm ngư, cho ngươi là cho ngươi, không cho trả lại ta. Thẩm ngư nhìn cá lại nhìn hắn, lại lùi tiếp hai bước, vì 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 sao? Việt Tông, ngươi là cá nó cũng là cá ngươi mở nó ra nhìn thử xem đêm qua thẩm ngư nắm một buổi tối cũng không phát hiện con cá này còn có cơ quan hiện tại nghe ngữ khí việt tông thật giống trên thân con cá này còn có bí mật khác nàng nắm cá trong tay nhìn một chút làm sao mở ra nắm lấy đuôi cá nhấn một cái lại bắt đầu xoay tròn thẩm ngư nghe theo bám vào đuôi cá nhỏ xoay một cái bụng cá tách làm hai phần chữ được khắc trong bụng cá lộ rõ ra thẩm ngư thẩm ngư cả kinh trong lòng thuận tiện nằm vui mừng một trận thì ra cá này đúng là cố ý đưa cho nàng lập xuân năm sau mười dặm hồng trang thẩm ngư ngồi trong kiệu hỉ lau đi nước mới chia tay cùng phụ mẫu vén khăn voan lên xuyên qua màn kiệu được gió thổi lên nhìn ra phía ngoài trên con ngựa trắng ngay cả đuôi ngực cũng được cột một đóa hoa lụa đỏ lan quân trên lưng ngựa bóng lưng kiên cường như một cây tùng bách thẩm ngư nhìn một hồi tim liền đập loạn nhịp nàng thành thân tân lan là việt tông nàng 18 tuổi, ở tại nông thôn bọn họ, đã là gái lỡ thì, nữ tử cùng tuổi nàng, rất nhiều người hài tử đều có thể nhảy nhóc lung tung, mà nàng hiện tại mới gả đi, bất quá, nàng cũng không hối hận khi gả muộn một chút nào. Chỉ cần gả cho chính người trong lòng mình, muộn hơn nữa cũng không sợ, đội ngũ đón dâu vòng qua mấy con đường lớn, cuối cùng cũng coi như dừng lại trước cửa một tòa nhà ở thành Tây, Việt Tông xuống ngựa, đi đá cửa kiệu. Sau đó ông Tân Nương Tử đang ngồi tiến vào thẩm ngư rất sợ mình bị té xuống, hắn không từng tập võ nên khí lực không lớn như đại ca. Nàng sợ Việt Tông không trụ nổi, hai tay vòng lấy cổ Việt Tông thật chặt. Một đường đi tới ảnh bích, nàng đều vững vững vàng vàng, eo cùng chân nằm trên đôi cánh tay rắn chắc có lực, không hề bị sốc nảy. Đến ảnh bích, Việt Tông thả nàng xuống, hai người dừng lại, hỉ bà tới đưa hai người vào chính sảnh bái đường. Một lạy trời đất, hai lạy cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng thẩm ngư trốn trong khăn vang nghe bốn phía ồn ào tiếng người mơ mơ màng màng hoàn thành nghi thức được đỡ vào tân phòng trước hỉ bà lùi ra một nha hoàng việt phủ chạy tới lén lút nhét vào một bao bánh ngọt dùng giấy dầu gói lại thiếu phu nhân đây là thiếu gia đưa nói xong nha hoàng liền đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại thẩm ngư thẩm ngư nín nửa ngày nghe bốn phía không còn động tĩnh, liền xốc khăn vang lên thở dốc từng ngụm từng ngụm sợ gần chết vừa rồi khi bái đường nàng thật sốt ruột rất sợ mình làm gì sơ suất ngắm nhìn bốn phía đây là phòng ngủ tường phía đông cách đó không xa còn có một cánh cửa lúc mành che được buông xuống ở bên ngoài kia còn có một gian phòng trong phòng ngủ treo đầy lụa hồng dưới sông cửa sổ có giường đất trên giường bày một cái bàn nhỏ trên bàn có cặp nến hỉ đang cháy bên cạnh nến lại có một bộ bình rượu mạ vàng một cặp ly cao cổ dùng dây đỏ nối thành một thể thẩm ngư nghĩ vậy hẳn là chờ một lúc nữa dùng để uống chén rượu giao bôi trong tay nàng vẫn còn cầm bánh ngọt vừa rồi nha hoàng nhét, nói thật, xác thực có chút đói bụng. Nàng cầm lấy một miếng bắt đầu ăn, con mắt vẫn còn đánh giá khắp phòng, đồ vật trong phòng cái gì cũng nhìn như mới, ngay cả mảnh ngăn phòng trong phòng ngoại cũng là mới, xem ra việc tông vẫn tính để tâm, thẩm ngư nghĩ, cuộc sống về sau, đây chính là gian phòng nàng sinh hoạt. Lại chuyển ánh mắt qua giường phía sau, màn yên la màu đỏ bạc, một cặp gối đỏ theo chữ hỷ đặt tại đầu giường, chờ một lúc nàng cùng việt tông sẽ ngủ chung một chỗ nghĩ đến đây nàng đột nhiên nhớ tới trước khi ra cửa nương vội vội vàng vàng nhét vào trong tay nàng một quyển sách nhỏ nói là hai ngày trước nên cho nàng nhưng bởi chuẩn bị việc thành thân quá bận bịu quên mất bảo nàng sau khi vào động phòng thừa dịp tân lan còn chưa vào trước khi lâm trận cố gắng đọc một ít miễn cho đêm tân hôn cái gì cũng không hiểu làm nương nàng mất hết mặt mũi còn bị người khác nói không biết cách dạy con gái thẩm ngư trước đó không mở sách ra xem còn tưởng rằng bên trong là mấy thứ giáo điều tam tổng tứ đức cứng nhắc, lúc mở trang thứ nhất ra xem, chỉ thấy một nam một nữ, mũ phượng khăn trùm đầu, chính là phu thê đang giao bái, Nga, hóa ra là một quyển sách tranh, xem tiếp, trang thứ hai, vào động phòng, Tân Lan mở khăn vang trùm đầu, lại một trang, uống chén rượu giao bôi, tiếp theo, ô, nằm trên giường, lại một trang, hửng cởi quần áo, lại lật, hôn, lại lật, sờ soạn. Tiếp theo, a a a a, thẩm ngư chết rồi, thành một con cá bị nấu chín, cả người nóng bỏng, gò má đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Trước đó nàng đã mơ hồ biết một chút, có người nói nam nữ thành thân, đêm động phòng này, không ngủ được bao nhiêu, khá là bận biệu còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lúc trước nàng không biết hai người ở trong phòng đến cùng phải bận bịu cái gì, mà hiện tại, nàng biết hết rồi. Lúc này, tự dưng nàng nhớ tới hai con chó vàng đầu thôn, a a a, vì sao nàng lại nghĩ đến chó nàng mau mau lắc lắc đầu không còn tâm tư nghĩ gì cũng không còn tâm tư ăn bánh ngọt càng lúc càng khẩn trương nhưng bởi trước đó ngưu thị đã thông báo nhất định phải xem xong quyển sách này cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là tay run run từng trang từng trang lật cho đến hết đến khi lật hết tay nàng không ngừng run rẩy toàn thân cũng run rẩy không hiểu sao nàng có chút sợ chính lúc này nàng nghe ngoài cửa có tiếng vang thiếu da tất cả lui ra không cho người đến nháo động phòng là tiếng Việt Tông. Thẩm ngư vội vàng nhét quyển sách xuống đáy gối, cầm khăn vang phủ lung tung lên đầu, điều chỉnh tốt tư thế, cung cung kính kính chờ Việt Tông. Việt Tông sốc mạnh ngăn ở cửa phòng ngủ lên, cất bước đi vào, đi thẳng tới bên giường dừng lại. Sau đó cầm cây hỉ xứng vén khăn vang, liền nhìn thấy một nữ tử mặc hỉ phục đang cúi thấp đầu. Nữ tử này, từ nay về sau, chính là phu nhân của Việt Tông hắn, phu nhân. Hắn cung kính hành lễ, thẩm ngư lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn nhìn hắn, lại vội thu hồi tầm mắt, không lên tiếng. Việc Tông thấy nàng có chút câu nệ, đứng một một chút, liền đi đến cạnh bàn trên giường đất trót hai ly rượu dao bôi mang qua đây, ngồi ở mép giường, đưa một ly cho nàng. Phu nhân, nên uống chén rượu dao bôi. Lúc này thẩm ngư mới hơi khẽ nâng lên đầu, đưa tay nhận lấy, sau đó cầm trong tay, ngửa đầu uống sạch sành xanh. Việc Tông đưa tay qua lấy ly rượu trong tay nàng mang đi cất, kết quả thẩm ngư lại nắm chặt không buông. Việc Tông, nàng làm gì thế? thẩm ngư ta 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 có chút căng thẳng việc tông sửng sốt một lát bỗng nhiên cúi đầu bật cười thành tiếng thẩm ngư rất hiếm thấy hắn cười kinh ngạc nhìn về phía hắn thấy hắn một thân hỷ phục màu đỏ rực làm cho khuôn mặt ngày thường nhìn lạnh như băng cũng không còn lạnh như vậy nữa hơn nửa giờ khác này hắn cười lại hiện ra mấy phần sức sống thiếu niên thẩm ngư nhìn đến chột dạ cười cái gì chứ lần đầu thành thân ai không căng thẳng đâu nàng nhỏ giọng lúng túng Việt Tông cười xong rồi, lúc này mới lấy ly rượu ra khỏi mấy ngón tay nàng, đặt lên đầu giường. Hai tay thẩm ngư đặt trên đầu gối, nghe âm thanh hắn đặt cái ly, ngón tay nắm lại, túng lấy hỷ phục. Vừa nhớ đến quyển sách vừa nãy mới nhìn, uống xong rượu giao bôi chính là cởi y phục nằm trên giường. Ánh mắt Việt Tông xẹt qua tay nàng, xem ra, nàng thật sự rất căng thẳng. Nhưng mà nói thật, hắn cũng có chút căng thẳng, áo trong cũng đã thấm chút mồ hôi. Hay là, chúng ta đánh mấy ván bài diệp tử đi. Việt Tông nói, lập tức đứng lên đi tới kéo ngăn kéo ở đầu giường đất phía bắc, lấy một bộ bài diệt tử lại đây. Thẩm Ngư từ trước đó không biết chơi món đồ này, cũng do sau khi vào phủ thành mới học được, sau khi học xong thì có chút nghiện, luôn lôi kéo bọn nha hoàng ở thẩm trạch chơi đùa cùng mình. Việt Tông biết nàng yêu thích cái này, vì thế đã chuẩn bị sẵn trong tân phòng một bộ, nghỉ đêm tân hôn dài dặn dẳng, có món này đúng là phù hợp, không nghĩ tới đúng là vẫn dùng đến. Thẩm Ngư thấy hắn lấy bài diệt tử ra, trong lòng cuối cùng cũng coi như thư thả chút ít, nhưng tiếp theo lại có chút mất mát. Ngày đầu tiên hai người bọn họ thành thân, không lẽ cứ thế đánh bài cho hết ngày. Việc Tông đặt bài lên giường, cởi hỷ phục dày nặng, dày cũng đá ra, nhảy lên giường, nhìn về phía thẩm ngư đang ngồi bất động. Nàng cũng cởi ra đi, quá nặng quá nóng, chúng ta đánh bài không thoải mái. Nói cũng đúng, thẩm ngư không suy nghĩ nhiều, tháo mũ phượng xuống, cởi hỷ phục ra, tháo giày, hai chân đưa lên, ngồi vào trên giường. Việt Tông để chăn vào giữa làm bàn, mở bài dịch tử ra, hai người xem như thật sự bắt đầu đánh bài, cũng không biết đánh bao nhiêu ván, thua thắng thua thắng, thời gian trôi qua từng chút, nến hỉ trên bàn ở giường đất cũng dần dần cháy được một nửa, nến chảy xuống bàn một mảng lớn, mơ hồ nghe thấy tiếng trống đánh bên ngoài, đã canh ba, thẩm ngư một tay cầm bài, một tay che miệng ngáp, trong đầu còn đang suy nghĩ đánh lá bài nào, hoàn toàn quên tối nay là động phòng, cùng với chuyện trong quyển sách khi nãy nàng đánh ra một lá bài, ra hiệu Việt Tông ra bài, Việt Tông cũng ngáp một cái, trong đôi mắt bịt kín nước mắt, chẳng muốn suy nghĩ, tùy ý đánh một lá ra ngoài. Ngược lại giống như đang nhường nàng, thẩm ngư nhìn nhìn, lại bắt đầu suy nghĩ lá bài cần đánh. Việt Tông nhìn về phía nàng, trong ánh nến đỏ, một thân trung y đỏ tươi, khiến cho nàng da dẻ nàng đặc biệt kiều diễm, lông mày đẹp đẽ, hàm răng trắng đều, bờ môi đầy đặn, một bộ dáng vô cùng kiều mỹ trong lòng việc tông sinh ra một tia đắc ý nữ tử hắn vừa ý chính là đẹp như vậy ánh mắt không tự giác dời xuống chút ít cổ nữ tử trắng nõn nhỏ dài xương quai xanh như ẩn như hiện trong vạt áo hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ tối nay của hắn còn rất nặng nề cần nhanh chóng hoàn thành phu nhân canh giờ không sớm nếu không chúng ta ngủ đi thẩm ngư xác thực có chút buồn ngủ ngáp một cái tùy tay ném bài vào trên chăn gật đầu cũng được ta cũng có chút buồn ngủ Việt Tông tùy ý gom bài lại, ông vào để trên đầu giường, thu dọn gọn chăn, ngồi ở mép ngoài. Phu nhân, lại đây ngủ, Thẩm Ngư vẫn còn ngồi tại chỗ, chưa kịp phản ứng, lúc này nghe Việt Tông gọi nàng qua ngủ, thấy tay hắn còn đưa đến chỗ bên cạnh hắn vỗ vỗ, lại nghĩ đến nội dung trong quyển sách. Trên mặt đỏ ửng, ờ thôi, ta cũng chưa buồn ngủ lắm, chúng ta lại chơi một chút đi. Nói xong, liền bò tới đầu giường, Việt Tông nhìn bóng lưng nàng, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt mắt cá chân nàng phu nhân, hai ta vừa thành thân, đêm tân hôn, làm gì có đạo lý đánh bài cả đêm. Thẩm ngư cảm nhận được trói buộc ấm áp nơi mắt cá chân, cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi ngươi ngươi. Nhưng cũng không biết nói cái gì, việc tông thấy nàng cứng đơ ở đó không dám động, liền cổ vũ mình một chút, sau đó, từ từ bò qua, thẩm ngư mắt thấy nam tử bò đến gần bên mình, thân ảnh cao lớn bao phủ toàn bộ thân hình nàng, nàng như chim nhỏ bị nhốt trong lòng, bay cũng không bay ra ngoài được. Tay nắm chặt đệm giường dưới thân, khi nam tử sắp cúi người thì nhắm chặt mắt lại. Nàng khẩn trương chờ đợi trước, cho rằng không bao lâu sẽ có nụ hôn ấm áp rơi xuống, chờ hồi lâu sau, nhưng cái gì cũng không đợi được. Nàng có chút kinh ngạc, cẩn thận mở một con mắt ra nhìn, lại phát hiện Việt Tông đã không thấy, không thấy. Thẩm Ngư có chút mờ mịt, vội vàng bò lên nhìn quanh phòng, liền thấy Việt Tông không biết lúc nào đã chạy đến đứng bên cạnh giường đất, đang quay lưng về phía nàng. Việt Tông nàng thăm dò gọi hắn việt tông không đáp lời vẫn quay lưng về phía nàng thẩm ngư có chút kỳ quái liền lê giày chạy tới nhìn vừa thấy liền hốt hoảng việt tông lại chảy máu mũi thẩm ngư sốt ruột nhà sao ngươi lại chảy máu mũi rồi việt tông vẫn còn đứng đó lau lau chùi chùi không không có chuyện gì một một chút là ổn thôi thẩm ngư vẫn lo lắng ngươi chảy máu mũi thành bệnh à mùa thu năm trước đi leo núi cũng chảy sau đó có lần ta giúp ngươi nhặt lá rơi trúng đầu ngươi cũng chảy ngày hôm nay lại chảy tiếp, không phải ngươi mắc bệnh là gì chứ? nàng từ trước đến giờ nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng không cảm thấy lời này có chỗ nào không thỏa đáng. Nhưng khi việc tông nghe vào tai lại hiểu theo kiểu khác. Ngư Nương không cho rằng hắn mắc chứng bệnh kỳ quái gì, lại còn đi lừa nàng thành thân chứ? Vậy làm sao được? Hắn vội vàng giải thích, không có không có, chỉ là mỗi lần thấy nàng, ta lập tức căng thẳng, khống chế không được nên chảy máu mũi lời vừa nói ra hắn đột nhiên cảm thấy hối hận đây cũng quá tổn hại đến hình tượng bình tĩnh nội liễm thường ngày của hắn rồi nhưng đây lại là sự thật a à. thẩm ngư có chút bất ngờ đúng là xưa nay nàng chưa từng thấy hắn căng thẳng lại còn căng thẳng đến mức chảy máu mũi cái này cần có bao nhiêu căng thẳng a à? vậy chuyện động phòng làm sao bây giờ đây thẩm ngư cũng không biết đầu óc mình sao lại nghĩ đến chuyện này cứ chốc lát lại nghĩ tới nhưng nhớ lời nương nói đêm động phòng hoa chút nhất định phải hoàn thành chuyện trong quyển sách, nếu không sẽ không may mắn, sau đó phu thê sẽ không hòa hợp, ảnh hưởng đến tình cảm phu thê sau này. Nàng cúi đầu, nghĩ nghĩ, nhưng, thôi được, lạy thiên địa cũng lạy rồi, đã là phu thê, cũng không thể để hai người đều căng thẳng, cái gì cũng làm không được đờ gì. Nàng hít sâu một hơi, nhảy lên giường đất, ngồi trên giường, nhắm mắt lại, cắn môi, việc tông không ngờ nàng sẽ hành động như vậy, con mắt mở to như tượng đồng, sững sờ, dưới ánh nến thời gian bỗng nhiên dừng lại một lúc lâu sau trái tim việt tông bắt đầu đập như muốn nổ tung nhưng sau đó cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên môi cùng với hương thơm nữ nhi bay vào hơi thở tâm hắn dần dần bình phục lại hắn ôm người vào trong ngực tiện đà xoay người ngồi vào trên giường thẩm ngư liền ngồi trên người hắn hai chân đặt hai bên eo hắn tiếp theo sau đó triền miên hôn môi nến đỏ ấm áp đêm vui một mảnh yên tĩnh một lúc sau truyền đến hơi thở dồn dập cùng tiếng than nhẹ không biết từ đâu phát ra thẩm trạch ngày hôm nay thẩm ngư lấy chồng trên dưới trong phủ dọn dẹp tới lúc này mới coi như thỏa đáng sau khi thẩm việc cùng chu lê về phủ đều không buồn ngủ hai người ở trong phủ tản bộ tiêu cơm phu nhân tối nay tinh tú sáng lạn bằng không chúng ta đi lên lầu hóng gió ngắm sao được không đi tới một tòa lầu cao ba tầng cao thẩm việc dừng bước nói chu lê vui vẻ hai người dắt tay đi vào trong châm lửa cho đèn lồng đặt ở cửa cùng nhau bước lên lầu ba đi vào phòng đi tới ban công phía bắc tầm nhìn chợt rộng mở nơi này là chỗ cao nhất trong thẩm trạch đứng ở chỗ này hầu như có thể xem được toàn bộ hậu viện thẩm trạch thậm chí tiền viện cũng có thể thấy được một ít nâng đầu ngó lên trời cao trong màn đêm tinh tú đầy trời bóng đêm yên tĩnh những người khác trong nhà bận việc cả ngày trời cũng đều đi ngủ chỉ còn lại một dãy đèn lồng màu đỏ trên hành lang hôm nay là ngày đại hỷ đèn lồng cần để trắng đêm không được tắt trên ban công có một cái xích đu thẩm việc đi tới thuận thế liền ngồi xuống chu lê vốn muốn vào phòng mang cái ghế nhỏ ra ngồi nhưng không ngờ thẩm việc đưa tay kéo nàng làm nàng té ngồi vào trên đùi hắn chàng làm gì thế ta vẫn nên mang cái ghế ra đây ngồi đi thẩm việc vòng hai tay trên eo nàng lấy ghế làm gì cứ như vậy đi phu thê nhiều năm lại không phải chưa từng ngồi như vậy chung quanh cũng không có ai nàng còn thẹn thùng à bất quá nàng chỉ lo lắng ngồi lâu sẽ làm chân hắn tê rần được nếu như hắn không thấy nặng vậy cứ theo ý hắn phu nhân nàng nhìn bên kia đi nơi đó có mấy vì sao nối lại sẽ thành quả lê đấy chu lê theo phương hướng ngón tay hắn nhìn sang chỉ thấy một mớ sao lấp lánh nàng chớp chớp mắt nơi nào nhìn được cái nào có thể nối thành quả lê làm sao được a à? tạ không nhìn ra thẩm việc bắt lấy tay phải nàng chỉ vào giữa không trung phát họa từng cái chấm nhỏ như vậy như vậy ánh mắt chu lê di chuyển theo ngón tay dần dần đúng là nối liền thành hình quả lê vui vẻ nói nha đúng thật là quả lê để ta tìm xem có cái nào có thể nối thành chữ việt không nói xong liền tập trung tinh thần tìm sao tuy nói tối nay tinh tú đa dạng nhưng cố ý đi tìm để nối thành một chữ cũng không dễ dàng như vậy rất lâu sau đó nàng cũng đã ngáp liên tục rồi nhưng vẫn chưa thành công nàng có chút mệt mỏi liền tùy ý nghiêng đầu nằm nghiêng gối lên ngực thẩm việt tiếp tục tiền cũng không biết qua bao lâu thẩm việt cảm nhận được người trong ngực đã không còn di chuyển cúi đầu nhìn thì ra nàng ngủ rồi hắn cũng ngáp một cái trở tay lấy kiện áo choàng bông trên xích đu mở ra đắp lại trên người chu lê hai tay tùy ý ông nàng cũng nhắm mắt lại ngủ bầu trời đêm yên tĩnh xích đu nhẹ nhàng lung lay đưa hai phu thê vào giấc mơ an bình ngày tháng bình thường nắm tay nhau đi qua khói lửa nhân gian cùng ngắm sao trên trời mỗi tối cứ như thế trôi qua từng ngày, hết chương 85, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.